Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1401: Chính quyền và thương nhân thông đồng thành gian. Trong tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân nhìn thấy có một số việc mặt ngoài có vẻ rất uất ức, nhưng nếu chăm chú xem xét, bên trong có nhiều điều cần bàn. Phát triển cao tốc xem như cực kỳ có lợi, cũng chính vì thế mà quan trường Nam Giang cho hắn một biệt hiệu, nói Vương Tử Quân làm quan căn bản vểnh đuôi lên. Người không thích thì sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để nói hắn nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa Vương Tử Quân là người mà Thái Sơn đổ lên đầu cũng không nháy mắt, nhưng vào lúc kết quả chưa được công bố, người ta nói hắn luôn giả vờ ngây thơ nhưng lại biết tất cả. Đợi đến khi mọi người đang chờ chê cười vào mặt hắn, đang vui vẻ nở hoa trong lòng, hắn chợt cho ra một đòn mạnh, căn bản làm cho người ta giật mình chết lặng. Vương Tử Quân căn bản có nghe qua nhiều tin đồn về mình. Hắn cũng cảm thán khả năng khoa trương của đám người kia căn bản là quá lớn. Nhưng bây giờ một tính mạng nhỏ bé đang rơi từ trên tầng 2 xuống, Vương Tử Quân phát hiện mình thật sự hổ thẹn với đánh giá của mọi người cho mình, hắn thật sự khó thể nào bình tĩnh tự nhiên được. Lúc này hắn cảm thấy cuống họng mình như bị người ta bóp chặt, mặc dù hắn không có quan hệ gì với cô bé kia, thế nhưng đó là một tính mạng con người, nó quá quan trọng. Khoảnh khắc khi cô bé kia rơi xuống thì Vương Tử Quân chợt run lên. Hắn xem như đã hiểu, những người có mâu thuẫn với hắn, căn bản có thành kiến với hắn, mà thành kiến đó đang liên tục phát triển, kéo dài không ngừng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân cực kỳ căm hận cảm giác của mình, tuy hắn biết nghĩ như vậy không phải là mình sai, thế nhưng lúc này cô bé kia đang rơi xuống mà đầu óc mình có chút mê muội, lại nghĩ đi nơi đâu. Tại sao lại như vậy? Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ khó chịu thì thấy một người đàn ông đối diện với mình nhắm mắt lại. Người đàn ông kia đeo kính, vẻ mặt rất khổ sở. Tuy hắn không biết người đàn ông kia là ai, thế nhưng động tác của đối phương đã cho ra một đáp án xác thực. Vương Tử Quân hiểu người đàn ông kia làm vậy là có ý gì. Đối với nhiều người thì đây là khoảnh khắc cuối cùng của cô bé trên đời này, thế là Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ đau lòng. Khi cô bé rơi xuống đất, một bóng người chợt vọt đến, dưới ánh mắt khó thể nào tin được của mọi người, người kia nhanh chóng vươn tay ra giữ lấy cô bé. Mẹ, tiếng khóc lớn của cô bé giống như trở thành vĩnh cửu, khi tiếng khóc sợ hãi này vang lên, mọi người đều thở dài một hơi. Mọi người nhìn về phía cô bé đang lảo đảo, nhìn người phụ nữ ngã nhào xuống đất, thiếu chút nữa thì không khỏi khóc lên vì vui sướng. Không biết tiếng vỗ tay vang lên từ đâu, thế nhưng ngay sau đó đã mạnh mẽ như sấm dậy. Mọi người đều hoan hô nhiệt liệt. Mọi người hoan hô vì người phụ nữ kia đã cứu được cô bé, vì cô bé với tính mạng đáng quý kia đã quay trở về vòng tay ngọt ngào của mẹ mình. Khi quần chúng đang náo loạn thì một giọng nói bén nhọn vang lên, mẹ, mẹ có sao không, mẹ. 20 phút sau Vương Tử Quân tìm được ông Lý và người cháu ở cách đó không xa, lúc này ông Lý dùng ánh mắt nghiêm cẩn nhìn ngọn lửa bốc cao, nếp nhăn trên mặt có vẻ thêm nhiều. Ông Lý, cứ để cho những người thanh niên đi xử lý hậu quả, ngài cùng các cháu nên đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân nhìn ông Lý rồi khẽ nói. Ông Lý lắc đầu rồi dùng giọng thì thào nói, chỗ này của chúng tôi căn bản không có khả năng bốc cháy, vì khu dân cư chúng tôi có hệ thống phòng cháy rất tiên tiến, thật sự rất tiên tiến. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngây ngô của ông Lý, hắn không biết nói sao để an ủi ông cụ. Đúng lúc này tiếng còi cứu hỏa vang lên chói tai. Lính cứu hỏa cũng nhanh chóng tiếp cận khu dân cư. Vòi nước phóng lên trời, ánh lửa dần giảm bớt, lúc này ngọn lửa có thể thiêu chết người căn bản đã được khống chế vài phần. Khi ngọn lửa đã được khống chế thì ánh mặt trời xuất hiện ở phía đông, không ít người đi tới đi lui, cũng có vài người giống như lãnh đạo địa phương đang đứng thương lượng với nhau điều gì đó. Nhưng những người kia không liên quan đến Vương Tử Quân, hắn đứng bên cạnh ông Lý, gương mặt có hơi rét run vì lạnh. Ông Lý không nghe Vương Tử Quân đi đến khách sạn, nhưng vợ con Lý Kiếm Tú lại đi đến bệnh viện. Người mẹ chạy đến giữ lấy con mình, xem như cứu con mình khỏi cái chết dự báo trước, khi đó cũng đã bị gãy tay. Sau khi xe cấp cứu đến thì nàng được đưa đi bệnh viện. Các người là người nhà của Lý Kiếm Tú sao? Hai tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát đi đến bên cạnh ông Lý rồi hỏi. Tôi là người nhà của Lý Kiếm Tú, các anh có chuyện gì sao? Ông cụ lầm bầm một lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó đưa mắt nhìn hai tên cảnh sát rồi khẽ hỏi. Lý Kiếm Tú ở đâu? Anh ấy tình nghi đả thương người khác,
mong anh ấy theo chúng tôi tiếp nhận điều tra. Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn thoáng qua ông Lý rồi lớn tiếng hỏi. Lời nói của viên cảnh sát làm cho tâm tình ông Lý vốn bình tĩnh đã nhanh chóng trở nên kích động, lão lớn tiếng nói với hai tên cảnh sát, các anh muốn làm gì? Các anh không quan tâm đến chuyện người phóng hỏa đốt nhà, lại thông đồng với đám thương nhân kia, cam tâm làm ô dù cho bọn họ. Các anh có còn là người làm chủ cho dân nữa không? Các anh còn là cán bộ vì dân nữa không? Ông Lý lớn tiếng nói làm cho đám quần chúng vốn bình tĩnh lại có chút kích động. Không biết là ai bắt đầu, có vài người xông lên, sau đó đồng thanh nói, chúng tôi báo cảnh sát đã được nửa giờ, các anh không phải chỉ có một người, đây là thái độ của các anh sao? Các anh nói cho chúng tôi xem, bên trong rốt cuộc có vấn đề gì? Chúng tôi đã ở chỗ này được hơn 20 năm, bây giờ có hạng mục thì nơi này phát hỏa, bên trong có vấn đề gì không? Các anh không phải đến bảo vệ sự an toàn tính mạng cho chúng tôi sao? Còn không mau điều tra vụ này đi. Lưu Nhị cái quái gì, đánh nó là đúng, tôi cảm thấy Lưu Nhị chính là người phóng hỏa. Những giọng nói lộn xộn vang lên ồn ào làm cho gương mặt hai tên cảnh sát có vài phần cô đọng. Đúng lúc này chợt nghe thấy có người đồng thanh nói, các chú các bác, có ai thấy mẹ của cháu đâu không? Có ai thấy không, cháu đang tìm mẹ. Một giọng nói trẻ trung có hơi khàn chợt vang lên. Sau khi nghe được giọng nói kia thì vẻ mặt của hai tên cảnh sát càng thêm ngưng trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên cảnh sát dẫn đầu nói, chúng tôi nhất định sẽ phản ánh vấn đề của mọi người cho lãnh đạo, nhưng sự kiện Lý Kiếm Tú phát sinh trước mặt mọi người, lại có người báo án, thế cho nên chúng tôi phải xuống thực địa kiểm tra. Hai tên cảnh sát bỏ đi nhưng người nơi này cũng không giải tán, chợt nghe thấy có người nói, chị Triệu sợ rằng không thoát được rồi. Giọng nói của người đàn ông này không quá lớn thế nhưng khi lọt vào tai lại làm cho vẻ mặt mọi người cực kỳ ngưng trọng. Từng luồng ánh mắt không nhịn được phải nhìn về phía người đang mãi đi tìm mẹ ở bên kia. Sáng sớm thành phố Lâm Hồ nhanh chóng khôi phục lại sức sống của mình, sau vụ cháy này thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy tìm được 3 thi thể, lúc này con của chị Triệu đang khóc giống lên bên cạnh thi thể mẹ mình. Chương 1401-2 chính quyền và thương nhân thông đồng thành gian. Tiếng khóc đau khổ vang lên làm cho đám người bị cháy nhà cảm thấy cực kỳ đau đớn. Tình cảnh của mọi người lúc này rất bi thảm, mặc dù có người đưa đến bữa sáng thế nhưng lại không ai nuốt trôi. Mẹ nó, chuyện này nhất định là do con chó kia làm ra. Ồ, tên thanh niên đập hộp cơm của mình xuống đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng. Hắn đứng lên xách theo một cục gạch, thế nhưng lại bị bố hắn cản lại. Cánh tay không lay được đùi, ông cụ bên kia lên tiếng và thở dài, Vương Tử Quân căn bản tràn đầy cảm xúc với tiếng thở dài của người này. Ông, ngài thế nào rồi? Một chiếc taxi từ xa chạy đến, Lý Kiếm Tú xuống xe, bộ dạng cực kỳ mỏi mệt. Tuy vợ con của hắn đã được cứu, thế nhưng vẫn phải nằm viện, hơn nữa nhà đã cháy, điều này làm cho một người đàn ông có vẻ hướng nội này có chút suy sụp tinh thần. Khi Lý Kiếm Tú đi về phía ông Lý, Lưu Nhị băng bó vải trắng trên đầu chợt đi xuống từ một chiếc xe khác, sau đó chỉ vào Lý Kiếm Tú rồi lớn tiếng nói, chính là hắn, người kia đánh tôi. Lưu Nhị la lên, vài tên cảnh sát đi xuống từ một chiếc xe khác, chỉ sau nháy mắt đã vây Lý Kiếm Tú vào giữa. Ông Lý thấy vây thì tranh thủ thời gian chạy đến, nhưng viên cảnh sát cũng không chờ lão lên tiếng mà nói nga, đồng chí, Lý Kiếm Tú vì khả nghi làm bị thương người khác, thế nên chúng tôi phải quyết định diều ra cho ra lẽ. Thì, khi đó nó chỉ xúc động mà thôi, con của cậu ấy. Ông Lý cảm thấy khó giải thích, vì lão cả đời làm người lương thiện. Lúc này vì cháu mình mà không thể không cúi đầu. Thật xin lỗi, mong ngài đừng cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Tên cảnh sát đứng đầu mở miệng nói một câu với ông Lý, sau đó vung tay cho cấp dưới đưa người đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng quật cường của Lý lão gia tử, hắn cảm thấy mình cũng rất đau đớn. Với trí tuệ của hắn, nào không biết sự việc là thế nào, cũng không muốn buông tay mặc kệ. Các anh là người của đồn công an nào? Vương Tử Quân tiến lên đứng đối diện với nhân viên cảnh sát, sau đó trầm giọng nói với viên đội trưởng. Vương Tử Quân chỉ nói ngắn gọn một câu, thế nhưng những năm qua công tác trong quan trường làm hắn tụ tập khí thế cho mình, cũng đủ làm cho đám người kia cực kỳ áp lực. Hắn cũng không muốn chọc vào sự việc này, thế nhưng chỉ sau nháy mắt thì hắn chợt trở nên thẹn quá hóa giận. Nếu bây giờ Vương Tử Quân bỏ đi thì chỉ sợ sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Chúng tôi là cảnh sát hình sự cục công an thành phố Lâm Hồ, bây giờ chấp pháp theo đúng sự việc, nếu anh không có vấn đề gì thì đừng ngăn cản tôi chấp pháp. Các anh là cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hồ, nếu như điều tra sự kiện theo xu hướng cố ý đả thương người, nếu như anh không có việc gì thì đừng ngăn cản chúng tôi chấp pháp. Người đàn ông kia nói rồi cố ý ngẩng đầu lên cao nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt và nhanh chóng hiểu ý. Hắn gật đầu dùng giọng thản nhiên nói, tôi đã thấy tất cả sự việc diễn ra, đó chỉ là một trận xích mích thông thường, vấn đề này có cần đội cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hồ phải đi điều tra sao? Phải là người của đồn công an đến mới phải. Vì có chút khó chịu với Vương Tử Quân thế nên vị cảnh sát dẫn đầu giống như cố ý gây phiền toái, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng có chút khinh thường nói, anh nói mình thấy rõ thì thấy rõ sao? Tất cả đều dùng chứng cứ để xác định. Anh nói cũng không tính là gì. Lưu Nhị đứng bên cạnh cũng dùng giọng nịnh nọt nói, đội trưởng Lý, tôi có thể chứng minh người này có liên quan đến Lý gia, vì hôm qua tôi thấy anh ta đến thăm Lý gia. Đội trưởng Lý nghe Lưu Nhị nói như vậy thì dùng ánh mắt bao quát nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói, đồng chí, tôi muốn cảnh báo anh một câu, giả chứng cứ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nếu như anh làm trở ngại đến hoạt động chấp pháp của chúng tôi, đừng trách chúng tôi bắt anh lại. Vương Tử Quân nhìn qua vị đội trưởng Lý, hắn cười lạnh lùng nói, đây chính là thái độ của những người chấp pháp vì dân sao. Vương Tử Quân hỏi làm tổn thương đội trưởng Lý, thế là hắn vung tay lên nói, tối qua đến nay anh luôn ở hiện trường vụ hỏa hoạn, tôi hoài nghi anh có liên quan đến vụ phóng hỏa, mong anh theo chúng tôi hỗ trợ điều tra. Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đội trưởng Lý rồi dùng giọng thản nhiên nói, anh đã có yêu cầu như vậy thì tôi sẽ hợp tác. Đội trưởng Lý không ngờ một người lỗ mãng như Vương Tử Quân lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng sau đó chợt sinh ra cảm giác xấu. Khi hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình, chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp, nếu như tôi nhớ không lầm, trước khi yêu cầu một người đi hỗ trợ điều tra, tôi phải có quyền lợi thông báo cho người nhà và bạn bè của mình. Để đỡ cho bọn họ không tìm thấy tôi và lo lắng phải không? Bị nhiều người vây quanh, hơn nữa Vương Tử Quân lại nói rất đúng đắn, thế nên đội trưởng Lý căn bản không có lý do từ chối. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, sau đó bấm máy của Trử Vận Phong. Sau khi điện thoại nối thông thì hắn nói vào trong điện thoại, Tiểu Cường phải không? Chào cậu, tôi là Vương Tử Quân, cậu đang ở bên cạnh Chủ tịch Trử sao? À, Chủ tịch Trử đang bận à? Mong cậu nói với Chủ tịch Trử một tiếng, nói hôm nay tôi không thể đi làm, tối qua tôi thấy một vụ ẩu đả, cảnh sát thành phố Lâm Hồ yêu cầu tôi đi làm chứng. Đội trưởng Lý nghe nội dung điện thoại của Vương Tử Quân mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn thản nhiên nói, ha ha, thật biết cách giả vờ. Này cậu thanh niên, nếu như vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai khác thì tôi sẽ tin, nhưng lại làm ra vẻ để gọi điện thoại cho Chủ tịch Trử, cũng không đái xuống mà soi gương xem bộ dạng của mình là gì. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì. Khi hắn chuẩn bị đi cùng nhóm đội trưởng Lý, chợt thấy một đoàn người từ xa đi đến, đi đầu là một người mặc quần áo sáng bóng như bảo thạch, liên tục hấp dẫn ánh đèn LED từ bốn phía. Các đồng chí, bí thư Thích đến thăm hỏi mọi người. Một người đàn ông trung niên đi bên cạnh Thích Phúc Lai lớn tiếng nói với quần chúng chung quanh. Ông Lý vốn có chút sốt ruột đưa Vương Tử Quân đi hỗ trợ điều tra, mặc dù lão có ơn với Mạc lão, thế nhưng lại không biết rõ về Vương Tử Quân. Hơn nữa lão biết Mạc lão gia tử là lãnh đạo cấp cao, nhưng không biết Vương Tử Quân là người thường hay cán bộ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân có mặt trên chương trình thời sự cũng khá nhiều, thế nhưng trên TV và ngoài đời khác biệt quá lớn. Đồng thời hắn cũng không ăn mặc như khi đang công tác. Thế cho nên cũng không ai ngờ người đàn ông trẻ tuổi kia chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy gây chấn động Nam Giang. Chương 1402, bàn tay che không được trời. Bí thư Thích, vị đồng chí công an này muốn đưa Tiểu Vương đi hỗ trợ điều tra, cậu ấy là người thân của tôi, hôm qua vừa đến thăm tôi. Ông Lý vừa đi về phía Thích Phúc Lai vừa lớn tiếng nói. Thích Phúc Lai nhìn Lý lão gia tử mà khẽ cau mày, sau đó tươi cười nói. Ngài đừng nên quá sốt ruột, chúng ta nên tin tưởng lực lượng công an. Tôi tin tưởng các đồng chí công an sẽ phá án chuyên chú, tuyệt đối không buông tha cho người xấu, cũng sẽ không làm oan uổng người tốt. Thích Phúc Lai nói, sau đó nhìn thoáng qua đội trưởng Lý theo bàn tay của ông Lý.
Lúc này đội trưởng Lý nhanh chóng đứng thật thẳng người. Bí thư Thích, tôi là Lý Thần Phi, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Lâm Hồ, xin báo danh với ngài. Vị đồng chí này có nói ngày hôm qua tận mắt thấy một vụ ẩu đả, thế cho nên chúng tôi mời anh ấy đi hỗ trợ điều tra. Với cấp bậc của Lý Thần Phi thì nào tiếp xúc được với Thích Phúc Lai, bây giờ hắn có cơ hội, thế cho nên cũng không thể bỏ qua được. Nếu như Lý Thần Phi có được sự tán thưởng của Thích Phúc Lai, như vậy hắn sẽ bớt đi phấn đấu vài chục năm. Hắn nhìn Thích Phúc Lai, gương mặt và ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Thích Phúc Lai gật đầu nói. Anh nên phá án theo nếp, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Thích Phúc Lai nói rồi quay sang Vương Tử Quân ở bên cạnh Lý Thần Phi. Phối hợp với công an là nghĩa vụ của từng công dân. Thích Phúc Lai nói với Vương Tử Quân, hắn chỉ coi đây là một biểu hiện ra vẻ mà thôi. Nhưng khi hắn thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân, hắn thật sự không nói nên lời. Hắn dù thế nào cũng không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở chỗ này. Thích Phúc Lai thật sự căm hận từ tận đáy lòng với Vương Tử Quân, nếu như không phải vì Vương Tử Quân, chỉ sợ hắn đã tiến lên một bước. Nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn không thể không tỏ ra cực kỳ tôn kính. Chẳng những Vương Tử Quân là người có chức vụ cao hơn Thích Phúc Lai, hơn nữa khi mà thế cục Nam Giang liên tục biến đổi, vị trí của Vương Tử Quân càng là thứ mà hắn khó thể so sánh được. Lúc này thậm chí đã có người đặt Vương Tử Quân song song với Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Tuy đặt song song với hai vị lãnh đạo tỉnh ủy chỉ là câu nói chọc cười, thế nhưng Thích Phúc Lai biết lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân, thế cho nên không dám xem thường. Hắn biết rõ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy không nên đắc tội, nếu người ta lại vung chân ngáng đường, chỉ sợ kết quả của Thích Phúc Lai là cực kỳ không hay. Khi Thích Phúc Lai chuẩn bị chào hỏi Vương Tử Quân, thư ký từ phía sau đã tiến lên. Viên thư ký đặt điện thoại vào trong tay Thích Phúc Lai, sau đó trầm giọng nói. Bí thư, là điện thoại của Chủ tịch Trử. Trử Vận Phong là lão lãnh đạo của Thích Phúc Lai, là chỗ dựa của hắn, trước nay Chủ tịch Trử Vận Phong có phân phó gì thì hắn luôn cực kỳ thận trọng và nhanh chóng xử lý. Lúc này nghe nói đó là điện thoại của Trử Vận Phong, hắn cũng bất chấp kinh hãi trong lòng mà nghe điện thoại. Anh làm gì vậy, trưởng phòng Vương sao lại phải đến hỗ trợ cục công an điều tra phá án? Anh công tác ở thành phố Lâm Hồ như thế nào? Thích Phúc Lai vừa đặt điện thoại bên tai thì bên trong đã vang lên giọng nói như pháo nổ của Trử Vận Phong. Thích Phúc Lai biết rõ tính cách của Trử Vận Phong, hắn biết lúc này chủ tịch đang rất nổi giận. Hắn vội vàng giải thích. Chủ tịch, tôi vừa gặp trưởng phòng Vương, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt vụ này, sẽ không có vấn đề gì. Sau khi nghe nói Thích Phúc Lai đã gặp mặt Vương Tử Quân thì giọng điệu của Trử Vận Phong bình tĩnh lại. Lão nói một câu xử lý cho tốt vụ này, sau đó cúp điện thoại. Thích Phúc Lai đặt điện thoại xuống rồi nở nụ cười với Vương Tử Quân, vô tình hắn không biết nói sao cho phải. Lý Thần Phi đứng đối diện với Thích Phúc Lai, lúc này hắn thấy vẻ mặt lãnh đạo biến đổi, thế là không khỏi cảm thấy sốt ruột vì phương diện muốn tạo ra hình tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Trưởng phòng Vương, hoan nghênh, chào mừng ngài đến thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai do dự một chút. Sau đó nhanh chóng tiến đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó khẽ vươn hai tay ra dùng giọng nhiệt tình nói. Hai vị lãnh đạo đứng đầu thị ủy căn bản là thần thánh trong mắt dân thường, bình thường chỉ dùng một tay để bắt tay với người khác, hơn nữa còn làm cho người được bắt tay sinh ra cảm giác bàn tay của lãnh đạo mềm như bún, không có lực. Lúc nãy Thích Phúc Lai vươn hai tay với Vương Tử Quân, động tác này làm cho đám người chung quanh chợt sợ ngây người. Vài viên lãnh đạo thị ủy đi theo bên cạnh nghe Thích Phúc Lai xưng hô với người kia là Vương Tử Quân, bọn họ cũng ý thức được thân phận của Vương Tử Quân. Lúc này vẻ mặt đám người là cực kỳ ngưng trọng, vụ hỏa hoạn lần này căn bản không là gì tốt, nhưng lại trùng hợp có liên quan đến Vương Tử Quân, hơn nữa Lý Thần Phi kia lại muốn đưa trưởng phòng Vương đi hỗ trợ điều tra. Đây rõ ràng là chán sống rồi. Đám người cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, thế là đưa mắt nhìn Thích Phúc Lai. Bức thiết hy vọng bí thư Thích có thể gặp giữ hóa lành. Vương Tử Quân cũng không ngờ Thích Phúc Lai lại đến kịp thời như vậy. Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho Trử Vận Phong là vì có chút tức giận, lại không ngờ sự việc vừa lắng xuống thì Thích Phúc Lai đã xuất hiện trước mặt mình như Tào Tháo. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai, hắn trầm ngâm gây lát rồi bắt tay với Thích Phúc Lai, lại nói. Chào bí thư Thích.
ai cũng thấy gương mặt Vương Tử Quân rất lạnh nhạt, rõ ràng là đang rất mất hứng. Lúc này thành phố Lâm Hồ sinh chuyện, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy Vương Tử Quân không ném cho Thích Phúc Lai gương mặt tốt đẹp. Lúc này Thích Phúc Lai đã bình tĩnh lại, hắn mặc dù cực kỳ kinh hãi vì Vương Tử Quân xuất hiện ở nơi này, nhưng sự việc đã diễn ra, hắn cũng không nên buồn bã tự trách mình, chủ yếu là tìm biện pháp giải quyết vấn đề này. Vương Tử Quân không mời mà đến thành phố Lâm Hồ, tuy người này quyền cao chức trọng ở Nam Giang thế nhưng Thích Phúc Lai vẫn cảm thấy mình không nên sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thích Phúc Lai nhìn qua bốn phía, sau đó hắn khẽ nói. Trưởng phòng Vương, lúc này xảy ra tình huống như vậy rõ ràng là Lâm Hồ chúng tôi không làm tốt công tác của mình, kính mong ngài phê bình nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn Thích Phúc Lai, gương mặt không có vấn đề, hắn chợt nói. Tôi đến thành phố Lâm Hồ cũng không phải là vì kiểm tra công tác, tôi đến thăm một người thân, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, thật sự khó tránh. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Thần Phi rồi nói. Đồng chí này vừa rồi yêu cầu tôi đi hỗ trợ điều tra, tôi thấy không bằng nên đi ngay luôn thôi. Chương 1403, một đừng mạnh miệng nói sớm. Lý Thần Phi không phải là người ngu ngốc, ngược lại còn có thể vượt qua thử thách để tiến lên làm phó đại đội trưởng đội trinh sát hình sự thành phố Lâm Hồ, còn có một điều đáng để công nhận có năng lực công tác rất mạnh. Thế nhưng tình cảnh của hắn lúc này lại giống như đâm đầu xuống vực sâu. Sau khi Thích Phúc Lai vươn tay thì Lý Thần Phi không khỏi đứng thẳng người. Lý Thần Phi không biết người đàn ông trẻ tuổi quá mức kia là ai, thế nhưng hắn biết đối phương có một thân phận không thể xem thường. Nếu như chọc vào một người như vậy, chính mình còn tiếp tục giữ vị trí công tác trong đơn vị được không? Nói chung ít nhất cũng bị xử phạt. Đối với Lý Thần Phi thì Thích Phúc Lai căn bản là một vị trí cao vời không thể chạm vào, nhưng đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi kia thì bí thư Thích lại vươn hai tay ra chào hỏi, tư thái như vậy không khỏi làm cho trái tim của Lý Thần Phi nhảy dựng lên. Lúc này Lý Thần Phi xem như hiểu rõ, bây giờ mình giống như đá chân vào cửa sắt. Hắn thầm giật mình, đồng thời còn có chút kỳ vọng, hy vọng đối phương khoan hồng độ lượng, tự trọng thân phận, không cần phải tính toán chi li trên phương diện này. Nhưng ông trời giống như thích đối nghịch với Lý Thần Phi, người đàn ông trẻ tuổi kia không chịu buông tha, trực tiếp chĩa đầu mâu về phía hắn. Thích Phúc Lai đưa mắt nhìn về phía Lý Thần Phi, khi vừa mới đến thì hắn không quan tâm đến tên thủ hạ này, nhưng bây giờ Vương Tử Quân nói lời trách móc, hắn nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Lý Thần Phi, thế là sinh ra cảm giác muốn bóp chết đối phương. Chính tôi cũng vì chuyện của Vương Tử Quân mà luống cuống tay chân, anh lại ở bên kia la lối, đòi đưa Vương Tử Quân đi hỗ trợ điều tra, ngoài phương diện làm phiền lòng người khác thì chẳng có ích gì, đây không phải đang muốn làm tôi phiền chết sao? Thích Phúc Lai cực kỳ căm tức, hắn nhìn thoáng qua Lý Thần Phi rồi dùng giọng nghiêm nghị nói. Chuyện gì xảy ra? Bí thư Thích, à, chuyện là thế này, chúng tôi nhận được thông tin, có người cố ý gây thương tổn, đến khi vào hiện trường thì anh ấy nói tận mắt thấy quá trình hai người kia đánh nhau, thế cho nên... cho nên chúng tôi muốn mời anh ấy đi về đơn vị hỗ trợ điều tra. Để Vương Tử Quân đến giúp cục công an hỗ trợ điều tra. Thích Phúc Lai lắp bắp kinh hãi, hắn thật sự sợ tên khốn không biết trời cao đất rộng kia đưa Vương Tử Quân về cục công an thành phố. Trưởng phòng tổ chức đi đến địa bàn của hắn và bị mời về hỗ trợ điều tra cho cục công an thành phố, đây thật sự là trò cười. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai chợt trầm giọng nói. Trưởng phòng Vương, xét thấy các đồng chí cục công an cũng xuất phát từ phương diện công tác, bọn họ không biết ngài, anh xem. Khi Thích Phúc Lai đang cố gắng nghĩ xem nên hóa giải chuyện này thế nào, Vương Tử Quân đã không khách khí mà cắt ngang lời. Bí thư Thích, tôi vừa vặn thấy hai người kia ẩu đả với nhau, nếu như không được làm chứng thì chỉ sợ sẽ có người bị oan. Thích Phúc Lai còn muốn khuyên bảo nhưng Vương Tử Quân vẫn kiên trì ý kiến của mình, mãi mà không cho hắn cơ hội. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Thần Phi rồi thản nhiên nói. Phối hợp với công tác của Cục Công an chính là nghĩa vụ của từng công dân, anh cứ nói đơn vị ở chỗ nào, tôi sẽ đến nói rõ ràng sự việc với các anh. Lúc này Lý Thần Phi thật sự không biết phải làm sao, hắn nhìn qua gương mặt của Vương Tử Quân và Thích Phúc Lai, căn bản không dám tùy tiện cho ra quyết định. Hắn nhìn gương mặt Bí thư Thích, phát hiện gương mặt kia cực kỳ nghiêm túc, âm trầm như vắt ra nước.
thế là không khỏi rùng mình, ý thức được mình gây ra họa lớn. Hơn nữa Thích Phúc Lai cứ mãi gọi trưởng phòng vương, điều này làm cho hắn suy đoán thân phận của Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến việc người kia từng làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế là mồ hôi không khỏi vã đầy lưng. Đám lãnh đạo thành phố Lâm Hồ liên tục chạy đến hiện trường hỏa hoạn, đối mặt với Vương Tử Quân đang ở hiện trường, đám người này cực kỳ cung kính. Vụ hỏa hoạn chết người vốn không nhỏ, hơn nữa vì sự có mặt của Vương Tử Quân mà càng thêm lớn. Dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân, Lý Thần Phi cuối cùng cũng phải dựa theo trình tự để đưa Vương Tử Quân về đơn vị lấy lời khai. Trong quá trình làm bản ghi chép lấy lời khai có mặt bí thư thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai đứng ngay bên cạnh. Sau khi làm xong bản ghi chép thì Vương Tử Quân mới chính thức nói chuyện với Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai mời hắn đến hiện trường hỏa hoạn chỉ đạo công tác, Vương Tử Quân cũng không nói ra ý kiến của mình, chỉ yêu cầu cố gắng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn cho rõ ràng. Sau khi nói chuyện với Thích Phúc Lai nửa giờ, Vương Tử Quân đến thăm ông Lý. Hắn đến địa điểm được bố trí tạm thời cho Lý gia, hắn an ủi ông Lý một phen, sau đó cùng Mạc Tiểu Bắc rời thành phố Lâm Hồ về Đông Hồng. Tuy Vương Tử Quân chạy xe đến, thế nhưng Thích Phúc Lai dù thế nào cũng không chịu cho Vương Tử Quân yên tĩnh. Hắn nhanh chóng cho ra một xe cảnh sát mở đường, bản thân còn đưa Vương Tử Quân đến đường cao tốc. Trưởng phòng Vương, chào mừng anh sau này đến thành phố Lâm Hồ chỉ đạo công tác, thành phố Lâm Hồ còn có nhiều việc không khách quan. Lãnh đạo quan tâm chính là sự cổ vũ và thúc giục lớn lao cho cán bộ nhân dân thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai nở nụ cười chân thành rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Phúc Lai, công tác ở thành phố Lâm Hồ đứng hàng đầu trong tỉnh, tôi hy vọng thành phố Lâm Hồ bảo trì trạng thái đang có, tiếp tục tạo ra những thành tích lớn hơn. Khi xe của Vương Tử Quân chạy vào đường cao tốc thì trái tim của Thích Phúc Lai mới yên ổn một chút. Hắn nhìn chiếc xe đi xa mà tâm tình trầm xuống. Thư ký đứng bên cạnh Thích Phúc Lai, hắn rất muốn nhắc nhở một câu, thế nhưng Thích Phúc Lai trầm mặc không nói, làm cho hắn không dám đơn giản mở miệng. Mưa gió nổi lên rồi. Thích Phúc Lai thì thào một câu như vậy, điều này không khỏi làm cho thư ký cảm thấy kinh sợ. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra, chợt thấy bí thư nhìn về phía Minerhatep. Là điện thoại của giám đốc Vạn. Viên thư ký thấy rõ ánh mắt của Thích Phúc Lai, hắn khẽ giải thích với Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai không nói gì, hắn vươn tay tiếp nhận điện thoại, sau đó cất bước đi về phía bên kia. Thư ký vốn định đuổi theo, thế nhưng vừa mới cất bước lại thu chân về. Anh làm chuyện tốt lắm. Thích Phúc Lai cầm lấy điện thoại, hắn nói, giọng điệu rét run. Bên kia không biết nói gì mà Thích Phúc Lai càng thêm hổn hển. Hắn dùng giọng dữ tợn nói. Tôi đã nói với anh rồi, việc này gấp không được, anh đúng là cả gan làm loạn. Bây giờ thì hay quá, Vương Tử Quân đã đến hiện trường, vụ hỏa hoạn chết ba người, ba nhân mạng là chuyện cực kỳ lớn. Bên kia còn chưa giải thích thì Thích Phúc Lai đã cúp điện thoại. Hắn oán hận gập điện thoại lại thật mạnh, sau đó xoay người đi về phía xe của Minh. Lúc này một chiếc xe tải chạy vọt qua. Điều này làm cho Thích Phúc Lai sợ hãi đến mức phải nhảy dựng lên. Chương 1403, 2, đừng mạnh miệng nói sớm. Chiếc xe chợt dừng lại, lái xe thò đầu ra mắng. Mày muốn chết sao, thiếu chút nữa thì hù chết ông rồi. Viên thư ký cũng bị dọa hoảng sợ vì tình huống vừa rồi, nếu như Thích Phúc Lai thật sự xảy ra chuyện, như vậy tương lai của một viên thư ký như hắn là cực kỳ ảm đạm. Hơn nữa chủ nhục thì thần không được vui. Thích Phúc Lai đang cực kỳ kinh hãi, hắn cũng phải có biểu hiện sao cho phù hợp. Anh đi xuống cho tôi, anh chạy xe tốc độ quá cao, còn nói gì nữa? Đi xuống. Khi đám nhân viên đi theo viên thư ký chửi ầm lên, tên lái xe ý thức được tình huống không ổn, thế là nhanh chóng nhấn chân ga bỏ đi. Viên thư ký nhìn biển số xe, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cục công an gần nhất. Đối với hắn thì việc xử lý một chiếc xe tải là cực kỳ đơn giản. Thôi bỏ đi. Thích Phúc Lai nhìn chiếc xe chạy đi như bay rồi khoát tay nói. Mặc dù viên thư ký cảm thấy không tình nguyện, thế nhưng thấy tâm tình của lãnh đạo mình là không tốt, hắn thấy nhiều hơn một việc không bằng ít đi một việc, thế là đành phải thôi. Bí thư, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau khi Thích Phúc Lai lên xe thì thư ký khẽ hỏi. Thích Phúc Lai trầm ngâm một chút rồi nói.
Hôm nay cậu sắp xếp từ chối tất cả các cuộc hẹn, tôi về nhà nghỉ ngơi một chút. Thư ký có chút sững sốt, hắn đi theo Thích Phúc Lai cũng đã được 2 năm, hắn biết rõ tính tình của bí thư. Hôm nay có vài hạng mục công tác do chính Thích Phúc Lai tự sắp xếp, vì sao lãnh đạo lại thay đổi như vậy? Phía trước có xe cảnh sát hộ tống, xe của Vương Tử Quân chạy rất vững vàng trên đường cao tốc. Lúc này Tiểu Bảo Nhi đang cực kỳ hào hứng, đang cùng mẹ chơi trò đoán chữ, đúng là đứa bé này không biết gian khổ là gì. Vương Tử Quân chủ yếu chuyên tâm lái xe, lâu lâu cũng chen vào một vài lời với Tiểu Bảo Nhi. Khi xe sắp rời khỏi đường cao tốc, Mạc Tiểu Bắc chợt hỏi. Anh tin thành phố Lâm Hồ sẽ cho ra một câu trả lời thỏa mãn sao? Vương Tử Quân biết rõ có lẽ Mạc Tiểu Bắc đã nhẫn nhịn khá lâu rồi, hắn cũng không quay đầu mà cười cười nói. Ngay cả em còn không nhịn được, em cảm thấy anh có tin hay không? Nếu đã không tin, việc gì còn? Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu nói. Anh ở trên địa bàn của người ta, căn bản chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, anh còn làm thế nào được? Chỉ sợ không qua 2 ngày sau sẽ có người đến tỉnh tố cáo, nói anh vươn tay quá dài, chạy đến thành phố Lâm Hồ giả trang vi hành, có tâm tư không hay. Con đường làm quan quá nguy hiểm, nếu phạm lỗi thì thật sự khó lãng tránh. Nhưng cứ bỏ mặc vậy sao? Mạc Tiểu Bắc dùng giọng có chút không cam lòng hỏi. Sao lại bỏ mặc được? Vương Tử Quân trả lời không chút do dự, giọng điệu tràn đầy kiên định. Sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân chạy bộ vài vòng quanh khu nhà thường ủy tỉnh ủy, đầu đổ đầy mồ hôi. Lúc này bộ quần áo thể thao màu trắng làm cho hắn cực kỳ phấn chấn tinh thần, đầy sức sống. Trưởng phòng Vương, bộ quần áo thể thao này của anh rất đẹp. Khi Vương Tử Quân đi qua quảng trường nhỏ, lúc này Diệp Thừa Dân đang đánh thái cực quyền chợt mỉm cười nói. Diệp Thừa Dân mặc trang phục luyện thái cực quyền, nếu đang đứng ở một công viên công cộng, như vậy thật sự giống như một cán bộ về hưu đang tập dưỡng sinh. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân, hắn nhìn bí thư Diệp đánh thái cực quyền mà không nói gì, chỉ lẳng lặng làm một người xem. Hắn nhìn vào động tác của Diệp Thừa Dân, cảm thấy bài quyền kia căn bản được chỉ đạo quá rõ ràng, từng chiêu bài bản hẳn hoi, tiêu sái tự nhiên. Diệp Thừa Dân cũng không trò chuyện với Vương Tử Quân, sau khi đánh xong một bài thì mới thu hồi nắm đấm, sau đó nhìn Vương Tử Quân rồi cười nói. Tôi đây đánh thái cực quyền chỉ là rèn luyện sức khỏe, nhưng bây giờ mỗi ngày phải ít nhất đánh một lần. Sau khi có việc ngã bài xảy ra thì mối quan hệ giữa hai người rất phi diệu, tuy Diệp Thừa Dân đối mặt với Vương Tử Quân vẫn tươi cười hớn hở, thế nhưng thực tế vách ngăn giữa hai người đang giãn cách. Loại giãn cách này làm cho hai người căn bản thầm hiểu lẫn nhau. Bí thư quá khiêm tốn rồi, con người của tôi chỉ biết chạy bộ, không thể so với bộ quyền này của ngài. Tôi thấy ngài múa quyền như nước chảy mây trôi, chỉ sợ đã đi ược giáo sư chỉ dạy qua, chỉ sợ không phải giáo sư có chuyên môn thì chẳng có công lực cao như vậy. Vương Tử Quân lấy một chiếc khăn mặt ở bên cạnh đưa đến cho Diệp Thừa Dân, sau đó mỉm cười nói. Diệp Thừa Dân dùng khăn mặt lau mồ hôi mặt, sau đó cười ha hả nói. Tử Quân ơi là Tử Quân, cậu chính là một câu làm tỉnh người trong mộng, tôi đang cảm thấy sau này về hưu có chút buồn rầu, anh nói như vậy thì tôi sẽ dứt khoát đi mở một khóa học thái cực quyền, biết đâu sẽ kiếm được vài đồng. Kiếm vài đồng tiền, tất nhiên đây chỉ là lời nói vui đùa, Vương Tử Quân cười cười trực tiếp ném câu sau của bí thư Diệp ra sau đầu. Hai người tùy ý nói vài câu về công tác. Lúc này chợt Diệp Thừa Dân dùng giọng lơ đãng hỏi một câu. Nghe nói thành phố Lâm Hồ phát sinh hỏa hoạn, khi đó anh cũng vừa có mặt ở hiện trường. À, tôi có mặt ở nơi đó, vì tôi và Tiểu Bắc đi đến thăm một người bạn của ông cụ, không ngờ lại tận mắt thấy hỏa hoạn. Sự việc rất đau lòng, nhưng trong vụ hỏa hoạn này lại thấy được tình người trốn nhân gian, một người mẹ có thể có được lực lượng để đỡ con mình khi rơi xuống lầu, thật sự là quá vĩ đại. Diệp Thừa Dân gật đầu nói. Anh nói không sai, ngày hôm qua tôi đã xem báo, thật sự cảm động. Hai người nói đến đây thì giống như không còn chủ đề nào khác, quảng trường Nero chợt trở nên cực kỳ im ắng. Nếu như có người thứ ba ở nơi đây, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy bầu không khí cực kỳ đè nén. Tử Quân, anh lúc đó có mặt ở hiện trường, anh cảm thấy vụ hỏa hoạn đó là ngoài ý muốn sao? Diệp Thừa Dân mở miệng trước. Giọng điệu sắc bén. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm một chút rồi nói.
việc gì cũng phải căn cứ vào sự thật, hai ngày nữa thành phố Lâm Hồ sẽ báo cáo sự việc lên trên. Vương Tử Quân trả lời làm cho Diệp Thừa Dân có chút thất vọng. Câu trả lời của Vương Tử Quân tuy cực kỳ nghiêm túc nhưng lại làm cho lão có chút không thoải mái, nhưng không thể nào bác bỏ câu trả lời của Vương Tử Quân được. Nhưng nơi đó xuất hiện vấn đề khó khăn về việc đền bù giải tỏa lại xuất hiện hỏa hoạn, cũng khó tránh khỏi người ta có âm mưu. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, sau đó trầm giọng nói. Quá khác thường. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu không nói gì. Khi hai người nói chuyện với nhau, một bóng người khá tráng kiện chạy đến. Người này chạy đến đón ánh nắng ban mai, căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như toàn thân được bọc trong ánh nắng vàng. Nơi đây là khu nhà cho thường ủy tỉnh ủy, thế nên phương diện xây dựng được chú trọng cao độ. Lãnh đạo của phòng xử lý sự vụ cơ quan căn bản luôn cực kỳ quan tâm, vì có mấy người không chú ý đến sức khỏe của mình. Vì vậy để tiện lợi cho lãnh đạo tranh thủ thời gian rảnh rỗi để rèn luyện giữ gìn sức khỏe, hắn đành phải mở trong khu nhà thường ủy nhiều công viên nhỏ. Giống như có một định ước ngầm, vài vị lãnh đạo có vị trí cao đều có khu rèn luyện sức khỏe của mình. Mặc dù mọi người đều luyện tập vào buổi sáng, thế nhưng lại sinh ra tình cảnh hai tướng không đối mặt nhau, thế cho nên sau khi chỗ này thuộc sở hữu của Bí Thư Diệp, căn bản chưa từng thấy bóng dáng của Chủ tịch Trử ở nơi này. Chương 1404, một rủi ro dễ dàng gặp khó khăn. Lúc này Trử Vận Phong đi bộ đến lại xuất hiện ở chỗ này. Trử Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân đứng chung một chỗ, thế là không khỏi sững sờ. Nhưng lão nhanh chóng cười ha hả nói. Bí Thư Diệp, trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy mình đã đi tập thể dục khá sớm, không ngờ lại vẫn còn kém một bước. Nếu là người bình thường nói những lời này thì không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ nghe vào trong tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Vương Tử Quân không nói gì, chỉ chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng. Diệp Thừa Dân rất bình tĩnh, lão cười cười nói. Một năm cốt ở đầu năm, một ngày cốt ở sáng sớm, ngủ dậy rèn luyện sẽ làm cho cơ thể khỏe mạnh. À, đúng vậy, sau này nhất định sẽ học tập Bí Thư Diệp, chú trọng thuật dưỡng sinh. Trử Vận Phong nói mang theo chút không vui. Ba người đứng chung một chỗ, chủ đề tất nhiên là sớm hơn, nhưng bọn họ cũng không bàn đến công tác của tỉnh Nam Giang, chủ yếu là vấn đề rèn luyện sức khỏe và thuật dưỡng sinh. Vương Tử Quân căn bản là người sống hai đời, nhưng cũng thật sự không hiểu mấy về vấn đề này, biết cũng không nhiều. Vì vậy đại đa số thời gian đều chủ yếu lắng nghe. Diệp Thừa Dân hào hứng nói xong một thuật dưỡng sinh thì Vương Tử Quân tận dụng thời cơ nói. Hai vị lãnh đạo. Nhà tôi đã làm xong điểm tâm, chỉ chờ tôi về nhà dùng, thế nên hai vị lãnh đạo cứ trò chuyện trước, tôi đi về cái đã. Ha ha, cũng nên về sớm, nếu không Tiểu Bắc sẽ sốt ruột, cũng chỉ có thể uống nước chờ anh quay về mà thôi. Diệp Thừa Dân là người công tác cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng phương diện sinh hoạt cũng cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười xoay người rời đi, Trử Vận Phong chợt nói. Trưởng phòng Tử Quân nên ăn nhiều một chút. Gần đây anh có vẻ khá bận rộn. Vương Tử Quân chợt khẽ run lên, Trử Vận Phong nói như vậy căn bản là có chút bất mãn với hắn. Điều này Vương Tử Quân căn bản là biết rất rõ, thầm nghĩ Thích Phúc Lai hành động quá đủ, không chờ mình bên này có hành động, đối phương đã chạy đến tố cáo với Trử Vận Phong. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc nửa giờ mới có thể phê duyệt những văn kiện cần thiết. Lúc này Du Giang Vĩ đi vào trong phòng nói. Trưởng phòng Vương. Bí thư Thích của thành phố Lâm Hồ đến, nói là có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Thích Phúc Lai đến, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cười nói. Cậu mời bí thư Thích vào đây. Một phút sau Thích Phúc Lai với tinh thần cực kỳ phấn chấn đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc, Thích Phúc Lai bên kia cười tươi hớn hở nói. Trưởng phòng Vương, tôi đến có chút đường đột. Cung không liên hệ trước với lãnh đạo, kính mong trưởng phòng Vương thứ lỗi cho. Sau khi mời Thích Phúc Lai ngồi xuống ghế salon, Vương Tử Quân chợt nói với Du Giang Vĩ. Bí thư Thích là người giỏi thưởng trà, cậu đưa trà tôi lấy từ Sơn Nam pha một bình cho bí thư Thích, để cho anh ấy đánh giá. Cảm ơn trưởng phòng Vương, xem như hôm nay tôi có lộc ăn. Lúc này Thích Phúc Lai tỏ ra cực kỳ tiêu sái tự nhiên, không có chút vấn đề không ổn. Sau khi Du Giang Vĩ làm xong công tác rồi đi ra,
hắn nhanh chóng mở miệng nói. Trưởng phòng Vương, tôi đến kiểm điểm với ngài, thành phố Lâm Hồ không làm tốt công tác, xem như tạo ra lỗ hổng, làm cho lãnh đạo phiền lòng. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn biết rõ Thích Phúc Lai nói những lời như thế này là không có thành ý. Mặc dù hắn biết rõ thế nhưng lại không vạch ra, hắn chỉ cười nói. Chuyện xảy ra mà không quên hậu sự, chỉ cần nhận thức đến sự tồn tại của vấn đề, quyết định ra tay sửa chữa, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với phương diện nhận kiểm điểm. Nụ cười trên mặt Thích Phúc Lai tuy sáng lạn nhưng trong lòng lại cực kỳ căm hận. Chỉ là dù hắn có bức bối thế nào cũng phải làm từng bước, dù thế nào thì thân phận của Vương Tử Quân bày ra là quá rõ ràng, vẫn là thượng cấp của hắn. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã hiểu. Thích Phúc Lai định nói vài lời cảm kích, thế nhưng lại xấu hổ phát hiện ra mình dù có tài ăn nói nhưng bây giờ cảm thấy ý nghĩ của mình là quá khô cằn. Cuối cùng Thích Phúc Lai vẫn nuốt những lời không có ý nghĩa kia xuống, sau khi trầm ngâm giây lát thì nói. Trưởng phòng Vương, đây là báo cáo điều tra về vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7, theo báo cáo của đội chữa cháy chuyên nghiệp của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, vì nguyên nhân đường dây điện quá cũ nát mà phát sinh vụ hỏa hoạn tương tâm kia. Vương Tử Quân nghe nói đến phương diện xảy ra hỏa hoạn là vì đường dây điện, hắn thầm cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ đến những nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn thay cho Thích Phúc Lai, nguyên nhân đường dây điện chỉ được xếp vào vị trí thứ ba mà thôi. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu báo cáo, đó là một sấp cực kỳ dày. Sau khi mở ra xem xét, hắn mặc dù có chút mất hứng nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Vương Tử Quân đặt tài liệu lên mặt bàn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, sau đó hắn thản nhiên nói. Nhìn vào báo cáo điều tra thì thấy rõ sự việc là có nguyên nhân, thế nhưng dù thế nào cũng làm lộ ra phương diện không đảm bảo tốt an toàn cháy nổ của thành phố Lâm Hồ. Nếu như có thể làm tốt công tác này, như vậy sẽ không xuất hiện hỏa hoạn. Bí thư Thích, nó liên quan đến ba nhân mạng đấy. Trưởng phòng Vương, sau khi phát sinh vụ hỏa hoạn đau lòng này thì tôi cũng cảm thấy cực kỳ đau xót. Nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc những người có trách nhiệm tương quan, sẽ xem xét lại đường dây điện của cả thành phố, nếu có vấn đề gì thì nhất định sẽ chỉnh đốn cải cách, đảm bảo sẽ không bao giờ để lại tai họa ngầm, phòng ngừa những rắc rối xuất hiện sau này. Sau khi tiến chân Thích Phúc Lai, Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu nhìn qua một lượt. Nếu như không phải hắn là người có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ sợ sẽ cảm thấy sự cố lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bộp! Vương Tử Quân đọc xong tài liệu thì ném mạnh lên mặt bàn. Hành động này của hắn làm cho Du Giang Vĩ đang thu dọn bàn trà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Du Giang Vĩ luôn giữ hình tượng một trưởng phòng Vương cực kỳ ung dung hòa nhã, bây giờ lãnh đạo tỏ ra kích động như vậy, có lẽ có nguyên nhân gì đó rất lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng rón rén bỏ đi của Du Giang Vĩ, cơn tức trong lòng giảm đi vài phần. Hắn là người tận mắt thấy hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ, hắn căn bản là cực kỳ khó quên. Thích Phúc Lai lại có thái độ che giấu sự việc, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Vương Tử Quân nâng ly lên uống cạn, hắn cảm thấy cơn tức tiêu tan đi khá nhiều. Chuyện này phát triển theo đúng quỹ tích mà mình dự đoán, nếu như Thích Phúc Lai không trả lời thuyết phục như vậy mới là kỳ quái. Mình còn có gì mà phẫn nộ. Đối phương cứ ghi báo cáo, mình chỉ cần làm tốt công tác điều tra là được. Chương 1404-2, rủi ro dễ dàng gặp khó khăn. Bí thư Lỗ, tôi là Vương Tử Quân, hôm nay anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân bấm số điện thoại của Lỗ Kính Tu, sau đó dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Lỗ Kính Tu có thái độ càng thêm thân mật với Vương Tử Quân hơn trước, nhưng bên trong đó cũng có vài phần tôn trọng. Khi Đậu Minh Đường tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, mối quan hệ giữa ba người bọn họ càng thêm mật thiết. Vương Tử Quân là người biết rõ về Lỗ Kính Tu, mà Lỗ Kính Tu cũng không phải không hiểu rõ Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đẩy Đậu Minh Đường tiến lên, hắn cảm thấy cực kỳ khâm phục. Tuy Lỗ Kính Tu hận không thể làm người thay mặt cho Đậu Minh Đường, thế nhưng hắn cũng biết mình đến Nam Giang với thời gian quá ngắn, căn bản có chênh lệch quá lớn với Đậu Minh Đường, căn bản không thể tiến lên. Nếu hắn hâm mộ ghen ghét Đậu Minh Đường, không bằng làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân, hai bên đồng tâm hiệp lực và tích lũy quan hệ, lại thuận tiện vẽ ra vài phần lý lịch đẹp cho mình. Dưới sự nhiệt tình đồng ý của Lỗ Kính Tu, hai người nói thêm vài câu, sau đó Vương Tử Quân khẽ nói.
Hôm nay tôi nhận được báo cáo của thành phố Lâm Hồ về vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7, anh cảm thấy thế nào? Trước mắt tôi còn chưa nhận được báo cáo này. Lỗ Kính Tu nghe Vương Tử Quân nói về thành phố Lâm Hồ, hai mắt không khỏi híp lại. Hắn cảm thấy lúc này sắp nổi lên tác dụng của Vương Tử Quân. Nếu nói trong một ban ngành thì đơn vị nào làm cho người ta phiền lòng nhất? Tất nhiên sẽ có được nhiều đáp án, thế nhưng ít nhất trong số các đáp án đó phải có mặt phòng văn thư. Đồng Việt Nhiên ngồi sau bàn làm việc của mình, tối nay hắn có một cuộc hẹn, thế là không khỏi càng thêm trông mong thời gian tan tầm. Nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường giống như cứ mãi đối nghịch với hắn, hắn càng nhìn đồng hồ thì thấy thời gian trôi qua càng thêm chậm. Đúng là đối nghịch với mình. Đồng Việt Nhiên cảm thấy không được thoải mái, thế là không khỏi mắng một câu, sau đó lại bắt đầu cúi đầu xem xét tài liệu. Trước kia hắn thì vào làm công chức của phòng văn thư, mẹ hắn thấy con trai được vào công tác trong đơn vị tỉnh ủy, thế là không khỏi tỏ ra cực kỳ hãnh diện. Nhưng sau khi tiến vào phòng văn thư thì Đồng Việt Nhiên phát hiện sự việc cũng không giống như suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ đến những người bạn cùng thi vào công tác trong các đơn vị tỉnh ủy của mình, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ ghen ghét. Trước kia những người bạn cũ cũng giống như mình, nhưng bây giờ bọn họ đang đi theo bên cạnh các vị lãnh đạo tỉnh, tuy bây giờ còn chưa có chức vụ gì cụ thể, thế nhưng dù là đi đến đâu cũng phải có người ngước lên nhìn. Đồng Việt Nhiên công tác ở phòng văn thư. Mỗi ngày ngoài tiếp kiến đám người đến kêu oan, căn bản giống như không còn việc gì khác. Hơn nữa công tác này căn bản là rất vụn vặt, đôi khi đến tối còn phải tăng ca chưa được về. Khi Đồng Việt Nhiên cảm thấy không cam lòng thì chợt ngẩng đầu lên, phát hiện đã đến 6 giờ. Hắn chợt cảm thấy hưng phấn, không khỏi thầm nghĩ nửa giờ sau mình có thể đi được rồi. Khi Đồng Việt Nhiên đang nóng lòng thu dọn đồ đạc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó một người đàn ông nhìn giống như không phải là người ở thành phố Đông Hồng đẩy cửa đi vào. Khi công tác thì Đồng Việt Nhiên có hứng thú rèn luyện ánh mắt của mình, hắn nhìn vào cách ăn mặc của người đến phòng mình, có thể phân biệt được người ta đến từ nơi nào. Tuy tỷ lệ thành công của hắn là không lớn, thế nhưng như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy công tác của mình có chút thú vị. Đồng chí, đây là phòng văn thư tỉnh ủy có phải không? Người đàn ông nói rất bình thản. Không hề giống như những người vừa đi vào đã có tâm tình kích động, điều này không khỏi làm cho Đồng Việt Nhiên sinh ra hảo cảm. Có lẽ là một vụ án không khó giải quyết, khi nghĩ đến một vụ án không quá mất thời gian thì Đồng Việt Nhiên càng cảm thấy ung dung thong thả hơn. Nơi này là phòng văn thư tỉnh ủy, ngài có chuyện gì cần được giúp đỡ sao? Mong ngài cứ nói ra. Tôi là Lý Kiếm Tú đến từ thành phố Lâm Hồ, tôi có một đoạn phim muốn cho ngài xem. Người đàn ông kia vừa giới thiệu vừa lấy ra một tài liệu từ trong áo. Lý Kiếm Tú tỏ ra lễ phép làm cho Đồng Việt Nhiên căn bản càng có hảo cảm, thế là hắn cười cười với Lý Kiếm Tú, sau đó rót một ly trà rồi cười nói. Ngài muốn phản ánh vấn đề gì? Tôi là người bị hại của vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7 ở thành phố Lâm Hồ, tôi đại biểu cho hơn 320 hộ dân ở khu dân cư phản ánh thành phố Lâm Hồ điều tra vụ hỏa hoạn không thực tế. Vụ hỏa hoạn này căn bản không phải vì nguyên nhân liên quan đến đường dây điện, chủ yếu là do có người cố ý phóng hỏa gây nên. Giọng nói của Lý Kiếm Tú rất bình thản thế nhưng rơi vào trong tai lại làm cho trái tim của Đồng Việt Nhiên nhảy dựng lên. Tuy hắn chỉ là một nhân viên bình thường của phòng văn thư tỉnh ủy, thế nhưng hắn căn bản hiểu rõ tình huống trong tỉnh là như thế nào. Đám nhân viên công tác trong đơn vị khi không có việc gì làm thường cùng nhau tâm sự giao lưu trao đổi tình cảm. Đồng Việt Nhiên là một nhân viên của phòng văn thư, tất nhiên không có nhiều chủ đề để khoe khoang với chúng bạn. Dù sao thì những người kia căn bản mở miệng ra đều nói đến phương diện chủ tịch tỉnh kia như thế nào, vị thường ủy kia ra sao, hắn cũng không thể nói hôm nay tôi tiếp đãi một người dân đến kêu oan được. Nhưng Đồng Việt Nhiên cũng không vì vậy mà cảm thấy tự ti, hắn thậm chí còn tự tạo nên cho mình một tư thế là người nghe hợp cách. Trong những chủ đề được mọi người bàn luận, hắn thích nhất là những chuyện về trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân. Phải nói là đám bạn của hắn cực kỳ thích nói về Vương Tử Quân, tuy nguyên nhân chủ yếu nhất là vị trưởng phòng tổ chức kia nhận chức nắm nhân sự đã cho ra phương án cải cách và bọn họ có được cơ hội tiến lên vị trí hiện tại, thế nhưng cũng có một nguyên nhân khác chính là Vương Tử Quân có địa vị lớn lại có độ tuổi không quá lớn. Vụ hỏa hoạn Lâm Hồ chính là một chủ đề mà một người bạn hôm qua đã nhắc đến. Khi đó người kia còn giới thiệu chuyện Vương Tử Quân đến Cục Công an làm chứng,
bộ dạng của người kia giống như thật sự được nhìn thấy trưởng phòng Vương đến cục công an Lâm Hồ vậy. Mặc dù Đồng Việt Nhiên có chút hoài nghi về tính chân thực của câu chuyện này, thế nhưng hắn nghe vào tai mà cảm thấy sung sướng không thôi. Nhưng Đồng Việt Nhiên thật sự không ngờ bây giờ lại có người đến kêu oan về vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ. Hắn nhìn gương mặt người đàn ông trung niên bình tĩnh trước mặt, thế là trong đầu chợt sinh ra một ý nghĩ chuyện lớn rồi. Chẳng qua ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu nhưng động tác của Đồng Việt Nhiên cũng không bị ảnh hưởng, hắn nhìn thoáng qua Lý Kiếm Tú rồi trầm giọng nói. Đồng chí, tôi đã ghi nhớ nội dung phản ánh của anh, mong ngài để lại phương thức liên lạc, tôi có thể thông báo cho ngài bất cứ lúc nào. Chương 1405, 1.0 tu bổ, 10. Khó có khe hở, có nguy hiểm không che chắn lúc thành họa lại kêu khổ. Lý Kiếm Tú nói một vài lời cảm tạ Đồng Việt Nhiên giống như những người đến kêu oan bình thường khác, sau đó mới bán tín bán nghi rời đi. Lý Kiếm Tú gì, trong đầu Đồng Việt Nhiên chợt bùng sóng. Có trên 100 hộ dân ký tên, đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa bên trong còn liên quan đến lãnh đạo thành phố Lâm Hồ, thậm chí có thể liên quan đến. Đồng Việt Nhiên nghĩ đến những thứ mà dĩ vãng căn bản không có khả năng động vào, hắn thật sự cảm thấy đầu óc rối loạn. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ lấy đơn kêu oan ra nhìn. Phần đơn tố cáo này có nội dung phản ánh về việc công ty xây dựng nhận thầu công trình tòa nhà Đế Hanh vì đốc thúc những người trong khu dân cư rời đi mà cố ý phóng hỏa, hy vọng thượng cấp điều tra nghiêm minh rõ ràng. Đồng Việt Nhiên căn bản không có nhiều kinh nghiệm xã hội, thế nhưng lại hiểu chuyện này cũng không phải không đúng. Hắn vỗ đầu mình, thầm nghĩ sự việc bây giờ quá lớn, mình chỉ là một cán bộ nho nhỏ, có thể tạo ra tác dụng gì. Có gì cứ tìm lãnh đạo rồi nói sau. Khi Đồng Việt Nhiên đặt tài liệu lên bàn làm việc của trưởng khoa, lúc này gương mặt mỉm cười tủm tỉm của trưởng khoa chợt biến đổi. Gương mặt nghiêm túc của vị trưởng khoa làm cho Đồng Việt Nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng hắn cũng không biết làm sao cho phải. 2-3 phút sau thì trưởng khoa mới nói, cậu chỉ đưa đơn tố cáo này cho tôi thôi sao? Vâng, Đồng Việt Nhiên dùng giọng thành thật trả lời. Tiểu Đồng, đây là một củ khoai lang phỏng tay. Trưởng khoa nói đến đây thì đưa tờ đơn tố cáo lên, lại nói tiếp, cậu nhớ kỹ nội dung của tờ đơn, chúng ta đi đến gặp trưởng phòng. Đồng Việt Nhiên cũng không được nhiều lần đi đến phòng làm việc của trưởng ban phòng văn thư, lần gần nhất hắn đi gặp lãnh đạo chính là một tuần trước, thật không ngờ hôm nay vì việc này mà lại đi đến gặp trưởng ban. Phòng làm việc của trưởng ban cũng không phải là hoạt động cuối cùng của Đồng Việt Nhiên. Khi vị trưởng ban đưa hắn và trưởng khoa đi đến gặp một vị phó phòng chủ quản của phòng văn thư, hắn mới thật sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Hắn từng gặp qua vị phó phòng này, đó là khi đơn vị tiến hành hoạt động hoan nghênh những nhân viên mới như bọn họ. Gương mặt nghiêm túc của phó phòng làm cho Đồng Việt Nhiên cảm thấy lãnh đạo cực kỳ khó tiếp xúc, khi hắn đang suy tư xem vị phó phòng kia sẽ cho ra ý kiến gì, lúc này vị phó phòng cầm điện thoại lên. Sau khi bấm một dãy số thì khẽ nói trưởng phòng, ngài ở trong phòng làm việc sao? Chỗ này tôi có việc cần báo cáo với ngài. Lúc này vị phó phòng cũng không cho Đồng Việt Nhiên đi theo, mà vội vàng tự mình đi báo cáo cho lãnh đạo. Sau khi Đồng Việt Nhiên đi về phòng làm việc của mình, hắn chợt vui mừng phát hiện kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30. Đồng Việt Nhiên có thể tan tầm được rồi, nhưng lúc này hắn lại không dám ra về. Hắn rất muốn biết sự việc kia rốt cuộc có kết quả gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng áp chế tâm tư của mình. Cuộc hẹn với bạn gái làm cho tâm tư của Đồng Việt Nhiên nở rộ như cánh hoa, khi hắn kéo tay bạn gái, trong đầu nghĩ đến tương lai thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, không ngờ đó là số điện thoại của trưởng khoa. Đồng Việt Nhiên không dám chậm trễ với trưởng khoa của mình, hắn nhanh chóng nghe máy, chợt nghe bên trong vang lên giọng trưởng khoa, Tiểu Đồng. Cậu đang ở đâu vậy? Trưởng khoa, tôi đang ở bên ngoài, ngài có chuyện gì sao? Đồng Việt Nhiên dùng giọng cẩn thận hỏi trưởng khoa, hắn cũng không muốn tăng ca hôm nay. Nhưng lời nói của trưởng khoa đánh vỡ giấc mộng của hắn, chợt nghe lãnh đạo nói, cậu đến văn phòng một chuyến, chuyện kia cần được xử lý. Tuy trưởng khoa cũng không nói đến chuyện kia là chuyện gì, thế nhưng Đồng Việt Nhiên lại cảm thấy đó là sự việc hôm nay. Hắn đồng ý không chút do dự. Sau đó dùng giọng quan tâm hỏi, trưởng khoa, có cần tôi đi đón ngài không? Không cần, tôi còn chưa đi về. Vừa rồi lãnh đạo đã nghiên cứu xong, để cho tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực chuyện này. Trưởng khoa nói đến đây rồi nhanh chóng lên tiếng,
cậu giúp tôi mua một tô bún thịt bò, tôi đang rất đói bụng. Sau khi nói vài lời với bạn gái, 10 phút sau Đồng Việt Nhiên đi đến đơn vị, lúc này hắn phát hiện phòng làm việc của các vị lãnh đạo trong đơn vị đều sáng đèn, có không ít xe dừng lại trong sân. Đồng tử, tôi nghe nói phòng văn thư các anh vừa tiếp nhận một củ khoai lang phỏng tay, lần này thật sự có chuyện lớn xảy ra sao? Đồng Việt Nhiên vừa đi đến chân cầu thang thì một người bạn đang công tác trong văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến hỏi. Đồng Việt Nhiên không ngờ người kia cũng biết được tin tức, đối phương có thể nghe được thông tin như thế này căn bản là không đơn giản. Hắn chỉ dám nói vài câu qua loa với đối phương, sau đó đi đến văn phòng của phòng văn thư. Tiểu Đồng, sau khi đưa chuyện này ra ngoài, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra sau đó cũng không liên quan đến chúng ta. Trưởng khoa thấy Đồng Việt Nhiên đi đến thì vội vàng nói. Đồng Việt Nhiên đưa một tô bún bò cho trưởng khoa, hắn tiếp nhận tài liệu mà trưởng khoa đưa đến. Hắn nhìn những tài liệu kia, chợt cảm thấy chuyện lớn sắp xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Giang vẫn liên tục phát triển mạnh mẽ, đối với những người mà hai tai không nghe được nhiều chuyện chung quanh thì Nam Giang vẫn như cũ là Nam Giang, cũng không có biến hóa gì lớn. Nhưng có nhiều người có tâm tư liên tục chú ý đến những mạch nước ngầm đang vận chuyển trong tỉnh Nam Giang. Đối với người bình thường thì vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ chỉ là ngoài ý muốn, đại đa số mọi người đều chỉ thở dài một tiếng, sau đó cho ra vài câu nói bất mãn về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở thành phố Lâm Hồ. Có vài người lại biết rõ trong tỉnh xây dựng một tổ điều tra liên hợp do Trung đoàn Phòng cháy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Cục Công an tỉnh tiến hành điều tra sự việc, đến Lâm Hồ tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Quy cách của tổ điều tra cũng không cao, thế nhưng người dẫn đội ngũ là một thường vụ ủy ban kỷ luật, nhìn qua thì giống như tiến hành điều tra lại vụ hỏa hoạn ở Lâm Hồ. Giang Vĩ, tối nay có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ từ bên ngoài đi đến rồi khẽ hỏi. Du Giang Vĩ dùng giọng chú ý nói, hôm nay không có sắp xếp cụ thể nào. Vương Tử Quân thở dài một hơi nói, không có sắp xếp thì tốt. Nói thật tôi cũng sợ dùng cơm bên ngoài rồi. Vương Tử Quân nói rồi gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, nói là mình chuẩn bị về nhà dùng cơm, hỏi xem nàng có về nhà không. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Mạc Tiểu Bắc thì Vương Tử Quân cất bước đi xuống lầu. Khi hắn đi đến khúc quanh nơi hành lang, chợt thấy một chiếc xe Audi màu đen chạy qua văn phòng của phòng tổ chức ra ngoài. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy được biển số xe là số 1. Hắn nhìn xe chạy đi xa mà trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Tiểu Hà lái xe rất vững vàng, 10 phút sau đã tiến vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Khi hắn dừng xe lại bên ngoài biệt thự số 7, một chiếc xe Audi chạy qua bên cạnh, chạy về phía một biệt thự không xa với tốc độ không quá nhanh. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh ghế tài xế, hắn liếc mắt đã nhìn ra biển số của chiếc xe kia. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang ở phía sau. Lại khẽ nói, trưởng phòng Vương, là xe số 1 của thị ủy Lâm Hồ. Xe số 1 của thị ủy Lâm Hồ, tất nhiên là xe của bí thư Thích Phúc Lai. Khi Vương Tử Quân đang cúi đầu suy tư vấn đề, hắn giống như không nghe được câu nói của Du Giang Vĩ, vẫn tiếp tục cúi đầu suy nghĩ. Vương Tử Quân về đến nhà, Tiểu Bảo Nhi đang chơi trò xếp gỗ, nó đã lớn hơn trước một chút, bây giờ rất mê trò xếp gỗ. Vì nó có sở thích như vậy. Thế là những món đồ chơi bằng gỗ căn bản chất chồng như núi trong nhà. Tiểu Bảo Nhi có một ý nghĩ vĩ đại là dùng gỗ tạo ra một thành phố cho bố mẹ vào ở. Vương Tử Quân tất nhiên là giúp đỡ ý nghĩ lớn của con trai, hắn nhìn con trai đang xếp gỗ mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Con trai, con làm cái này có vẻ hơi nghiêng. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi xếp một tòa thành có hơi bấp bênh, thế là cười hì hì nói. Bố thì biết gì chứ? Lôi Lôi nói các tòa thành trong TV dành cho công chúa đều hơi nghiêng một chút. Tiểu Bảo Nhi vẫn tiếp tục liều mạng xếp gỗ như trước, nó cũng không ngẩng đầu lên mà nói với Vương Tử Quân. Chương 1406, một hữu ý can đảm vô ý hoảng hốt. Tiểu Bảo Nhi thật sự là một cậu bé hạnh phúc, chưa nói đến phương diện trải qua một cuộc sống không lo cơm áo, đơn cử như phương diện yêu thương sủng ái của Mạc Tiểu Bắc cũng thật sự là quá đủ rồi. Hơn nữa còn có điểm khác người. Chính là chú trọng bồi dưỡng trí tưởng tượng cho Tiểu Bảo Nhi, thế cho nên ý nghĩ của nó cực kỳ rộng. Nhìn vào thì thấy rõ những kiểu xếp gỗ độc đáo trong nhà căn bản không ly khai khỏi phương pháp giáo dục không bảo thủ của Mạc Tiểu Bắc.
Vương Tử Quân cực kỳ giúp đỡ ở phương diện này, vì vậy thấy Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt không phục nhìn mình, hắn yêu thương sờ lên đầu con trai, lại thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn con say sưa xếp gỗ. Anh không phải nói sẽ thể hiện khả năng nấu nướng của mình sao? Mạc Tiểu Bắc từ phòng bếp đi ra dùng ánh mắt bất mãn nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng oán trách nói. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc tuy nói gay gắt nhưng thật ra trong lòng đang rất vui vẻ, vì hắn về nhà dùng cơm tối quá ít, thế cho nên nàng tình nguyện làm một bếp trưởng cho cả gia đình. Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà cảm thấy có chút bi ai, trong mắt người ngoài thì hắn là một vị lãnh đạo trẻ tuổi quyền cao chức trọng, hào quang vô hạn, thế nhưng về nhà dùng một bữa cơm với gia đình cũng có chút khó khăn. Nếu hôm nay không có lãnh đạo tuyến trên xuống khảo sát nghiên cứu, cũng có các tỉnh thành phố anh em chung quanh đến thăm, phương diện xã giao này khó thể đẩy cho người khác được. Dù chỉ là một lần dùng cơm đơn giản nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn hoạt động rất say sưa, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áy náy, thầm hạ quyết tâm sau này nên bỏ qua xã giao để về nhà dùng cơm với vợ con. Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên dùng giọng khẳng định nói, anh nói được thì làm được. Hôm nay anh sẽ thi triển thân thủ của mình, để cho hai mẹ con được ăn một bữa cơm ngon miệng. Vương Tử Quân đi vào phòng bếp và bắt đầu loay hoay với những món ăn đặt trên bàn. Khi hắn chuẩn bị cho cá vào nồi thì Mạc Tiểu Bắc nói, ông nội em mời cả nhà ông Lý đến thủ đô ở vài ngày. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn nhìn nụ cười trên mặt Mạc Tiểu Bắc, mặc dù cảm thấy chuyện này căn bản không cần kinh động đến Mạc lão gia tử, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc làm như vậy nhất định có thể giúp đỡ Lý gia một chút. Vương Tử Quân gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không nói gì thêm. Khi hắn chuẩn bị làm tốt công tác nấu nướng của mình, chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn thấy người gọi đến là Lỗ Kính Tu, chợt thấy đối phương dùng giọng hưng phấn nói, trưởng phòng Vương, sự việc tiến triển khá nhanh, hôm qua đã tìm được Lưu Nhị đang bỏ trốn, cũng tìm được sự thật từ trong miệng người này. Vụ hỏa hoạn vừa qua chính là do giám đốc tập đoàn Thành Hồ là Vạn Dương Hòa gây ra. Mục đích chính là cưỡng chế các hộ dân cư phải di rời để đẩy mạnh xây dựng tòa nhà đế hanh. Lỗ Kính Tu tỏ ra hưng phấn cũng hợp tình hợp lý, vì hắn là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, chuyện này nằm trong phạm vi phụ trách của hắn. Sau hơn 10 ngày điều tra, manh mối của tổ điều tra như đi vào ngõ cụt, không còn bất kỳ manh mối nào để tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn. Có thể thấy áp lực của Lỗ Kính Tu là như thế nào, bây giờ có được manh mối. Tất nhiên sẽ làm cho hắn thở dài một hơi. Vương Tử Quân trầm giọng nói, nhất định phải xử lý thật mạnh những phần tử làm việc trái pháp luật như thế này, tuyệt đối không nhân nhượng nuông chiều. Tôi biết rồi, trưởng phòng Vương, bây giờ tổ chuyên án chuẩn bị bắt Vạn Dương Hòa, tôi sẽ đốc thúc vụ này, nhanh chóng cho ra câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lỗ Kính Thu mà vẫn sinh ra cảm giác không nỡ. Cũng không phải là việc này làm cho hắn sinh ra những phán đoán đúng đắn, mà vụ án kia vốn đang treo giữa không trung, vì sao lại nhanh chóng phá án như vậy. Tuy Vương Tử Quân những ngày qua liên tục nghe được những lời nghị luận về vụ án này, hắn vẫn luôn cực kỳ chú ý đến sự phát triển của nó. Hắn căn bản biết rõ những trở ngại mà tổ chuyên án gặp phải ở thành phố Lâm Hồ. Khi Mạc lão gia tử đưa cả nhà Lý gia về thủ đô, vụ án căn bản chuyển đổi nhanh chóng. Tất cả vốn ngột ngạt đã nhanh chóng có đột phá, manh mối xuất hiện, tất cả chợt trở nên cực kỳ sáng tỏ. Nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng cảm thấy là lạ. Khi hắn đang suy xét sự việc, Mạc Tiểu Bắc chợt nóng lòng hô lên, ôi, chồng, anh đang nấu cá à, cá thành than hết rồi kìa. Vương Tử Quân lúc này mới kịp phản ứng, hắn vội vàng tắt bếp ga, nhanh chóng tắt lửa. Chỉ là động tác của Vương Tử Quân có hơi chậm. Một mùi khét lẹt xộc vào trong mũi. Hắn bất đắc dĩ mở nắp nồi cá ra, sau đó nói, con cá này phần đuôi có hơi cháy, cắt đi có thể dùng được. Vương Tử Quân nói xong câu này thì trong lòng chợt run lên, hắn chau mày suy nghĩ, đúng lúc này điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân thấy người gọi đến vẫn là Lỗ Kính Tu. Vạn Dương Hòa đã bỏ chạy rồi. Trong nhà Trử Vận Phong, Thích Phúc Lai đang trò chuyện với chị Lý. Những người quen nhìn thấy bộ dạng uy nghiêm của bí thư Thích nếu thấy được tình cảnh vào lúc này thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Thích Phúc Lai nào kiên nhẫn bỏ thời gian trò chuyện với một người phụ nữ mặc trang phục nội trợ như vậy. Thích Phúc Lai trong mắt người ngoài không những giỏi ăn nói, hơn nữa cho dù là khi bố trí công tác cũng không chịu nói dư thêm một chữ. Phúc Lai, nhị tiểu tử nhà anh bây giờ đang công tác thế nào?
Tôi nghe nói cậu ấy xây dựng một công ty văn hóa, đang thực hiện một dự án âm nhạc gì đó thì phải. Chị Lý vừa đưa hạt dưa cho Thích Phúc Lai vừa mở miệng nói. Thích Phúc Lai bây giờ nào có tâm tư quan tâm đến con trai thứ hai của nhà mình. Có một người cha như hắn bao phủ, con trai nào chịu uất ức. Nhưng chị Lý là một người tóc dài óc ngắn chỉ nói đến chuyện gia đình, hắn biết nói gì hơn được đây. Thích Phúc Lai cũng chỉ có thể dùng chuyện nhà để làm cho chị Lý nở nụ cười, thế là trong lòng tuy mất kiên nhẫn nhưng ngoài miệng lại cười nói, chị Lý, con trai Tiểu Huy nhà tôi rất kém, nó thích những trò không ra gì, tôi cũng không mấy quan tâm, cứ để nó gặp nhiều trắc trở, như vậy mới tốt được. Anh đấy, anh căn bản quá tàn nhẫn với con cái. Chị Lý vừa nói vừa chỉ vào một ly trà cách đó không xa, anh đừng cứng quá như vậy, à, mà anh dùng trà đi, trà rất ngon. Thích Phúc Lai nâng ly trà lên uống một ngụm, quả nhiên là loại trà thượng đẳng, mùi hương tràn ngập vào miệng cũng xem như làm hắn áp chế tâm tư vội vàng sao động của mình. Hắn lại nói vài câu chuyện không liên quan, cũng thấy rõ thời gian không còn sớm, trong lòng hắn cực kỳ sốt ruột, hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nhanh chóng đi vào chính đề, chị Lý. Hai ngày qua tâm tình của chủ tịch có tốt không? Ôi, tôi thật sự rất bực mình, những ngày qua gương mặt ông ấy căn bản là vắt ra nước, anh nói mà xem, không bằng đừng làm chủ tịch tỉnh thì hay hơn. Thích Phúc Lai thầm cười lạnh, không làm chủ tịch tỉnh sao? Hừ, đúng là trò cười. Nếu Trử Vận Phong không phải là một vị đại tướng biên cương dậm chân một cái chấn động Nam Giang thì có ai tình nguyện tán gẫu với một người như vậy? Nhưng điều làm cho Thích Phúc Lai thật sự lo lắng chính là tâm tình không tốt của Trử Vận Phong, hắn thầm nghĩ lần này mình có vượt qua kiểm tra của Trử Vận Phong hay không. Sự kiện này cực kỳ quan trọng, nếu Trử Vận Phong buông tay mặc kệ hắn, như vậy hắn khó tránh khỏi vận rủi, tương lai chính trị sẽ căn bản không thể nào gượng dậy được. Vì vậy sau khi nghe được lời nói của chị Lý thì tâm tư của hắn không khỏi trở nên cực kỳ ảm đạm. Chương 1406, 2, hữu ý can đảm vô ý hoảng hốt. Đúng rồi, tôi nghe em trai nói bây giờ thành phố đang chú trọng đến phương diện chống ô nhiễm, sau này không xa hoàn cảnh chung quanh sẽ trở nên sông xanh nước biếc. Chị Lý lơ đãng nói một câu, nụ cười trên mặt lại có vài phần đáng suy ngẫm. Thích Phúc Lai thầm vui vẻ, hai ngày trước em trai của chị Lý từng gặp hắn, xem ra lần này chị Lý muốn giúp em mình. Sau khi hiểu rõ ý đồ của chị Lý thì hắn nở nụ cười sảng khoái nói, chị yên tâm, đợi lần sau chị quay về thì thành phố Lâm Hồ nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp. Đúng lúc này cửa được đẩy ra, tiếng chân nặng nề vang lên. Thích Phúc Lai nghe thấy tiếng bước chân như vậy mà trái tim không khỏi chạy lên cổ, chờ Trử Vận Phong đi vào trong phòng thì hắn nhanh chóng đứng lên nói, chủ tịch Trử, tôi đến thừa nhận sai lầm với ngài. Tâm tình của Trử Vận Phong hôm nay là cực kỳ không tốt. Lão vốn tin tưởng vào Thích Phúc Lai ở sự kiện vụ hỏa hoạn trong thành phố Lâm Hồ, tin tưởng thành phố Lâm Hồ làm tốt công tác điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Hơn nữa lão vẫn cho rằng lần này tỉnh ủy cử tổ chuyên án điều tra, nhất định sẽ tìm ra kẻ cố gắng nắm lấy vụ hỏa hoạn này để gây khó cho người khác. Tuy Trử Vận Phong không có chút biểu hiện nào, thế nhưng thực tế thì lão lại cho ra nhiều động tác. Nhưng khi lão cảm thấy sắp kết thúc điều tra, vụ án chợt dịch chuyển quá bất ngờ. Vạn Dương Hòa chạy thoát. Khi bắt được kẻ phóng hỏa thì xem như vụ án ở vào trong sương mù được cho ra ánh sáng. Tuy Trử Vận Phong không tỏ chút thái độ gì ở vụ án này, thế nhưng lại hiểu được ý nghĩa của nó, cảm thấy cực kỳ nén giận. Bây giờ thấy Thích Phúc Lai đứng trong nhà mình, Trử Vận Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến đối phương mà đi về phía phòng làm việc của mình. Anh Trử, anh dùng cơm chưa? Tôi lấy cho anh chén súp nhé. Chị Lý tuy khá tùy tiện nhưng kết hôn với Trử Vận Phong lâu năm, thế cho nên hiểu rõ tính cách của chồng, khi mà chồng mình tức giận thì đừng nên động vào. Nhưng sự quan tâm của chị Lý căn bản không được đáp lại, lúc này Trử Vận Phong vẫn sải bước về phía phòng làm việc của mình. Chị Lý dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Thích Phúc Lai, tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Thích Phúc Lai lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, trước khi đến nhà Trử Vận Phong thì hắn đã chuẩn bị rất kỹ về phương diện tâm lý. Thích Phúc Lai hiểu rõ tính cách của Chủ tịch Trử Vận Phong, bây giờ sự việc làm cho Chủ tịch tỉnh mất mặt, tất nhiên sẽ không bao giờ bày ra gương mặt tốt đẹp. Hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng, thế là một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ngay sau đó đã đi về phía phòng làm việc của Trử Vận Phong. Tiểu Cường, ai làm cho Chủ tịch mất vui vậy?
chị Lý nhìn Xà Tiểu Cường đứng ở một bên rồi khẽ hỏi. Chử Vận Phong có thể không thèm quan tâm đến vợ, thế nhưng Xà Tiểu Cường lại không dám không quan tâm đến chị Lý. Trước mặt chị Lý thì hắn vĩnh viễn cung kính như con cháu trong nhà, thế là mỉm cười nói, gì, vừa rồi tan tầm thì nhận được tin tức điều tra về vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ, nói là vụ hỏa hoạn kia xảy ra là vì có người cố ý phóng hỏa. Xà Tiểu Cường nói đến đây thì dùng ánh mắt chú ý nhìn qua Thích Phúc Lai, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Hắn tuy biết mối quan hệ giữa Chử Vận Phong và Thích Phúc Lai, thế nhưng hắn là thư ký, khi có những gì không nên nói thì hắn căn bản tình nguyện biến mình thành một người câm. Tuy trong lòng thầm dự đoán được có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sau khi nghe Xà Tiểu Cường nói như vậy, Thích Phúc Lai vẫn cảm thấy thở ra một hơi. Hắn khẽ gật đầu với Xà Tiểu Cường, sau đó đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Chử. Thích Phúc Lai đẩy cửa phòng ra, chợt thấy Chủ tịch Chử đang đọc sách. Khi thấy hắn đi vào thì Chử Vận Phong căn bản không thèm ngẩng đầu lên. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt tai tái của Chử Vận Phong, hắn cũng không dám ngồi mà thành thật đứng ở một bên. 10 phút trôi qua, Chử Vận Phong đặt sách trong tay xuống, lão nhìn gương mặt có vài phần sợ hãi của Thích Phúc Lai, sau đó chợt mở miệng chất vấn, anh nói cho tôi nghe xem, thành phố Lâm Hồ các anh điều tra như thế nào, rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa, vì sao các anh lại cho ra kết quả điều tra trái ngược như vậy? Thích Phúc Lai đứng trong phòng khách mà cảm thấy cực kỳ bất an không yên. Từ sau khi hắn là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Hôm nay hắn bị bí thư Chử mắng xối máu chó lên đầu, hắn cũng căn bản cam tâm tình nguyện. Dù thế nào thì biểu hiện của Chủ tịch Chử cũng là không quay mặt làm ngơ. Đối với Thích Phúc Lai thì Chử Vận Phong không phải là người thường, đây không những là lãnh đạo của hắn, còn là một ngọn núi lớn để hắn dựa vào. Là một điểm tựa giúp hắn có thể bình an vô sự vượt qua những khó khăn thử thách. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai chợt trầm giọng nói, Chủ tịch, tôi cũng cực kỳ bất ngờ với kết quả như vậy. Lần này tôi xem như làm cho ngài thất vọng, điều này có liên quan đến tâm lý chủ quan của tôi căn bản không có đủ sự coi trọng sự kiện này, chủ yếu là trách nhiệm của tôi tuyệt đối không từ chối trách nhiệm của mình. Tôi mong ngài cho ra phương án xử phạt. Tôi tình nguyện gánh chịu trách nhiệm của sự việc này. Thích Phúc Lai nói, giọng điệu cực kỳ thành khẩn, hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, lại dùng ánh mắt không hoảng sợ nhìn về phía Chử Vận Phong. Vẻ mặt của Chử Vận Phong có hơi tốt lên một chút, vì lão là người căn bản thích những người dám làm dám chịu. Trong quan điểm tư tưởng của Chử Vận Phong, công tác cũng được, cuộc sống bình thường cũng được, lão khinh bỉ nhất là những người làm việc giống như anh hùng, thế nhưng khi có chuyện thì lại biến thành cẩu hùng. Một người không dám trực diện đối mặt với khó khăn, không dám gánh trách nhiệm, như vậy sao có thể đảm đương công tác? Nhất định là không được. Vì vậy dù sự việc ở thành phố Lâm Hồ làm cho Chử Vận Phong cực kỳ căm tức, thế nhưng Thích Phúc Lai tỏ thái độ như vậy lại làm cho cảm giác lạnh lùng trong lòng tiêu tán đi vài phần. Chử Vận Phong trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng nói, có gì thì anh cứ ngồi xuống nói. Thích Phúc Lai nghe thấy Chử Vận Phong cho mình ngồi xuống. Thế là cảm giác bất an không yên mới giảm đi phân nửa. Chử Vận Phong là người mặt lạnh tim nóng, có thể cho mình ngồi xuống, đã nói rõ bắt đầu tha thứ cho mình. Vì đạt đến mục đích của mình mà Thích Phúc Lai căn bản cũng không lập tức ngồi xuống, hắn lên tiếng kiểm điểm, Chủ tịch, tôi căn bản chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sự cố hỏa hoạn lần này, tôi cũng không ngờ lại xuất hiện một kết quả không hay khi giao công tác cho tổ phòng cháy Lâm Hồ. Chuyện này dù có trách nhiệm thì cũng khó thể nào trách anh được. Anh là người đứng đầu thành phố Lâm Hồ, anh cũng không phải đặt tất cả tinh lực lên phương diện đề phòng và xử lý hỏa hoạn. Còn nữa, anh cũng không phải chuyên gia, không phân biệt được thật giả cũng là rất bình thường. Chử Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai vẫn đứng bên cạnh, thế là khẽ mở miệng an ủi. Thích Phúc Lai thiếu chút nữa đã chảy đầy nước mắt, lão lãnh đạo cuối cùng vẫn là lão lãnh đạo của mình, vào thời điểm mấu chốt có thể nói chuyện thay cho mình. Tuy Thích Phúc Lai cảm động nhưng cũng không dám nói tất cả sự thật cho Chử Vận Phong. Hắn hiểu rõ tính tình của Chử Vận Phong, chỉ sợ Chủ tịch sẽ không tha cho mình, vì đây là một người ghét ác như cừu. Chương 1407, phục vụ để thu phục nhân tâm. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế salon, sau đó dùng giọng trầm thấp nói, Chủ tịch Chử, chuyện này ngay cả tôi cũng không tha thứ được cho mình. Tôi không ngờ sự cố này mang đến cho ngài nhiều phiền phức như vậy. Tôi khẩn cầu ngài xử phạt,
nếu không tôi cũng cảm thấy khó được bình an. À, sẽ có kết quả xử lý, anh không thể nào trốn tránh được trách nhiệm của mình, cũng không cần anh hy sinh vô vị. Trử Vận Phong nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế, lão đi qua đi lại vài bước, sau đó mới trầm giọng nói, sau khi quay về thì anh nhất định phải điều tra rõ ràng xem vấn đề ở chỗ nào, cần phải xử lý những người có trách nhiệm tương quan, quyết không bao che khuyết điểm, cần phải nghiêm túc xử lý. Vâng, Chủ tịch, tôi đã thành lập tổ chuyên môn để điều tra vụ này, sẽ căn bản tiến hành kiểm tra trọng điểm những người có liên quan, nhất định sẽ có một câu trả lời rõ ràng. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, lão cầm lấy một cái chặn giấy hình con hổ trên mặt bàn rồi dùng giọng cảm khái nói, chi tiết thể hiện thành bại, chuyện này xuất hiện cũng là vì anh công tác không cẩn thận, sau này không nên tiếp tục như vậy nữa. Thích Phúc Lai nghe lời dặn dò của lãnh đạo mà cảm thấy trong lòng rất mang ơn. Lão lãnh đạo cuối cùng cũng là lão lãnh đạo, chính mình phạm vào sai lầm quá lớn, thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở phương diện nghiêm khắc phê bình, căn bản luôn tìm mọi cách giữ gìn cho mình. Thích Phúc Lai do dự một chút rồi khẽ nói, Chủ tịch Trử, tôi còn cảm thấy nên cho tôi một hình thức xử phạt thì tốt hơn, tôi sợ sẽ có người nắm chặt lấy chuyện này không tha. Anh cứ an tâm công tác là được, còn những chuyện khác thì không cần anh quan tâm. Trử Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai rồi trầm giọng nói. 20 phút sau Thích Phúc Lai rời khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong, lần này Trử Vận Phong cũng không tiến chân. Khi Thích Phúc Lai đi ra khỏi nhà Chủ tịch Trử thì có gương mặt rất âm trầm, thế nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Khi Thích Phúc Lai rời khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong chưa lâu, Lý Thử Uyên nhanh chóng đi đến nhà Trử Vận Phong. Khi đẩy cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong, Lý Thử Uyên bị khói thuốc bên trong làm cho liên tục ho khan. Hắn nhìn Trử Vận Phong đang hút thuốc mà không khỏi thiện ý nhắc nhở, Chủ tịch, ngài hút thuốc như vậy là quá nhiều. Ngài cũng đừng để cho xe cứu hỏa phải chạy đến. Câu nói vui đùa của Lý Thừa Uyên cũng không làm cho Trử Vận Phong cười rộ lên. Trử Vận Phong chỉ về phía ghế salon, sau đó dụi tàn thuốc rồi nói, anh cũng đến sao? Tôi biết tâm tình của ngài không tốt, thế nên đến cho ngài chút giận, cho ngài hả giận rồi thoải mái một chút. Lý Thừa Uyên ngồi xuống rồi dùng giọng trêu đùa nói. Nói về thời gian làm việc với nhau thì Lý Thừa Uyên căn bản là lâu hơn so với Thích Phúc Lai, vị trí của Lý Thừa Uyên cũng căn bản là có điều kiện tỏ ra tiêu sái tự nhiên khi đối diện với Trử Vận Phong hơn Thích Phúc Lai. Lúc này Trử Vận Phong chợt cười nói, anh cũng không phải tự làm khổ mình, tôi sao có thể tùy tiện nắm anh làm nơi chút giận. Hoàn toàn là không đúng. Ôi, Chủ tịch, tôi tình nguyện làm người cho ngài chút giận, vì đây chính là một đãi ngộ. Xem như gần ban công thì thấy được nhiều ánh trăng hơn. Lý Thử Uyên vừa nói vừa cười ha hả. Trử Vận Phong có tâm tình không tốt, thế nhưng Lý Thử Uyên trêu chọc lại phải nở nụ cười. Lão chỉ vào Lý Thử Uyên rồi nói, Thử Uyên, anh vẫn giữ tính nết năm xưa, tôi thấy anh nên sửa lại thì hay hơn. Sửa, tôi phải sửa thế nào đây? Người ta thường nói chó không thể không ăn cứt, mèo không thể không ăn trộm, tôi là như vậy, có sửa cũng không được. Lý Thử Uyên nói đến đây thì chủ động lấy thuốc ra, hắn dùng nó đùa giỡn trong tay rồi nói, Chủ tịch, chuyện này tuy làm cho người ta tức giận thế nhưng tôi cảm thấy nó cũng không phải là sai lầm gì quá lớn. Dù sao anh ấy cũng là bí thư thị ủy, không phải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng không phải là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, thế cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả điều tra vụ hỏa hoạn của cấp dưới mà thôi. Trử Vận Phong khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói, chuyện này tôi chuẩn bị liên hệ với Bí Thư Diệp, tuy Thích Phúc Lai có sai lầm ở sự kiện này, thế nhưng cũng không nên dùng một gậy đánh chết người. Có thể truy cứu trách nhiệm của anh ấy, thế nhưng cũng không nên giật tung cả nắp, như vậy là không công bằng. Chủ tịch, Bí Thư Diệp bên kia còn dễ nói, còn có Vương Tử Quân nữa, ngài cũng không nên bỏ qua. Dù sao thì anh ấy cũng là người tham dự chủ yếu vào vụ này. Giọng nói cuối cùng của Lý Thừa Uyên có chút trầm thấp. Trử Vận Phong nhíu mày, lão nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, có chút trầm ngâm, sau đó mới nói, cũng không cần liên hệ với Vương Tử Quân, Phúc Lai có trách nhiệm ở vụ này, thế nên phải cho anh ấy trừng phạt xứng đáng. Tôi căn bản tin tưởng trưởng phòng Vương cũng là người có cái nhìn đại cục, nghiêm khắc làm việc theo quy định. Lý Thừa Uyên không nói thêm điều gì mà chỉ khẽ gật đầu. Trong phòng trà trong khách sạn Nam Giang, giám đốc khách sạn cực kỳ quan tâm đến cách thức phục vụ bên trong, thi thoảng còn mở cửa ra xem xét, chỉ sợ lãnh đạo có yêu cầu gì đó mà chính mình không nghe thấy được.
Lý Hiểu Bội là một người cấp dưới, mặc dù cảm thấy dễ chịu vì chức vụ và công tác của mình, thế nhưng nàng cũng biết sự thật không quá tốt. Dù sao thì hai vị lãnh đạo đang ngồi trong phòng trà của khách sạn Nam Giang vào lúc này cũng không bình thường, bọn họ chỉ cần ho khan một tiếng là có thể làm cho vị giám đốc khách sạn hay Diễu Võ Dương Oai trước mặt mình phải tan thành mây khói. Hiểu Bội, cô đi qua rót nước cho lãnh đạo, nhớ kỹ, phải nói chuyện nhẹ nhàng, trước khi đi vào phải gõ cửa, nhớ kỹ chưa? Viên giám đốc trầm ngâm một chút, sau đó chợt phân phó Lý Hiểu Bội. Lý Hiểu Bội đồng ý một tiếng, sau đó cầm theo bình trà đi vào trong phòng. Tuy nàng đã châm trà không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này nàng đi vào và cảm thấy trái tim của mình đập quá mạnh. Dù sao lãnh đạo bên trong cũng chỉ là những người mà Lý Hiểu Bội chỉ có thể được nhìn thấy trên TV, nhưng bây giờ bọn họ sống sờ sờ trước mặt mình, nàng nghĩ đến những lãnh đạo này mà không khỏi cảm thấy nhịp tim của mình càng thêm mạnh. Một giọng nói mời vào bình thản vang lên, Lý Hiểu Bội đẩy cửa đi vào phòng. Lúc này có hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, bên trái là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cực kỳ trẻ tuổi, khi nàng đến châm trà thì trưởng phòng Vương còn nói một câu cảm ơn. Một câu nói bình thản làm cho Lý Hiểu Bội cảm thấy yên tâm hơn, nàng nhanh chóng đi về phía bên kia, chuẩn bị châm trà. Nhưng lúc này không hiểu vì sao Lý Hiểu Bội lại cảm thấy có chút rối loạn, bình trà thiếu chút nữa thì đụng vào người lãnh đạo, chút nước trà vương lên mặt bàn. Khi thấy chút nước trà vương vãi trên mặt bàn, nàng không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc. Ha ha ha, Bí thư Đậu, nhìn xem kìa, ngài quá uy nghiêm làm cho cô gái bị dọa sợ hãi thế kia cơ đấy. Vương Tử Quân nhìn Lý Hiểu Bội đang đứng ngây ngốc bên cạnh mà cười ha hả nói lời trêu ghẹo với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười ha hả nói, trưởng phòng Vương, anh cũng không thể nói như vậy được, rõ ràng là anh hấp dẫn sự chú ý của cô ấy, thế mà ném sự việc lên người tôi. Hai người nói lời trêu chọc làm cho tâm tình của Lý Hiểu Bội bình tĩnh lại, nàng thấy trưởng phòng Vương lấy khăn lau nước trà trên mặt bàn, thế là lên tiếng chặn lại, lãnh đạo, cái này để tôi làm cho. Vương Tử Quân cười cười tự mình lau bàn, sau đó nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cô cứ thực hiện công tác đi. Tuy có chút không yên nhưng Lý Hiểu Bội nhanh chóng làm xong công tác rồi rời khỏi phòng. Sau khi Lý Hiểu Bội rời đi, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút nghiêm túc, nói như vậy anh là người truyền đạt chỉ thị của bí thư sao? Đậu Minh Đường nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, tôi chỉ truyền đạt ý chỉ của bí thư cho anh mà thôi. Bí thư nói Thích Phúc Lai chỉ có chút trách nhiệm không sát sao ở sự kiện này, chúng ta cần phải có yêu cầu nghiêm khắc với cán bộ của mình, đồng thời cũng phải bảo vệ cán bộ, tôi cảm thấy lời nói của bí thư cũng không phải không đúng. Vương Tử Quân nhìn Đậu Minh Đường, hắn cũng không mở miệng. Đậu Minh Đường có chút không thoải mái dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn lập tức nói tiếp, trưởng phòng Tử Quân, tôi căn bản nhất định giúp đỡ ý kiến của anh ở sự kiện này. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì thêm. Hắn uống một ngụm nước rồi nói, tòa nhà Đế Hanh là một hạng mục được Thích Phúc Lai chú trọng, anh ấy càng là người chọn công ty xây dựng, nếu như nói anh ấy chỉ có trách nhiệm không sát sao trong sự kiện này, anh có tin không? Đây rõ ràng là bịt tai trộm chuông. Đậu Minh Đường không nói lời nào, khi hơi trà bốc lên như cột khói thì hắn mới nói, trưởng phòng Tử Quân, Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, là người được chủ tịch Trử đề bạt lên. Chương 1408 một không chí núi áp lên đỉnh đầu, có chí người rời núi. Đậu Minh Đường nói không nhiều nhưng ý nghĩa quá phong phú, Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi cùng Đậu Minh Đường rời khỏi phòng trà, Vương Tử Quân chợt nhíu mày thật chặt, nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lúc này hắn đã trổ hết tài năng, thế nhưng thực tế lại là một thế lực yếu nhất đối với hai người Trừ Diệp. Lúc này hai vị lãnh đạo kia đã đạt thành nhất trí. Nếu như mình vẫn giữ lấy ý kiến ở sự kiện này, chỉ sợ sẽ bị người ta không thèm quan tâm. Hơn nữa như vậy sẽ đả kích uy tín mà mình dựng lên bao lâu nay, nhưng chuyện này nếu cứ để cho nó bị dìm xuống dòng sông, hắn thật sự khó thể nào tiếp nhận được. Vạn Dương Hòa bỏ chạy, Thích Phúc Lai chỉ bị cảnh cáo cho qua, nhìn như bắt được một nhóm người phạm tội, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải là người chủ mưu. Nếu như sự việc này không được giải quyết viên mãn, như vậy không những phụ lòng những người mất đi người thân trong vụ hỏa hoạn, còn làm cho dân chúng bất mãn. Nhưng dựa vào mình có thể xử lý được Thích Phúc Lai sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, trong người giống như có hai giọng nói đang tranh chấp lẫn nhau,
một yêu cầu hắn phải kiên trì nguyên tắc của mình, một lại cho rằng hắn nên xuất phát từ tình hình thực tế, không cần làm việc ngu ngốc lấy trứng chọi đá. Dù sao thì hắn cũng là người thế đơn lực bạc, dù có kiên trì cũng căn bản không làm gì ra hồn, vô công mà thôi. Chính trị là các thế lực cùng nhau thỏa hiệp, Vương Tử Quân căn bản không bài xích những lời thế này, nhưng bây giờ ép hắn phải thỏa hiệp, hắn căn bản không cam lòng. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, thế là làm cho hắn căn bản sinh ra cảm giác khó thể lựa chọn. Hắn quay lại phòng làm việc của mình, hắn lật qua lật lại văn kiện trong tay, trong lòng lại nghĩ đến những gì mình bàn bạc với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường nói cũng đúng, Thích Phúc Lai căn bản có trách nhiệm trong sự việc, nhưng nó có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như mình tôn trọng ý kiến của đại đa số mọi người trong sự kiện này, như vậy sẽ có lợi cho phương diện giữ gìn sự yên ổn và đoàn kết. Vương Tử Quân rụi tàn thuốc trong tay, hắn tự an ủi mình, nhưng tâm tư của hắn vẫn có chút không thoải mái. Vụ hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ được xử lý rất nhanh, không những nhanh chóng tiến hành cảnh cáo và xử phạt những người có trách nhiệm tương quan, còn tích cực hỗ trợ cuộc sống của những người bị hại, tất cả giống như đang được tiến hành cực kỳ bình thường. Trưởng phòng, vừa rồi văn phòng thường ủy gọi điện thoại đến, thông báo tuần này sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, đây là đề tài thảo luận của hội nghị. Dù Giang Vĩ biết hai ngày qua tâm tình của Vương Tử Quân không được tốt, thế cho nên khi làm việc và nói chuyện đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện Du Giang Vĩ đưa đến, sau khi nhìn qua vài lượt thì thấy hội nghị thường ủy lần này ngoài phương diện thảo luận vài đề tài trên cơ bản đã đạt thành mục đích, còn có ý kiến xử lý vụ hỏa hoạn ngày 12 tháng 7 ở thành phố Lâm Hồ. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đặt văn kiện sang một bên. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó ngậm miệng lại. Nhưng động tác há miệng của hắn cũng không gạt được Vương Tử Quân. Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ không hỏi, nhưng lúc này hắn đang phiền muộn, thế là trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ, có gì cậu cứ nói, khi nào thì cậu học được tính lề mề rồi. Trưởng phòng Vương, vừa rồi có một người tên là Lý Kiếm Tú nói muốn gặp ngài. Du Giang Vĩ vội vàng khẽ nói. Lý Kiếm Tú đến đây sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi, anh ta đang ở đâu? Ở trong phòng làm việc của tôi, thấy Vương Tử Quân biết Lý Kiếm Tú, Du Giang Vĩ không khỏi thầm thở dài một hơi. Mời anh ấy vào, không, vẫn là tôi đi qua mời anh ấy. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế salon, hắn nhanh chóng đi ra cửa. Du Giang Vĩ nhìn động tác của Vương Tử Quân, hắn có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đi theo. Khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Du Giang Vĩ, khi đó có vài người đang ngồi chờ trong phòng, trong đó có cả Lý Kiếm Tú. Nhưng những người này trò chuyện với nhau bằng nhiều biểu hiện khác biệt, chỉ có Lý Kiếm Tú cúi đầu không nói, giống như có chút do dự gì đó. Tiếng bước chân của Vương Tử Quân làm cho những người trong phòng có chút cảnh giác, khi Vương Tử Quân đi vào thì mọi người hầu như đều đứng lên. Những người cảm thấy mình đủ tư cách thì cung kính chào hỏi, chào trưởng phòng Vương. Lý Kiếm Tú tuy từng uống rượu cùng một chỗ với Vương Tử Quân, bây giờ xem như cũng biết thân phận của Vương Tử Quân, nhưng lúc này thấy uy thế của Vương Tử Quân như vậy thì căn bản là cực kỳ giật mình. Khi hắn cảm thấy mình đến đây có chút liều lĩnh, Vương Tử Quân đã nhanh chóng đi đến bên cạnh nói, Kiếm Tú anh đến sao không gọi điện thoại cho tôi? Đi thôi, chúng ta cùng nhau tâm sự. Những người khác đến gặp Vương Tử Quân không phải là trưởng phòng tổ chức các thành phố thì cũng là các nhân vật quan trọng. Lúc này bọn họ mới hiểu Vương Tử Quân tự mình đến đây là vì chào đón người kia. Thế là bọn họ thật sự chú tâm suy đoán thân phận của Lý Kiếm Tú, người kia là ai? Vì sao lại có thể làm cho trưởng phòng Vương phải tự mình đi ra nghênh đón? Trong mắt người ở Nam Giang thì Vương Tử Quân căn bản là một vị lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ có uy thế, đừng nói là bọn họ, cho dù là những người có địa vị cao cũng chưa hẳn được Vương Tử Quân đi ra nghênh đón. Trong ý thức của bọn họ thì người được chính Vương Tử Quân tự mình nghênh đón trong địa bàn tỉnh Nam Giang cũng không có vài người. Tôi không quấy rầy công tác của anh đấy chứ. Lý Kiếm Tú căn bản cảm thấy ấm áp với sự đón tiếp nhiệt tình của Vương Tử Quân, nhưng khi nhìn đám người ngồi chung quanh thì cảm thấy có chút ngại ngùng. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, giữa chúng ta có gì cần khách khí chứ? Quá khách khí cũng không xem tôi là người một nhà. Sau khi cùng Lý Kiếm Tú đi đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân tự rót trà cho Lý Kiếm Tú rồi nói, ông Lý đi về thủ đô, sao anh không đi theo? Đơn vị có chút chuyện,
đồng thời em trai của tôi chưa từng đến thủ đô, muốn có chút kiến thức, thế cho nên cho cậu ấy đi. Lý Kiếm Tú nhận ly trà trong tay Vương Tử Quân, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn vài phần. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, anh đi theo thì hay hơn, vì lúc này ông của Tiểu Bắc căn bản rất thích vui vẻ náo nhiệt. Chương 1408-2, không chí núi áp lên đỉnh đầu, có chí người rời núi. Lý Kiếm Tú chưa từng nghĩ rằng ông mà có quan hệ tốt đẹp với ông mình lại có địa vị lớn như vậy, bây giờ sự việc đang được truyền bá rộng rãi, bản thân hắn cũng được lợi trong sự kiện này. Chưa nói đến những thứ gì khác, đám lãnh đạo đơn vị ngày thường mắt cao hơn đầu đã chịu khó trò chuyện với hắn hơn nửa giờ, còn nói những lời cực kỳ có ý nghĩa. Gần đây trong đơn vị có thay đổi nhân sự, những nhân tài như hắn cần phải trổ hết tài năng, nhận thêm trọng trách. Lý Kiếm Tú biết rõ nhận thêm trọng trách có nghĩa là gì, trước kia hắn căn bản chờ đợi quá lâu với những câu nói như vậy. Nhưng lúc này khi mà mộng đẹp trở thành sự thật thì hắn lại cảm thấy có chút hương vị không tốt. Sau khi hàn huyên vài câu về chuyện nhà, Vương Tử Quân thu xếp chuyện dùng cơm. Lý Kiếm Tú nhìn Vương Tử Quân sắp xếp thư ký chuẩn bị địa điểm dùng cơm, hắn lên tiếng chặn lại, trưởng phòng Vương, tôi đến chủ yếu là muốn thỉnh giáo ngài ột chút. Cũng đừng đi dùng cơm. Tôi đến nhà và được các anh chiêu đãi món ngon rượu thơm, bây giờ anh đến chỗ tôi, sao tôi có thể để anh đói bụng quay về được? Nếu việc này rơi vào trong tai người ngoài, người ta sẽ nói tôi căn bản là không hiểu lễ. Vương Tử Quân dùng giọng đùa giỡn nói, anh yên tâm, tôi tự bỏ tiền cho bữa cơm lần này, anh cứ ăn thoải mái, có chuyện gì anh cứ nói. Chúng ta không phải là người ngoài. Lý Kiếm Tú trà sát hai tay lại với nhau, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói, trưởng phòng Vương, ngài đã biết kết quả xử lý sau vụ hỏa hoạn ở thành phố chúng tôi chưa? Vương Tử Quân nghe Lý Kiếm Tú nói đến vụ hỏa hoạn thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn mãi suy nghĩ về việc này, nhưng hắn căn bản do dự khó cho ra quyết đoán. Tôi đã nghe qua, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Lý Kiếm Tú. Lý Kiếm Tú đã nhẫn nại khá lâu. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói bằng một câu không mấy quan tâm, thế là có chút sốt ruột, không khỏi dùng giọng căm giận hỏi, vậy ngài cảm thấy xử lý như vậy là công chính sao? Vương Tử Quân căn bản hiểu những gì đã xảy ra, hắn cũng vì chuyện này mà cảm thấy cứ mãi khó chịu trong lòng. Lúc này nghe thấy Lỗ Kính Tu hỏi như vậy, hắn căn bản cảm thấy rất khó trả lời. Công chính sao? Dựa theo cách xử lý của thành phố Lâm Hồ, tất cả mọi thứ đều là sấm chớp. Người phóng hỏa bị bắt, người bày ra âm mưu phóng hỏa là Vạn Dương Hòa đã bị truy nã. Nhưng Vạn Dương Hòa đã bỏ chạy, muốn đưa người này ra công lý thì căn bản không biết đến lúc nào. Một người như Vạn Dương Hòa thì thật sự chịu hết trách nhiệm của ba nhân mạng sao? Nếu như không phải thành phố Lâm Hồ cố gắng giúp đỡ hạng mục tòa nhà Đế Hanh, không phải Thích Phúc Lai không hề quan tâm đến nguyên tắc mà giao cả hạng mục cho Vạn Dương Hòa. Không phải Thích Phúc Lai căn bản bỏ tất cả lệnh cấm và cho ra nhiều ưu đãi với Vạn Dương Hòa, rất có khả năng không xảy ra hậu quả như hôm nay. Có thể nói Thích Phúc Lai là người thao túng chủ yếu sự kiện này, điều này mới làm cho Vạn Dương Hòa to gan lớn mật gây ra vụ phóng hỏa. Bây giờ chân tướng đã quá rõ ràng, Thích Phúc Lai chỉ phải gánh chịu một đợt phê bình thôi sao? Chẳng lẽ trách nhiệm của người này chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi sao? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Lý Kiếm Tú mở miệng nói, trưởng phòng Vương, tôi muốn tìm một câu trả lời rõ ràng cho sự việc kia là khó khăn vậy sao? Lý Kiếm Tú rời đi, Vương Tử Quân không cản, trong đầu hắn là câu chất vấn của đối phương, câu chất vấn này liên tục tra tấn lương tâm của hắn. Dương Tiểu Thiên là giám đốc tòa nhà Cẩm Hồ Viên, hắn đứng trên hành lang ở lầu 19, liên tục mở miệng phân phó nhân viên phục vụ đang tới lui bên cạnh. Nhiều nhân viên phục vụ căn bản không có chút sai lầm nào cũng bị hắn nhắc nhở khiển trách. Giám đốc Dương, anh đến đây một chút. Khi Dương Tiểu Thiên đang làm khó một nhân viên phục vụ nữ vì một vết bẩn chưa được lau đi trên hành lang, Phó Thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lâm Hồ là Trần Kiến Dương khua tay nói. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng chạy đến theo lời kêu gọi của Trần Kiến Dương. Tuy Dương Tiểu Thiên có độ tuổi tương đồng với Tần Dũng Khải, thế nhưng khi đi đến trước mặt Trần Kiến Dương thì hắn dùng giọng cung kính nói, thư ký trưởng, tôi là lính của ngài, ngài gọi tôi là Kiến Dương, tôi căn bản không dám nhận. Sau này ngài nên gọi tôi bằng tên, hoặc là gọi Tiểu Dương, như vậy tôi cảm thấy tốt hơn. Dương Tiểu Thiên là người đứng đầu văn phòng khu thường trú thành phố Lâm Hồ ở Đông Hồng,
hắn dù sao cũng có cấp bậc thấp hơn Trần Kiến Dương, nhưng lần này bí thư thích đưa phó thư ký trưởng Trần Kiến Dương đến đây mà không đưa theo thư ký trưởng, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên sinh ra có chút vấn đề. Gió thổi lên sẽ làm rung động cành lá, trong thể chế hầu như mọi người đều cực kỳ chú ý, những người nào làm tốt công tác với những kẻ sắp thăng quan tiến chức, sau này căn bản sẽ dễ dàng nối liền tình cảm hơn. Trần Kiến Dương căn bản rất thoải mái với chút tâm tư của Dương Tiểu Thiên, hắn vỗ vỗ vai của Dương Tiểu Thiên rồi nói, giám đốc Dương quá khách khí rồi, tôi cũng không phải là người ngoài, cũng không cần nói như vậy. Có cột sẽ có người tình nguyện bò lên, Dương Tiểu Thiên chính là người như vậy. Hắn nghe thấy thư ký trưởng Trần Kiến Dương nói như vậy thì cười nói, thư ký trưởng, tối nay nếu không có sắp xếp gì, tôi mong có thể được uống vài ly với ngài, chỗ này của tôi vừa vặn có được hai chai rượu lâu năm. Trần Kiến Dương có rượu ngon, đây là điều mà cả thành phố Lâm Hồ đều biết. Hắn thích rượu cũng không giống với người mê rượu, hắn chỉ thích uống rượu ngon mà thôi, vì vậy sau khi Dương Tiểu Thiên lên tiếng thì Trần Kiến Dương cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc uống rượu, Trần Kiến Dương biết việc quan trọng của mình là gì, hắn nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên rồi cười nói, giám đốc Dương, sau này hãy nói đến chuyện uống rượu, lần này tôi đến, bí thư Phúc Lai muốn tôi chứng thực xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi. Dương Tiểu Thiên nghe thấy Trần Kiến Dương nói đến Thích Phúc Lai thì vứt bỏ ý nghĩ nhỏ nhặt của mình. Thích Phúc Lai có uy thế rất lớn ở Lâm Hồ, người bình thường chỉ cần nghe nói đến bí thư Thích là cảm thấy có chuyện lớn. Thư ký trưởng cứ yên tâm, chúng tôi đều chuẩn bị những món đỉnh cấp của khách sạn để phục vụ cho lãnh đạo. À, vậy cũng tốt. Đúng rồi, bí thư Phúc Lai yêu cầu nấu các món ăn thành phố Lâm Hồ, đồng thời cũng không nên qua loa món cá mà chủ tịch Kim thích ăn. Trần Kiến Dương căn bản rất hài lòng với câu trả lời của Dương Tiểu Thiên, hắn cũng không quên nói ra lời căn dặn của bí thư Thích Phúc Lai. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, lần này tôi mời đến những đầu bếp đỉnh cấp của Hoàng Ngọc Lâu. Nhất định sẽ không có chút vấn đề. Dương Tiểu Thiên căn bản không cần người dặn dò ở phương diện này, hắn đã sớm chuẩn bị hoàn thiện. Chương 1409, một sao trên trời, mắt trên đỉnh đầu. Dương Tiểu Thiên nở nụ cười vui vẻ, Trần Kiến Dương cũng nở nụ cười. Năng lực công tác của Dương Tiểu Thiên rất rõ ràng, người này nếu như không phải làm quá tốt công tác, căn bản không được điều động lên vị trí hiện tại. Đúng lúc này cửa đóng được mở ra, bí thư thị ủy Lâm Hồ là Thích Phúc Lai cất bước đi ra, hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng đi về phía thang máy. Trần Kiến Dương thấy Thích Phúc Lai đi ra thì không còn tâm tư trò chuyện với Dương Tiểu Thiên, hắn nhanh chóng tiến lên vài bước đi sau lưng Thích Phúc Lai, giữ vững một khoảng cách nhất định. Kiến Dương, lát nữa Chủ tịch Kim đến, anh nên kính Chủ tịch Kim hai ly. Thích Phúc Lai vừa đi về phía trước vừa dặn dò Trần Kiến Dương. Tôi đã nhớ kỹ rồi, bí thư Thích. Trần Kiến Dương cung kính đáp lời, lúc này vẻ mặt hắn rất bình thản, thế nhưng lại thầm vui mừng. Lần này hắn cùng đi với Thích Phúc Lai đến Nam Giang, hắn biết ý nghĩa của nó là không tầm thường, một cơ hội như vậy có thể làm cho hắn cực kỳ hãnh diện. Tất nhiên hắn càng thêm xác định lời dặn dò của bí thư Thích Phúc Lai. Trần Kiến Dương là cán bộ mà Kim Hành Thuấn đẩy lên vào năm xưa, mặc dù hắn không bị cho ra rìa ở thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng cũng không được bí thư Thích Phúc Lai trọng dụng. Đây là nỗi khổ riêng nhiều năm qua của hắn. Năm xưa khi mà Kim Hành Thuấn làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ thì hắn đã là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, nhưng vài năm qua đi, hắn chỉ có thể tiến lên xếp trước vị trí của vài người khác một chút, căn bản không có gì khác biệt quá lớn. Thậm chí sau vài năm thì hắn sinh ra cảm giác mình là mặt trời xế chiều. Nhưng lúc này Thích Phúc Lai lại kéo Trần Kiến Dương đến thành phố Đông Hồng. Còn phải tỏ thái độ với Chủ tịch Kim, điều này là rất quan trọng, xem ra hắn sắp được lãnh đạo ủy thác trách nhiệm mới trong thị ủy. Trần Kiến Dương đi theo Thích Phúc Lai trên hành lang trải thảm dày cộp, ánh mắt hắn rơi lên đỉnh đầu không còn mấy sợi tóc của Thích Phúc Lai. Tuy bước tiến của Thích Phúc Lai là quá vững vàng, thế nhưng đỉnh đầu lại bóng loáng, xem ra vài ngày qua áp lực của bí thư Thích là không nhỏ. Sự kiện hỏa hoạn ở khu dân cư thành phố Lâm Hồ không những làm cho một người làm chủ dự án như Vạn Dương Hòa phải bỏ chạy, còn làm cho Thích Phúc Lai rơi vào nguy cơ rất lớn. Trần Kiến Dương cẩn thận nghĩ lại và cảm thấy đồng tình với Thích Phúc Lai, nói chung quan viên nào cũng phải đối mặt với phương diện quyền lợi và trách nhiệm, tất nhiên cũng không ai muốn đối mặt với tình huống phải chịu trách nhiệm. Anh nói xem sự kiện Vạn Dương Hòa phóng hỏa lại không chọn thời gian cho tốt.
vừa vặn lúc Vương Tử Quân đến thành phố Lâm Hồ, đây không phải là tự thắt cổ mình, tự tìm phiền phức cho mình sao? Bây giờ thì tốt, Vạn Dương Hòa bỏ chạy, Thích Phúc Lai cũng không thể chịu nổi. Mặc dù Trần Kiến Dương cảm thấy Thích Phúc Lai sẽ không dễ dàng thoải mái vượt qua kiểm tra, và bản thân của bí thư Thích Phúc Lai cũng cảm nhận được điều này, nếu không sẽ chẳng kéo mình đến dùng cơm với Chủ tịch Kim Hành Thuấn. Khi Trần Kiến Dương đang liên tục suy nghĩ, lúc này cửa thang máy chợt mở ra, Kim Hành Thuấn và thư ký đi ra ngoài. Khi Kim Hành Thuấn tiến lên, Thích Phúc Lai nhanh chóng đón chào, chào lão lãnh đạo, tôi đang định đi ra đón ngài, không ngờ gần đây ngài thương cảm cấp dưới, căn bản không cho tôi cơ hội như vậy. Năm xưa Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn là đối thủ cạnh tranh của nhau, cũng vì năm xưa cạnh tranh với nhau mà khi Kim Hành Thuấn rời khỏi thành phố Lâm Hồ thì con đường làm quan của Trần Kiến Dương càng thêm khó khăn. Lúc này hai người bọn họ vừa gặp mặt thì Thích Phúc Lai đã gọi Kim Hành Thuấn là lão lãnh đạo, cực kỳ thân mật, giống như đã quen miệng như vậy rồi. Kim Hành Thuấn bắt tay Thích Phúc Lai, hắn cười nói, bí thư Phúc Lai, anh cũng đừng dùng ba chữ lão lãnh đạo để chụp mũ tôi, nếu anh thành tâm thì uống thêm vài ly là được. Ha ha, lão lãnh đạo căn bản là quá hiểu về tôi, hôm nay chúng ta nhất định cùng uống hai ly. Thích Phúc Lai nói rồi đưa tay ra mời Kim Hành Thuấn đi đầu, chính hắn chủ động lui về phía sau nửa bước. Trần Kiến Dương tuy rất muốn chào hỏi lão lãnh đạo của mình, thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại, hắn không nên quá mức thân mật với Kim Hành Thuấn. Lúc này có mặt Thích Phúc Lai, nếu như hắn biểu hiện quá mức, như vậy sẽ làm cho bí thư Thích Phúc Lai không thoải mái. Vì vậy khi mà Kim Hành Thuấn đưa mắt nhìn sang thì hắn khẽ cười một cái, cố gắng ẩn giấu câu hỏi ân cần cung kính vào trong nụ cười và ánh mắt của mình. Một gian phòng lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng, sau khi Kim Hành Thuấn ngồi xuống thì những người khác cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị tốt, những món ăn được dâng lên bàn giống như hồ điệp xuyên hoa. Chủ tịch Kim, đã lâu không được mời lão lãnh đạo vài ly, hôm nay mời anh một ly, chúc anh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Cũng mong sao sau này Chủ tịch Kim có thời gian rảnh thì đến Lâm Hồ, căn bản cho ra nhiều lời phê bình hơn với công tác của chúng tôi. Thích Phúc Lai là người làm chủ, hắn nâng ly lên đầu tiên, cũng không quên mỉm cười tủm tỉm nói với Kim Hành Thuấn. Kim Hành Thuấn căn bản rất hưởng thụ câu nói cung kính của Thích Phúc Lai, hắn nâng ly lên cùng với Thích Phúc Lai, sau đó nói với những người chung quanh, hôm nay ly rượu đầu tiên là mọi người cùng uống với nhau. Vì tâm tình của hai vị lãnh đạo là khá tốt nên bữa cơm được tiến hành khá vui vẻ. Trần Kiến Dương là phó thư ký trưởng theo Thích Phúc Lai đến đây. Trong lòng hắn như có một tảng đá lớn. Khi thấy hai vị lãnh đạo tỏ ra cực kỳ hào hứng, hắn thầm cầu nguyện, chỉ mong chuyện của mình được sắp xếp thỏa đáng. Khi Trần Kiến Dương đang cẩn thận ngồi yên trên ghế, Thích Phúc Lai chợt nhìn về phía hắn nói, Kiến Dương, sao anh không chúc Chủ tịch Kim một ly? Nói thật, những năm qua Kiến Dương đã giải cho tôi nhiều ưu phiền, đã làm được nhiều công tác tốt. Mượn cơ hội lần này tôi xin cảm ơn lão lãnh đạo đã để lại cho thành phố Lâm Hồ một người có khả năng như đồng chí Kiến Dương. Kim Hành Thuấn cười cười, Thích Phúc Lai cũng đang cười, ngay cả Trần Kiến Dương cũng cười vui vẻ. Tuy vài năm qua Trần Kiến Dương chỉ là người ăn không ngồi chờ ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng lúc này tất cả oán hận được xóa bỏ bằng một câu nói của Thích Phúc Lai. Dựa theo thân phận của Thích Phúc Lai thì căn bản là thấy thời thế rõ ràng, vào trường hợp này cũng phải hơi cúi người. Chính mình cần gì gây khó dễ với người ta. Trần Kiến Dương nâng ly kính rượu Chủ tịch Kim Hành Thuấn, tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ chuyện của mình xem như đã được quyết định, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nói vài câu vui đùa với lãnh đạo là được. Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn cũng không phải là những người mê rượu, thế nhưng khi hai bên gặp mặt thì thường vui vẻ về nhà. Lúc này hai bên còn chưa uống hết hai chai, cả hai đã bắt đầu nhớ về chuyện cũ. Căn bản liên tục nói về những chuyện xảy ra ở thành phố Lâm Hồ. Sau khi dùng cơm xong thì hai người đi vào phòng uống trà, hai người không cho nhân viên phục vụ đi vào. Trần Kiến Dương và đám nhân viên theo sau hai vị lãnh đạo chỉ có thể đứng chờ bên ngoài mà thôi. Tuy Trần Kiến Dương không được vào nhưng có thể suy đoán được vài vấn đề. Hắn thầm suy nghĩ khá nhiều, nửa giờ sau thì cửa mở ra, hai người Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng. Hai người vừa rời đi thì những nhân viên đứng đợi sẵn cũng nhanh chóng xông đến. Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn được đưa đi đến thang máy với tình thế cực kỳ tiền hô hậu ủng.
Chương 1409, 2, sao trên trời, mắt trên đỉnh đầu. Bí thư Thích, thành phố Lâm Hồ còn chưa phát triển kinh tế quá mạnh làm cho chủ tịch căn bản có chút sốt ruột, anh nên bỏ sức ra nhiều hơn. Làm cho chủ tịch có chút thất vọng, Thích Phúc Lai nghĩ vậy mà không khỏi gật đầu nói, mong chủ tịch Kim cứ yên tâm, kinh tế của thành phố Lâm Hồ còn có chút lạc hậu nhưng tinh thần diện mạo của cán bộ và quần chúng trong thành phố là rất tốt. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ thời gian đuổi theo những người khác. Hai người trò chuyện với nhau, thang máy đã đi đến. Khi Kim Hành Thuấn tiến vào trong thang máy thì vẻ mặt của Thích Phúc Lai càng thêm dễ dàng hơn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Kiến Dương, sau đó cười híp mắt nói, tối nay uống chút rượu, tìm hai người, chúng ta đánh bài. Khuất Trấn Hưng là thư ký, công tác quan trọng nhất của hắn chính là sắp xếp và cho ra những nhắc nhở phù hợp với Bí thư Diệp Thừa Dân. Từ sau khi làm thư ký cho Bí thư Diệp Thừa Dân, hắn căn bản cực kỳ lưu ý phương diện này, thế cho nên đến bây giờ căn bản chưa từng xảy ra vấn đề. Khuất Trấn Hưng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn sửa chữa một bản thảo mà Bí thư Diệp sắp dùng. Hắn chỉ sợ nếu mình không cẩn thận chú ý, chỉ sợ thời gian sẽ lặng lẽ bỏ trốn đi mất. 5 phút trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ, Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đứng lên. Hắn đoán chừng bây giờ các vị thường ủy tỉnh ủy đã đi vào phòng họp, Bí thư Diệp nên chuẩn bị sẵn, sẽ không xuất hiện sai lầm ở phương diện thời gian. Khuất Trấn Hưng gõ cửa đi vào phòng, Bí thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện, khi thấy hắn đi đến thì cười nói, đến giờ họp rồi sao? Vâng, Bí thư, đã đến giờ rồi. Diệp Thừa Dân đứng lên đưa tay chống eo. Sau đó trầm giọng nói, đi thôi, cũng đừng cho các đồng chí chờ quá lâu. Khuất Trấn Hưng cầm theo ly nước của Diệp Thừa Dân, hắn cúi đầu đi theo sau lưng lãnh đạo. Lúc này trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, tuy lúc này Diệp Thừa Dân căn bản không khác gì dĩ vãng, thế nhưng hắn là một thư ký chuyên trách đi theo lãnh đạo lâu năm, mỗi khi lãnh đạo có bất kỳ vấn đề gì thì hắn đều cảm nhận được. Bây giờ Diệp Thừa Dân có chút hưng phấn. Khuất Trấn Hưng có thể căn cứ vào tiến độ vung tay của lãnh đạo khi đi lại để cho ra kết luận này. Diệp Thừa Dân đôi khi không chịu biểu hiện cảm xúc ra gương mặt, thế nhưng cẩn thận quan sát vẫn cho ra nhiều vấn đề. Ví dụ như khi bí thư vui vẻ thì đi lại thường nhanh hơn, khi mất vui thì sẽ đi chậm hơn vài phần. Tất nhiên đây là bí mật, cũng chỉ có những người làm thư ký cho Diệp Thừa Dân thời gian dài mới phát hiện ra được. Người bình thường căn bản sẽ không thể căn cứ vào phương diện này để xác định bí thư đang vui hay buồn bực. Tâm tình của bí thư Diệp là rất tốt, những ngày qua lão tự mình trao đổi với Trử Vận Phong. Khi đó Khuất Trấn Hưng chỉ rót nước xong rồi đi ra, thế nhưng căn bản lại đoán được nội dung trò chuyện của hai người. Lúc này ngoài cửa phòng họp thường ủy tỉnh ủy có không ít nhân viên công tác của văn phòng thường ủy, khi Diệp Thừa Dân đi đến thì mọi người không khỏi đứng thẳng người. Khuất Trấn Hưng đi theo sau lưng Diệp Thừa Dân, mỗi lần thấy tình cảnh này thì không khỏi thầm buồn cười. Không phải tất cả thư ký đều có một câu miêu tả cực kỳ chân thực là cáo mượn oai hùm sao? Chỉ sợ có rất nhiều người muốn được làm cáo mượn oai hùm như vậy. Khuất Trấn Hưng thầm nghĩ như vậy, hắn cùng bí thư Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng họp. Hắn là thư ký của Diệp Thừa Dân, dựa theo quy định thì hắn không có quyền lợi tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Nhưng hắn là một thành viên của đám nhân viên công tác, hắn có thể tìm một vị trí hẻo lánh để dự thính. Đối với đám người trong quan trường, dự thính hội nghị thường ủy tỉnh ủy cũng là một quyền lợi và đãi ngộ lớn. Khi Diệp Thừa Dân ngồi xuống thì Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đưa mắt đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện ngoài vị trí của trưởng phòng tuyên truyền còn trống vì đi đến thủ đô tham gia họp, những người còn lại đều ngồi trên vị trí của mình. Các đồng chí, bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Nội dung của hội nghị hôm nay chính là Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng có lực lên tiếng, âm thanh vang vào trong tai Khuất Trấn Hưng. Hắn căn bản là người biết rõ phong cách của lãnh đạo của mình khi tham gia hội nghị thường ủy. Hội nghị thường ủy lần này có khá nhiều đề tài thảo luận, Khuất Trấn Hưng đều nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa còn quan sát các phản ánh của các vị thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy hội nghị thường ủy hôm nay là cực kỳ tốt đẹp. Ánh mắt của Khuất Trấn Hưng không tự chủ được phải chuyển lên mặt Vương Tử Quân, người kia có độ tuổi tương đương với hắn không khỏi cảm thấy bội phục và có chút ghen ghét. Mặc dù hắn là thư ký của bí thư tỉnh ủy và là người coi như hào quang bùng sáng ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng hắn có được cảnh tượng như hôm nay đều nhờ vào lãnh đạo của mình.
Nhưng Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với Khuất Chấn Hưng lại là một ngôi sao đầy ánh sáng, là thái mắt trên mặt người. Khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi ở Nam Giang, thậm chí có người xếp vị trí của người này sau Trử Vận Phong. Vương Tử Quân bây giờ đang nghĩ gì? Khuất Chấn Hưng nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi lèo lái hướng suy nghĩ của mình. Lúc này không phải Vương Tử Quân đang cực kỳ thoải mái sao? Dù sao thì Vương Tử Quân cũng một tay thúc đẩy sự việc ở thành phố Lâm Hồ, lúc này Trử Vận Phong và Diệp Thừa Dân đã đạt thành nhất trí, như vậy vị trí của Vương Tử Quân lại có chút xấu hổ. Khuất Chấn Hưng mở tài liệu trong tay ra xem, hắn lật đến trang ghi rõ kết quả xử lý sự kiện hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ. Đề tài ngay sau đó chính là vụ hỏa hoạn này, cũng không biết trưởng phòng Vương có ý kiến gì với phương diện xử lý vụ việc này. Cũng có thể là Vương Tử Quân không nói gì chứ. Trong lòng thầm suy đoán như vậy, Khuất Chấn Hưng không khỏi nhìn sang Chủ tịch Trử Vận Phong. Hắn căn bản cực kỳ chú ý đối với vị chủ tịch cường thế này, dù sao thì trạng thái của người này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phương diện vui buồn của lãnh đạo mình, điều này làm hắn không thể không chú ý. Trử Vận Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, nhưng lúc này Khuất Chấn Hưng lại cảm thấy tâm tình của Chủ tịch Trử cũng không kém như biểu hiện trên mặt, thậm chí hắn còn nghĩ rằng tâm tình của Trử Vận Phong bây giờ là khá tốt. Khuất Chấn Hưng nhìn qua người Trử Vận Phong rồi lại chuyển sang người phó bí thư Đậu Minh Đường. Trước khi tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì người này từng là bí thư thị ủy Đông Hồng, bí thư Đậu đang ngồi nghiêm chỉnh bên phía tay phải của Diệp Thừa Dân, cây bút trong tay liên tục bị xoay qua lại. Khi Khuất Chấn Hưng thu hồi ánh mắt của mình, lúc này đề tài thảo luận của hội nghị chính là đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tỉnh ủy đã cho ra quyết định. Lúc này hội nghị thường ủy cho ra vài lời đề nghị với công tác vệ sinh môi trường, cũng căn bản có vài lời bổ sung. Các đồng chí, đề tài thảo luận tiếp theo tương đối trầm trọng. Mọi người đã biết cả rồi, vài ngày trước thành phố Lâm Hồ có xảy ra một vụ hỏa hoạn, bài học đau đớn và rất khắc sâu. Vụ hỏa hoạn lần này không những gây tổn thất tài sản của nhân dân, còn lấy đi tính mạng của ba người. Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm thấp nói, giọng điệu vang vọng. Lời nói có vài phần bi thương. Vì gương mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ nghiêm túc mà đám thường ủy tỉnh ủy bên trong phòng họp càng thêm nghiêm túc, nhưng ánh mắt của ai cũng rơi lên người Diệp Thừa Dân. Chương 1410, Kiếm Sắc. Điều duy nhất chúng tôi cảm thấy vui mừng chính là thành phố Lâm Hồ làm rất tốt công tác của vụ hỏa hoạn lần này, biện pháp khắc cứng, kịp thời, căn bản là có thành tích rõ ràng. Trước mắt những kẻ khả nghi phóng hỏa đã bị bắt, ngoài Vạn Dương Hòa còn đang trốn bên ngoài, tất cả những người còn lại đã bị bắt về quy án. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì tiếp tục, thành phố Lâm Hồ dù làm nhiều công tác nhưng tai nạn vẫn là tai nạn, tổn thất của nó là khó thể vãn hồi. Vì vậy tôi đề nghị tiến hành xử phạt cảnh cáo với lãnh đạo phụ trách thành phố Lâm Hồ, coi như làm gương cho các nơi khác. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão lên tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi bình thường nếu không liên quan đến ích lợi bản thân, căn bản sẽ có rất ít người phản đối ý kiến của lão. Hơn nữa chuyện này phát sinh ở thành phố Lâm Hồ, nơi đây là địa phương nào? Căn bản ai cũng hiểu rõ. Phương diện xử lý vụ này thì Diệp Thừa Dân chơi trò đưa lên cao rồi khẽ hạ xuống, thái độ như vậy rõ ràng là đã liên hệ sẵn với Trử Vận Phong rồi. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã nhất trí với nhau, còn ai dám tiến lên khiêu chiến? Diệp Thừa Dân nói đến chuyện của thành phố Lâm Hồ, sau khi tỏ thái độ thì Đậu Minh Đường thở dài một hơi. Hắn đã liên hệ với Vương Tử Quân, biết rõ thái độ của Vương Tử Quân ở sự kiện này, vì vậy mà hắn rất lo lắng. Hắn sợ Vương Tử Quân sẽ làm đúng như vậy, căn bản cho ra ý kiến bất đồng ở sự kiện này. Bây giờ Diệp Thừa Dân đã tỏ thái độ, Vương Tử Quân không phải là người ngu, hắn biết chuyện đến lúc này đã là không thể làm, nhưng nếu không thể làm mà anh vẫn đưa đầu đến. Chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Khi Diệp Thừa Dân lên tiếng thì Đậu Minh Đường còn có chút lo nghĩ, mình nên giúp Vương Tử Quân hay không, nếu như hắn phải làm ra lựa chọn, căn bản là quá khó khăn. Lúc này thì tốt Đậu Minh Đường cũng không bị làm khó nữa. Hắn cảm thấy vui mừng, sau đó nhìn lên gương mặt lỗ kính tu cách đó không xa. Tuy lúc này gương mặt lỗ kính tu rất nghiêm túc, thế nhưng Đậu Minh Đường cũng cảm thấy đồng bạn của mình giống như đang chút được gánh nặng. Các đồng chí có ý kiến gì với chuyện này, mọi người đều có thể nói ra. Diệp Thừa Dân đưa mắt nhìn đám thường ủy tỉnh ủy chung quanh rồi hỏi theo đúng trình tự. Bí thư Diệp,
lần này thành phố Lâm Hồ xảy ra hỏa hoạn, tôi cảm thấy thị ủy Lâm Hồ cần phải chịu trách nhiệm, đề nghị phê bình là cực kỳ kịp thời. Thư ký trưởng Đào Nhất Hành cười cười tiếp đón chủ đề của Diệp Thừa Dân. Kim Hành Thuấn đặt cây bút trong tay xuống rồi nói, tôi đồng ý tiến hành cảnh cáo thị ủy Lâm Hồ, lúc này thành phố Lâm Hồ nên đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự trị an, tránh phát sinh những sự kiện như thế này. Khi Kim Hành Thuấn nói xong thì giống như tất cả mọi việc đã kết thúc, Đào Nhất Hành và Kim Hành Thuấn có thể nói là hai người đại biểu cho Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, hơn nữa vừa rồi Diệp Thừa Dân đã lên tiếng. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe Kim Hành Thuấn và Đào Nhất Hành lên tiếng, hắn trầm ngâm giây lát, đặt bút trong tay xuống, hai dòng ý nghĩ xung đột trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng Vương Tử Quân trầm giọng nói, Bí Thư Diệp, tôi căn bản không đồng ý với ý kiến này. Tôi không đồng ý, lời này của Vương Tử Quân giống như đặt xuống một khối thuốc nổ, làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như giác ngộ tuyên truyền, hơn nữa đây là thái độ của một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn vốn là người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, hơn nữa bây giờ hắn có địa vị đặc thù ở Nam Giang. Lúc này hắn đặt ra nghi vấn về sự nhất trí của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, hành động như vậy căn bản hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Lúc này ngay cả những nhân viên làm công tác ghi chép cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đưa mắt nhìn vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi, cũng muốn xem lãnh đạo đề xuất ý kiến bất đồng như thế nào. Diệp Thừa Dân khẽ híp mắt, từ bản thân thì lão căn bản nghĩ rằng mình là người khoáng đạt, cũng không phải không chịu nghe ý kiến bất đồng, thế nhưng anh phải nói sao cho uyển chuyển dễ nghe. Ngược lại, Vương Tử Quân nói ra một câu cũng không phải làm cho lão khó xuống đài, còn làm cho lão khó thể nào có bậc thang bên dưới mà rút chân. Vương Tử Quân thúc đẩy điều tra vụ này, Diệp Thừa Dân hiểu rất rõ. Lão thấy chuyện này trên cơ bản đã điều tra rõ ràng, người nên bị trừng phạt đều bị nhận trừng phạt, còn những chuyện khác cũng không nên nắm chặt không tha. Vì làm tốt công tác ổn định đại cục và đoàn kết ở Nam Giang, lão không thể tính toán quá chi ly, nhượng bộ một chút cũng là phù hợp. Thật ra trước khi đề xuất thảo luận thì Diệp Thừa Dân đã nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân sẽ lên tiếng phản đối, thế cho nên lão là người đầu tiên lên tiếng. Lão muốn dùng phương thức này để thức tỉnh Vương Tử Quân, chuyện này nên bỏ qua đừng tính toán quá chi ly. Sau đó Đào Nhất Hành và Kim Hành Thuấn cũng lên tiếng, làm cho Diệp Thừa Dân nghĩ rằng đại cục đã định, không ngờ người luôn ra tay không theo thường quy kia lại tiếp tục nã pháo. Diệp Thừa Dân nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, trong lòng có chút căm tức. Nhưng dù lão có không thoải mái thế nào thì cũng khó thể chặn miệng Vương Tử Quân. Vì vậy sau khi trấn định tâm tình, lão nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân rồi thản nhiên hỏi, trưởng phòng Vương, anh cứ nói ra ý kiến của mình đi. Nếu như nói trước khi chưa cho ra quyết đoán thì Vương Tử Quân căn bản còn khá do dự, nhưng bây giờ hắn đã không còn tiếc cái giá nào. Hắn cũng không quản mọi người nhìn mình thế nào mà trầm giọng nói, tôi đồng ý xử phạt cảnh cáo thị ủy Lâm Hồ, nhưng ngoài cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ, còn phải dựa theo chế độ truy cứu trách nhiệm để nghiêm túc xử lý những người tương quan. Vương Tử Quân nói đến đây thì ho khan một tiếng, sau đó nhìn những vị thường ủy chung quanh rồi nói, tôi tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn lần này, nó liên quan đến tính mạng tài sản của vài trăm hộ dân, lại có 3 người thiệt mạng, tất cả đều là vì có người cố ý phóng hỏa. Giọng nói của Vương Tử Quân rất trầm thấp, nhưng những lời như vậy lại làm cho người ta nghĩ đến một tình huống mưa to gió lớn. Người có trách nhiệm chủ yếu của vụ việc này chính là Vạn Dương Hòa, người này bày mưu gây hỏa hoạn, anh ta sở dĩ làm như vậy chính là muốn cho nhân dân phải bỏ nhà chạy đi, thuận lợi cho di rời giải tỏa, để thuận lợi xây dựng tòa nhà đế hanh, đạt được lợi nhuận lớn. Vạn Dương Hòa không phải là người ngu, hắn biết rõ hậu quả của hỏa hoạn là như thế nào. Vì nguyên nhân gì làm cho anh ta không kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì chút ích lợi như vậy sao? Vương Tử Quân nói đến đây thì gương mặt có vài phần kích động, hắn nện văn kiện lên mặt bàn, không phải còn có lợi ích, còn có sự phóng túng của các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ. Đây là những gì tôi tìm hiểu được từ thành phố Lâm Hồ, khi đó thành phố Lâm Hồ cho ra quy định bật đèn xanh để xây dựng tòa nhà đế hanh, Vạn Dương Hòa vì bức bách nhân dân di rời mà dùng rất nhiều thủ đoạn. Trong đó chủ yếu là thủ đoạn hạ lưu. Thành phố Lâm Hồ mắt nhắm mắt mở với thủ đoạn của Vạn Dương Hòa, vì vậy Vạn Dương Hòa mới cho ra hành động không xem nhân mạng ra gì như vậy. Nếu như chỉ cho cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ một xử phạt cảnh cáo,
tôi sợ sẽ có nhiều người nhìn vào và càng thêm lớn gan, sẽ lấy thân thử nghiệm, hậu quả như vậy là cực kỳ đáng sợ. Vì vậy tôi đề nghị nên dựa theo quy chế truy cứu trách nhiệm, tiến hành miễn đi chức vụ hiện tại của người có trách nhiệm chủ yếu nhất trong sự kiện này là Bí thư Thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai. Một đề nghị như vậy của Vương Tử Quân làm cho bầu không khí phòng họp thường ủy tỉnh ủy cực kỳ yên tĩnh. Lâm Hồ là thành phố đứng hàng thứ ba trong tỉnh, vì là nơi xuất thân của Chủ tịch Trử Vận Phong nên căn bản có vị trí cực kỳ đặc thù trong bản đồ chính trị của tỉnh Nam Giang. Bây giờ Thích Phúc Lai là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng có một số việc mà lực ảnh hưởng còn vượt qua cả phó chủ tịch tỉnh. Không ít người nhìn vào và cảm thấy trách nhiệm của hắn ở vụ hỏa hoạn này là khó cứu chữa, vì trách nhiệm của lãnh đạo đứng đầu địa phương là rất lớn, thế nhưng không ai dám miễn chức người này. Bây giờ Vương Tử Quân đứng trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy công khai đưa ra một yêu cầu rung động như vậy. Phòng họp im lặng trong thời gian một phút đồng hồ. Ngay cả Diệp Thừa Dân cũng bị những lời nói của Vương Tử Quân làm cho ngây cả người. Lão không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra quyết đoán lớn như vậy, trực tiếp cho ra đề nghị miễn chức Thích Phúc Lai. Miễn đi chức vụ của một vị bí thư thị ủy, không phải di rời mà là miễn chức, có thể nói đó chưa là tiền lệ với thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân nói xong ý kiến thì ngồi xuống vị trí của mình, hắn bình tĩnh tiếp nhận những lời nói của người khác. Thích Phúc Lai là cán bộ thuộc dòng chính của Trử Vận Phong, sau khi tiêu hóa hết lời nói của Vương Tử Quân, không ít ánh mắt nhìn về phía Trử Vận Phong. Dù sao bây giờ người có thể tiến lên ma sát ra lửa với Vương Tử Quân cũng chỉ còn Chủ tịch tỉnh Trử Vận Phong mà thôi. Gương mặt Trử Vận Phong biến thành màu đen, tuy lão cảm thấy Thích Phúc Lai nhất định phải gánh chịu trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ miễn chức của người này. Nhưng lời nói của Vương Tử Quân giống như sấm sét ập xuống, làm cho lão cảm thấy choáng váng. Khụ khụ, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy yêu cầu của anh quá nghiêm khắc. Trách nhiệm của Bí thư Phúc Lai căn bản là khó thể hoài nghi, thế nhưng tôi cảm thấy nếu miễn chức đồng chí như vậy, căn bản sẽ làm cho lòng người băng giá. Lý Thự Uyên khẽ ho một tiếng rồi cho ra ý kiến của mình. Chương 1411 một gió mạnh buồn căng thuyền đi xa. Mực đậm màu đen phổ thơ ca. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lý Thừa Uyên, hắn không lên tiếng. Lý Thừa Uyên tự cho rằng mình đã át đi sáng vẻ kiêu ngạo của Vương Tử Quân, thế nên giọng nói càng thêm trầm ổn, chúng ta nên căn cứ vào nguyên tắc trị bệnh cứu người với các đồng chí phạm sai lầm, không phải đánh một gậy chết tươi. Nếu như không phân biệt tốt xấu mà miễn chức tất cả, không phải làm tổn thương tính tích cực của các đồng chí sao? Tôi nhắc nhở mọi người đừng quên. Chúng ta sử dụng cán bộ phải cho bọn họ cơ hội, cho người có khả năng đi ra sân khấu, cho người có năng lực được ca ngợi, dùng người không nên cố gắng bày ra nguy cơ. Tôi cho rằng mỗi một cán bộ đảng viên đứng giữa hai phương diện thành tích cá nhân và lợi ích quần chúng cần duy trì một xuất phát điểm, lợi ích của quần chúng là không nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời. Mỗi khi tỏ thái độ, mỗi khi cho ra quyết sách thì nên có chút lo lắng, cẩn thận, chỉ như vậy mới có thể một lòng vì công tác. Chấp chính vì dân. Vương Tử Quân chờ Lý Thự Uyên nói xong thì dùng giọng có khí phách nói, nếu như phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cần phải hạ quyết tâm để nghiêm trị. Để cho trái tim bọn họ băng giá còn hơn mất đi lực tin vào xử lý công, làm cho trái tim nhân dân băng giá. Hơn nữa tôi cho rằng đó là yêu cầu cao độ, mỗi một cán bộ đảng viên cần treo lên đầu mình một thanh kiếm, hơn nữa nó phải sắc bén làm cho người ta e sợ. Nhìn từ góc độ biện chứng, đây cũng không phải làm cho trái tim mọi người băng giá, mà là bảo vệ và nhắc nhở với cán bộ đảng viên, ngăn ngừa bọn họ rơi vào vực sâu không thể tha thứ. Lý Thừa Uyên muốn mở miệng phản bác nhưng Vương Tử Quân nói mỗi một câu giống như làm cho hắn không thể nào cho ra bất kỳ ý kiến gì trái ngược được. Lúc này những vị thường ủy tỉnh ủy khác ngồi trên vị trí của mình chỉ có thể đưa mắt nhìn lẫn nhau, không ai lên tiếng. Diệp Thừa Dân nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Cảm thấy mình bây giờ có hai lựa chọn cực kỳ khó khăn, một là một đao chém đứt tất cả dây rối, không nói hai lời mà trực tiếp áp chế đề nghị của Vương Tử Quân, hoặc là mình nên đặt chuyện này xuống. Nếu như mình áp chế sự việc, như vậy trách nhiệm chủ yếu sẽ rơi lên đầu mình, nếu như không vung đao chặt đứt, chuyện xấu đang còn khá nhiều ở phía sau. Diệp Thừa Dân có chút do dự, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Diệp Thừa Dân đang ngồi bên cạnh. Trử Vận Phong là lão lãnh đạo của Thích Phúc Lai, lúc này người nên lên tiếng phải là Trử Vận Phong. Chỉ cần Trử Vận Phong cho ra ý kiến,
chính mình nên nói vài lời biết thời biết thế là được. Chủ tịch Trử, anh có ý kiến gì với lời đề nghị của trưởng phòng Vương hay không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi chuyển rời chủ đề lên người Trử Vận Phong. Lúc này đầu óc Trử Vận Phong đang xoay chuyển như biển động, lão không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức độ này. Thích Phúc Lai đáng bị trừng phạt, thế nhưng như vậy là quá nặng. Thích Phúc Lai là cán bộ do một tay Trử Vận Phong đề bạt, lão căn bản có cảm tình với thủ hạ của mình. Hơn nữa những năm qua Thích Phúc Lai luôn làm theo mệnh lệnh của lão, chỉ cần lão ho khan một tiếng thì Thích Phúc Lai sẽ cho rằng Nam Giang có động tĩnh lớn. Hơn nữa đánh giá khách quan thì Thích Phúc Lai đã làm nên không ít chuyện, cũng xem như là người đắc lực và có khả năng của Trử Vận Phong. Nhưng bây giờ một người có khả năng như vậy đang bị Vương Tử Quân chụp mũ rất nặng. Điều này không khỏi làm cho Trử Vận Phong phẫn nộ, nhưng dù phẫn nộ thì lão vẫn cảm thấy những lời nói của Vương Tử Quân là rất có lý. Vạn Dương Hòa vì sao cả gan làm loạn? Không phải vì Thích Phúc Lai đã quá phóng túng buông thả để đối phương thích làm gì thì làm sao? Mặc dù lão không nhìn kỹ những tài liệu mà Vương Tử Quân đưa đến, thế nhưng lão có thể tưởng tượng được nội dung bên trong là gì. Diệp Thừa Dân nhìn về phía mình, Trử Vận Phong cảm ứng được tâm tư của Bí Thư Diệp. Lão trầm ngâm giây lát rồi hít vào một hơi nói, Thích Phúc Lai căn bản không thể trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này, nhưng nếu là miễn chức thì cơ hơi quá nghiêm trọng. Nên ngừng thì ngừng, nên thủ thì thủ, Trử Vận Phong là một người công tác hơn nửa đời. Căn bản có những nhận thức rất sâu về chính trị quan trường. Vì vậy dù sự kiện này cực kỳ rối, thế nhưng lão vẫn cho ra lựa chọn có lợi nhất cho mình, nhất định phải giữ lại Thích Phúc Lai, đây là mục đích của lão. Sau khi Trử Vận Phong mở miệng thì ánh mắt tất cả thường ủy tỉnh ủy đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ ho một tiếng, sau đó dùng giọng kiên quyết nói, chuyện này khó thể chối bỏ trách nhiệm của Thích Phúc Lai, nếu như Chủ tịch Trử cho rằng miễn chức với anh ấy là quá nghiêm trọng. Tôi cảm thấy nên đốc thúc anh ấy nhận lỗi từ chức, như vậy xem như bảo đảm một chút thể diện. Nhận lỗi từ chức, Trử Vận Phong nghe mà thiếu chút nữa tức giận đến mức lệch cả mũi, anh cho ra phương thức khác biệt nhưng kết quả không phải như nhau sao? Cũng là trăm sông đổ về một biển, kết quả vẫn là miễn chức mà thôi. Ý kiến của Vương Tử Quân làm cho mọi người thấy được sự kiên trì, tư thái quá rõ ràng, không nắm bắt Thích Phúc Lai sẽ không chịu bỏ qua. Bầu không khí trong phòng họp rất im ắng, Vương Tử Quân nói xong cũng không tiếp tục mở miệng. Đại đa số các vị thư, tỉnh ủy đều không phát biểu ý kiến, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thế cục ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào, lão căn bản khá sốt ruột giống như Trử Vận Phong. Lúc này lão rất muốn vùng đao chặt đứt mớ dây rối, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói, nếu chuyện này tạm thời không đạt thành ý kiến nhất trí. Như vậy tôi cảm thấy nên giữ lại đề nghị này, chờ đến lần sau tiếp tục thảo luận. Nửa giờ sau tất cả nội dung hội nghị đã được tiến hành xong, nhưng những thường ủy đi ra khỏi phòng họp đều có gương mặt cực kỳ nghiêm túc, đám nhân viên đi ra lại có gương mặt khá vui vẻ. Vì hội nghị thường ủy hôm nay ném ra cho mọi người một chủ đề để bàn tán, đồng thời mọi người cũng thấy được sự quyết đoán của Vương Tử Quân, ai cũng có chút khâm phục. Vương Tử Quân nắm lấy bím tóc của Thích Phúc Lai mà không buông tha, bức bách một vị bí thư thị ủy tự nhận lỗi từ chức, chuyện này chưa nói đến trong tỉnh Nam Giang, cho dù đưa mắt nhìn ra cả nước cũng chưa từng có sự việc tương tự phát sinh. Vương Tử Quân không quan tâm đến những lời nghị luận xung quanh, hắn cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Tuy lời đề nghị của hắn bị giữ lại, thế nhưng hắn biết rõ chính mình bị người ta đưa lên đầu sóng ngọn gió. Nơi đầu sóng ngọn gió thì thế nào? Chính mình chọn lựa như vậy, sẽ không bao giờ lùi bước. Chương 1411-2, gió mạnh buồn căng thuyền đi xa, mực đậm màu đen phổ thơ ca. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống ghế trong phòng thì Lỗ Kính Tu gọi điện thoại đến. Lúc này Lỗ Kính Tu cũng không khách sáo như dĩ vãng, hắn trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, anh có chút lỗ mãng ở sự kiện này rồi. Lỗ Kính Tu muốn nói gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ, đối với phương diện xử lý chuyện này. Hắn đã tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như lời đề nghị của mình sẽ mãi bị gác lại, lực ảnh hưởng của hắn trong tỉnh Nam Giang sẽ giảm xuống. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Lỗ Kính Tu ở phía bên kia, tôi đi đến bước này và căn bản không hối hận. Lỗ Kính Tu còn muốn khuyên thêm vài câu, thế nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà không nói gì thêm.
Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lỗ Kính Tu, hắn nhíu mày. Lỗ Kính Tu nói những lời này chủ yếu là vì tốt cho hắn, nhưng nó cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Từ khi đề xuất chuyện này thì Vương Tử Quân đã làm tốt công tác đón nhận thất bại, tuy truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai có thể thất bại, thế nhưng ít nhất cũng là một mở đầu cho quy chế truy cứu trách nhiệm của cán bộ về sau. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư thì Đào Nhất Hành đẩy cửa đi vào. Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành không có kết giao quá sâu, nhưng hai bên cũng không có va chạm gì, xem như có quan hệ khá tốt. Trưởng phòng Vương, ngày hôm nay lại càng làm cho tôi hoảng sợ đấy. Đào Nhất Hành ngồi xuống cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, hắn đi thẳng vào vấn đề. Vương Tử Quân vừa cho thư ký Du Giang Vĩ rót trà vừa cười nói với Đào Nhất Hành, thư ký trưởng Nhất Hành, tôi chỉ làm việc của mình mà thôi. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà hiểu rõ nhiệm vụ của mình lần này chỉ sợ không dễ hoàn thành. Thật ra trước khi đến thì hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, Vương Tử Quân không phải là người thường, người này có thể tiến lên hỏi trách nhiệm của Thích Phúc Lai trong hội nghị thường ủy, như vậy còn có cố kỵ gì khác. Có lẽ đối phương đã suy xét tất cả khả năng rồi. Đào Nhất Hành tuy cảm thấy mình không thể thuyết phục được Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không đến. Dù sao đây cũng là chuyện mà Bí Thư Diệp Thừa Dân sắp xếp cho hắn. Bí Thư sắp xếp và hắn rất muốn từ chối, thế nhưng khi nhìn gương mặt xanh lét của lãnh đạo, hắn lại phải nuốt lời xuống bụng. Trưởng phòng Vương, lúc này tỉnh Nam Giang chúng ta đang liên tục phát triển kinh tế, cán bộ các cấp đang có sĩ khí rất cao, lúc này chúng ta không thể chú trọng những chuyện nhỏ nhặt mà phải nghĩ sang toàn cục. Đào Nhất Hành nói đến đây thì lại cẩn thận bổ sung, trưởng phòng Vương từng là lãnh đạo đứng đầu địa phương diện bảo trì toàn cục đáng là sư phụ của tôi. Vương Tử Quân cười cười nói, thư ký trưởng nói rất đúng về phương diện bảo trì đại cục, người nào không mưu toàn cục sẽ không thể mưu cầu phát triển, thật sự là như vậy. Nhưng tôi cho rằng nói đại cục nên đứng ở đỉnh cao, mặc dù ban ngành tỉnh Nam Giang có nhiều ý kiến khác nhau về việc quy kết trách nhiệm của Thích Phúc Lai. Thế nhưng nếu như sự việc này được xử lý nghiêm túc, sau này sẽ cực kỳ có lợi để xúc tiến Nam Giang phát triển mạnh mẽ hơn. Vương Tử Quân nói dù không quá trực tiếp nhưng Đào Nhất Hành vẫn khắc sâu cảm nhận được nội dung bên trong. Hắn trầm tư giây lát, sau đó cười khổ nói, trưởng phòng Tử Quân, có vài phương diện tôi nên nói với ngài, đây là chút ý kiến của tôi mà thôi, anh xem có được không? Đó là chúng ta nên cho ra một phương án xử phạt Thích Phúc Lai. Còn phương diện nhận lỗi từ chức thì nên bỏ qua, anh thấy thế nào? Ý nghĩ của Đào Nhất Hành chính là ép Vương Tử Quân lùi một bước, nếu như Lý Kiếm Tú còn chưa tìm đến gặp Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ không kháng cự. Nhưng bây giờ hắn căn bản không muốn lui lại. Vương Tử Quân tình nguyện là một người phủ quyết số đông trong hội nghị thường ủy, cũng không muốn cho ra những thỏa hiệp kiểu như vậy. Hắn cảm thấy nếu để cho Thích Phúc Lai thoải mái vượt qua kiểm tra, căn bản là mình phải xin lỗi những gia đình mất đi tài sản nhà cửa vì hỏa hoạn, thậm chí là những người mất mạng oan uổng trong sự kiện này. Thư ký trưởng Nhất Hành, nên xử lý thế nào thì nên để cho hội nghị thường ủy quyết định thì hay hơn. Vương Tử Quân trầm mặc giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nói những lời này không khác gì hạ lệnh trục khách với Đào Nhất Hành, lúc này Đào Nhất Hành cũng không tiếp tục khuyên can, hắn đành ngượng ngùng bỏ đi. Đào Nhất Hành rời đi cũng không phải chấm dứt, nửa giờ sau thì Đậu Minh Đường đi đến. Nếu so sánh với Đào Nhất Hành thì Đậu Minh Đường có quan hệ thân cận hơn với Vương Tử Quân, thế nên lời nói càng thêm trực tiếp, lần này tôi đến theo sự ủy thác của Bí Thư Diệp, cũng là ý nghĩ của riêng tôi muốn trò chuyện với anh. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường rồi cười nói, tôi hiểu rõ anh muốn nói gì. Từ sau khi để cho Đậu Minh Đường trổ hết tài năng tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường lại tăng tiến. Khi một mình hắn đối diện với áp lực từ hai phía, hắn tất nhiên không hy vọng mình và Minh Hữu sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Tử Quân, tôi biết anh không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng dù là bí thư hay chủ tịch đều không muốn sự kiện truy cứu trách nhiệm của bí thư Thích Phúc Lai trở nên náo loạn. Hai vị lãnh đạo đều có thái độ muốn sắp xếp ổn thỏa, anh cần gì phải giữ chặt lấy không tha. Đậu Minh Đường tận tình khuyên bảo Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đốt thuốc hít vào hai hơi rồi nói, Bí Thư Đậu, tôi cũng sẽ cân nhắc ý kiến của anh. Mọi người thấy tôi là một người cho ra những hành vi không được khôn ngoan, nhưng tôi cảm thấy lòng mình rất thanh thản. Buông tha cho Thích Phúc Lai cũng không phải là chuyện gì lớn với chúng ta,
Tuyến tên căn bản cũng không có ý kiến gì với quyết sách này, nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, căn bản phải xin lỗi những người dân gặp nạn trong hỏa hoạn, hơn nữa còn sinh ra bầu không khí bất lương, tôi hy vọng có thể chụp mũ Thích Phúc Lai để giết gà dọa khỉ. Đậu Minh Đường trầm mặc, khi hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì nghĩ rằng đối phương sở dĩ kiên trì vì điều này cũng là vì những người bị hại trong hỏa hoạn. Lúc này nghe Vương Tử Quân giải thích, hắn căn bản là có chút rung động. Đậu Minh Đường có thể đi đến vị trí hiện tại căn bản đã tạo nên ý nghĩ riêng biệt của mình. Hắn từng là bí thư thị ủy, hắn biết rõ Vạn Dương Hòa vì đạt được mục đích di rời giải tỏa mà không nương tay, căn bản không thể không liên quan đến sự dung túng của Thích Phúc Lai. Vương Tử Quân chuẩn bị khai đao với Thích Phúc Lai, có lẽ đang muốn gầy dựng lên một bầu không khí truy cứu trách nhiệm cán bộ. Nếu như ý nghĩ của Vương Tử Quân được chứng thực, Đậu Minh Đường cảm thấy nó sẽ lưu lại một dòng bút đậm ở tỉnh Nam Giang. Nhưng sự kiện lúc này cũng không phải là Vương Tử Quân thích làm là được. Chương 1412, một nhiều người cùng nhấc kiệu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca thượng. Lúc này Diệp Thừa Dân hy vọng có thể tăng cường đoàn kết với Trử Vận Phong, Vương Tử Quân lại cho ra lời đối nghịch, điều này làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy kết quả không quá khả quan. Vương Tử Quân tiến chân Đậu Minh Đường và cảm thấy bầu không khí khá yên tĩnh, lúc này ngoài một vài công tác thường ngày, căn bản không còn ai đến quấy rầy hắn. Vương Tử Quân suy tư về lời nói của Đậu Minh Đường, cảm thấy tâm tình dễ dàng hơn một chút. Vương Tử Quân đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ khi quyết định cho ra phương án truy cứu trách nhiệm cán bộ, biện pháp sắc bén của hắn chưa chắc sẽ được thông qua, thế nhưng hắn không hối hận. Lần này hắn cũng không phải chỉ đánh lên một mình Thích Phúc Lai, hắn căn bản muốn làm cho những người phải phụ trách trách nhiệm một đòn cảnh cáo lên đầu. Giang Vĩ, thu thập một chút, chúng ta đến thành phố Ô Phổ một chuyến, hai ngày trước Mạnh Chí Đạo nói thành phố bọn họ xây dựng rất tốt, chúng ta đi khảo sát xem thế nào. Dù Giang Vĩ đã nhận được tin tức, hắn là thư ký của Vương Tử Quân thế nên căn bản rất kiêu ngạo vì lãnh đạo của mình ở sự kiện, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao bây giờ lãnh đạo của mình cũng không có được quá nhiều sự giúp đỡ, nếu như bị phủ quyết, căn bản tạo nên ảnh hưởng không tốt. Đào Nhất Hành và Đậu Minh Đường liên tiếp đi đến khuyên bảo cũng không khỏi làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi khi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn chợt phát hiện lãnh đạo của mình đang lẳng lặng ngồi đó, rõ ràng là trưởng phòng Vương có khá nhiều cảm xúc. Lúc này Vương Tử Quân còn có tâm tư đi đến thành phố Ô Phổ, điều này làm cho Du Giang Vĩ cực kỳ vui mừng. Mặc kệ trưởng phòng Vương cho ra lựa chọn gì, lúc này lãnh đạo còn có thể đi ra ngoài, không khỏi làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Vài phút sau Vương Tử Quân ngồi lên một chiếc xe Audi màu đen và chạy ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Lúc này có không biết bao nhiêu người đang nhìn về phía chiếc xe của hắn. Diệp Thừa Dân đứng trên lầu nhìn xe của Vương Tử Quân chậm rãi rời đi, lão nhíu mày, sau đó nói với Đào Nhất Hành, biết rõ lần này trưởng phòng Vương đi đâu không? Đào Nhất Hành vừa rồi báo cáo tình hình đi gặp Vương Tử Quân cho Diệp Thừa Dân, bây giờ nhìn vào vẻ mặt của bí thư, hắn cảm thấy tâm tình của lãnh đạo không được tốt. Sau khi nghe lãnh đạo hỏi như vậy, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía chiếc xe đang chạy đi như bay bên dưới. Bí thư, tôi không biết, vừa rồi khi trò chuyện với trưởng phòng Vương thì anh ấy cũng không có ý đi ra ngoài. Đào Nhất Hành căn bản có vài suy đoán về Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại không muốn nói ra. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão đi qua đi lại vài bước, sau đó mới trầm giọng nói, nhìn từ góc độ bản thân, anh cho rằng Thích Phúc Lai nên bị xử phạt không? Bí thư, trách nhiệm là khó tránh khỏi, thế nhưng nhận lỗi từ chức thì có vẻ hơi làm lớn chuyện. Đào Nhất Hành suy đoán ý nghĩ của Diệp Thừa Dân rồi khẽ nói. Diệp Thừa Dân cũng không nói tiếp, lão trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này tạo nên ảnh hưởng ác liệt, nếu như Thích Phúc Lai không có liên quan thì căn bản là không ai tin. Nhưng nếu như tôi nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của anh ấy mà không buông tha, như vậy căn bản là không làm tốt công tác đại cục, làm khó cho sự phát triển của Nam Giang. Làm tốt công tác đại cục, Đào Nhất Hành khẽ gật đầu, hắn biết rõ lúc này quan trọng nhất là đại cục, tất nhiên là sự hợp lực cùng nhau thúc đẩy công tác của Diệp và Trử. Diệp Thừa Dân đặt phương diện này lên độ cao tuyệt đối, điều này nói rõ lão căn bản không giúp đỡ Vương Tử Quân. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân, Đào Nhất Hành cảm thấy chuyện này khó có dư âm quay về. Cán bộ trẻ tuổi thường là máu nóng xông lên đỉnh đầu, xúc động dễ dàng làm ma quỷ.
Diệp Thừa Dân thở dài một hơi, sau đó nói với Đào Nhất Hành, anh hủy bỏ những sắp xếp vừa rồi của tôi, nếu anh ấy quyết định lấy trứng chọi đá, như vậy dứt khoát mặc kệ anh ta. Nếu so sánh với bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Thừa Dân, tâm tình của Trử Vận Phong lại cực kỳ không tốt. Tuy lão cảm thấy chắc chắn có người đề xuất lời dị nghị ở sự kiện của Thích Phúc Lai, thế nhưng lão không ngờ ý kiến của Vương Tử Quân lại ác liệt như vậy, ép Thích Phúc Lai phải nhận lỗi từ chức. Trử Vận Phong là lão lãnh đạo của Thích Phúc Lai, lão hiểu năng lực của người này, lão cảm thấy đối phương có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. Bây giờ thành phố Lâm Hồ có một sự kiện ác liệt xảy ra, nhưng căn cứ vào đó lại làm mất mũ quan của một đồng chí có khả năng và có nhiều cống hiến, như vậy Trử Vận Phong cảm thấy rất bức bối, rất nén giận. Nhìn từ phương diện thái độ của hội nghị thường ủy, Diệp Thừa Dân đứng về phía Trử Vận Phong, giúp đỡ lão ở phương diện này. Điều này làm cho Trử Vận Phong cảm thấy vui mừng, nhưng nếu như quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ được thông qua, căn bản sẽ tạo nên lực ảnh hưởng không nhỏ với Thích Phúc Lai. Chủ tịch Trử, vừa rồi bí thư Thích của thành phố Lâm Hồ có gọi điện thoại đến nói có vài phương diện công tác cần được báo cáo với ngài. Xà Tiểu Cường khẽ đi vào trong phòng rồi báo cáo với Trử Vận Phong. Thích Phúc Lai báo cáo với mình, bây giờ còn gì mà báo cáo với mình? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Trử Vận Phong khoát tay áo với Xà Tiểu Cường, cậu nói cho anh ấy biết rõ, bây giờ tôi đang bận, hai ngày trước tôi vừa nghe báo cáo về thành phố Lâm Hồ, cũng không cần anh ấy đến báo cáo lại. Xà Tiểu Cường cung kính đồng ý một tiếng rồi rời đi, đúng lúc này Trử Vận Phong lại khoát tay áo cho hắn dừng lại rồi nói, cậu nói cho anh ấy biết, bây giờ chuyện quan trọng nhất của anh ấy là thành thật làm tốt công tác của mình, còn phương diện khác không cần lo lắng. Xà Tiểu Cường có quan hệ không tệ với Thích Phúc Lai, vừa rồi Thích Phúc Lai gọi điện thoại và thật sự nói vài lời yêu cầu trợ giúp. Khi Xà Tiểu Cường nghe Chủ tịch Trử nói không muốn gặp Thích Phúc Lai, hắn có chút do dự nên nói giúp cho Thích Phúc Lai như thế nào, bây giờ nghe Chủ tịch Trử nói như vậy, hắn cảm thấy mình có thể báo cáo kết quả tốt cho Thích Phúc Lai. Thậm chí có thể làm cho Thích Phúc Lai biết được biểu hiện tốt đẹp của Chủ tịch Trử Vận Phong. Xà Tiểu Cường thầm vui mừng. Nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình thường. Khi hắn chuẩn bị khẽ rời đi khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong, lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng đi ra. Chủ tịch, ngài có việc gì bận rộn không? Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu với Xà Tiểu Cường rồi lớn tiếng nói với Trử Vận Phong. Lý Thừa Uyên là trợ thủ của Trử Vận Phong, hắn có biểu hiện cực kỳ tiêu sái tự nhiên trước mặt Trử Vận Phong. Hắn ngồi xuống đối diện với Trử Vận Phong, sau đó cười hì hì nói với Xà Tiểu Cường đang pha trà, Tiểu Cường, pha cho tôi loại trà lần trước, tôi cảm thấy hương vị của nó rất ngon. Chủ tịch, hôm nay thật sự có người không biết mình đã ăn bao nhiêu cơm, anh Thích có sai lầm ở phương diện này, thế nhưng những lời nói của người ta căn bản là mượn cơ hội trả thù. Lý Thừa Uyên căn bản không kiêng kỵ Xà Tiểu Cường, hắn lớn tiếng nói với Trử Vận Phong. Trử Vận Phong biết rõ người ta trong miệng Lý Thừa Uyên là ai, lão nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Thừa Uyên rồi trầm giọng nói, Thừa Uyên, nói như vậy là quyền lợi của người ta, anh không nên nói lung tung. Chương 1412, 2, nhiều người cùng nhấc kiệu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca thượng. Chủ tịch, tôi nói lung tung sao? Hi hi, bây giờ tâm tư của người kia đã trở thành Tư Mã Chiêu rồi. Tôi thấy có vài người cảm thấy ngài đang vướng bận. Thế cho nên muốn leo lên vai của ngài. Lý Thừa Uyên nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp, Thích Phúc Lai là hạng người gì? Người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Nhiều năm qua anh ấy mất nhiều tâm tư cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ, bây giờ thành phố Lâm Hồ xảy ra chút chuyện, lại muốn anh ấy nhận lỗi từ chức, thật sự là quá oan uổng. Trử Vận Phong không nói gì, thế nhưng thái độ như vậy lại căn bản biểu hiện rõ ràng cho Lý Thừa Uyên nhìn thấy. Vì vậy Lý Thừa Uyên nhận được ánh dạng đông, hắn nhanh chóng nói tiếp, Chủ tịch, dù là ngài hay là tôi đều cảm thấy không thể nào lui bước. Thích Phúc Lai cần phải gánh vác trách nhiệm, đây là sự thật không thể từ chối, thế nhưng nếu muốn ỉa lên đầu Thích Phúc Lai, chúng ta căn bản không thể để cho người ta thực hiện được. À, chuyện này cũng chỉ là ý kiến của một người, hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ với Bí Thư Diệp, sẽ quyết định kết quả sự việc. Trử Vận Phong nhìn ánh nắng bên ngoài phòng. Sau đó trầm giọng nói. Lời nói của Trử Vận Phong làm cho gương mặt của Lý Thừa Uyên có vài phần hưng phấn, hắn nói tiếp, Chủ tịch,
tôi cảm thấy chuyện này không chỉ lấy lại danh dự cho Thích Phúc Lai, còn làm cho một số người biết ở Nam Giang này không nên thích làm gì thì làm. Chử Vận Phong khoát tay áo nói, chuyện này vẫn là có trách nhiệm của Thích Phúc Lai, còn trách nhiệm gì thì cứ để cho hội nghị thường ủy thảo luận. Lý Thừa Uyên thấy Chử Vận Phong có thái độ kiên quyết như vậy cũng không kiên trì thêm, lần này hắn đến chủ yếu là vì chuyện của Thích Phúc Lai, bây giờ hắn đã làm tốt công tác của mình, cũng không muốn làm phức tạp thêm, cũng không muốn phát sinh những thứ không hay. Chủ tịch, vừa rồi tôi đi ra cửa và gặp anh Kim, anh ấy nói hai ngày tới chuẩn bị đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ, tôi cảm thấy mình rời khỏi Lâm Hồ đã khá lâu. Thế nên cũng định chờ anh Kim đi về sẽ đến kiểm tra công tác ở thành phố Lâm Hồ. Lý Thừa Uyên nói thêm hai câu với Chử Vận Phong, sau đó chợt giống như nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục nói với Chử Vận Phong. Chử Vận Phong vuốt ly sứ đựng nước trong tay, khẽ cân nhắc những ảnh hưởng mà Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên đến Lâm Hồ vào lúc này. Tuy chỉ là đến kiểm tra công tác, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì là quá rõ ràng. Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên chính là hai vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai và thứ ba trong ủy ban tỉnh, hai người bọn họ liên tiếp đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ, ý nghĩa của nó tất nhiên là dựng lên chỗ dựa vững chắc cho Thích Phúc Lai. Tình huống này mình nên có hành động hay nên đứng yên? Chử Vận Phong trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định ngồi yên xem tình hình như thế nào. Các anh đến thành phố Lâm Hồ nhất định phải làm cho cấp ủy chính quyền địa phương thấy được những gì đang tồn tại. Anh nên nói rõ với Thích Phúc Lai, nói sự việc lần này tuy đã qua, thế nhưng tôi không hy vọng ở thành phố Lâm Hồ tiếp tục xuất hiện những tình huống mặt trái giống như vừa rồi. Lý Thừa Uyên cảm thấy có chút thất vọng vì không thể kéo chủ tịch Chử Vận Phong đến thành phố Lâm Hồ, thế nhưng hắn cũng không dám bày tỏ vẻ thất vọng của mình ra bên ngoài, hắn thành thật nói tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của mình cho Thích Phúc Lai. Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn sản xuất của thành phố Lâm Hồ, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lý Thừa Uyên đến yêu cầu ban ngành thành phố Lâm Hồ nên cố gắng khai thác, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ, Phó Chủ tịch tỉnh. Đến thành phố Lâm Hồ, Du Giang Vĩ lật qua vài tờ báo vài ngày qua mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khi hỏa hoạn xảy ra ở thành phố Lâm Hồ, chỉ trong vòng một đêm đã là chủ đề của toàn tỉnh. Lúc này ủy ban tỉnh kéo quân đến nghiên cứu kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ, ý nghĩa của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Du Giang Vĩ nhìn những bài báo mà không khỏi cảm thấy có chút bực mình. Tuy tất cả đều ghi chép lại hành trình của lãnh đạo ủy ban tỉnh ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng nhìn vào những lời nói của bọn họ, hắn cảm thấy giống như Lâm Hồ đã trở thành anh hùng. Lãnh đạo này đi thì lãnh đạo khác đến, bọn họ đến nói là kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Thực tế bọn họ dùng phương thức này để biểu đạt sự giúp đỡ với thành phố Lâm Hồ. Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổng cộng 8 vị phó chủ tịch trình, bây giờ đã có 7 vị đi đến thành phố Lâm Hồ. Du Giang Vĩ cảm thấy vị phó chủ tịch trình thứ 8 cũng không cần phải đi, những người khác đều đã đi rồi, mình có đến cũng không có thêm được ảnh hưởng gì. Kiệu Hoa nhiều người cùng nâng lên, Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn là thường ủy tỉnh ủy, hai người bọn họ đều đã đi qua. Cũng cho mọi người thấy rõ Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản bỏ ra toàn lực giúp đỡ Thích Phúc Lai ở sự kiện này. Hai người bọn họ luôn là phụ tá đắc lực cho Chử Vận Phong, bây giờ tuy chủ tịch tỉnh không động, thế nhưng hai vị phụ tá lại động, thực tế đã nói quá rõ với tất cả mọi người. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Du Giang Vĩ nghĩ lại những lời nói mình nghe được trong vài ngày UK. Tuy còn có người cảm thấy Vương Tử Quân cố gắng như vậy là vì chính nghĩa, thế nhưng cũng có nhiều người nói trưởng phòng Vương cố ý làm như vậy là vì gây khó cho chủ tịch Chử. Còn có những lời nói rất khó nghe, nói Vương Tử Quân có tâm tư của Tư Mã Chiêu, điều này làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cũng may những lời này cũng chỉ là thông qua con đường trung gian truyền vào tai Du Giang Vĩ, nếu không hắn sẽ cho rằng đám người kia cực kỳ quá phận, nhưng cũng vì như vậy mà hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Nếu như trưởng phòng Vương không qua được cửa ải này, tảng đá làm bệ đỡ cho Du Giang Vĩ phát triển trong Nam Giang sẽ rơi xuống, một vài người mắt mỏng chỉ sợ sẽ cho ra trò ném đá xuống giếng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Du Giang Vĩ, hắn nhìn qua dãy số gọi đến, đó là số của văn phòng tỉnh ủy. Hắn nghe máy, chợt thấy bên trong vang lên giọng nói của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hào Anh Khải, cậu Giang Vĩ phải không? Tôi là Hào Anh Khải. Hào Anh Khải là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy,
vì không phải là phó thư ký trưởng nên vị trí không quá quan trọng nhưng cấp bậc lại cao hơn Du Giang Vĩ, vì dù sao thì Du Giang Vĩ cũng mới chỉ là một vị cán bộ cấp phó cục mà thôi. Mặc dù Hào Anh Khải rất khách khí nhưng Du Giang Vĩ vẫn cười nói, chào chủ nhiệm Hào, ngài gọi điện thoại đến có gì cần phân phó sao? Cũng không dám nói là phân phó, chỗ này của tôi có một văn kiện cơ mật cần đưa đến các vị lãnh đạo, vốn định cho người đưa đến tay cậu, thế nhưng bây giờ văn kiện quá nhiều, nên làm phiền cậu đến nhận văn kiện một chút. Chủ nhiệm Hào quá khách khí rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay. Du Giang Vĩ biết rõ Hào Anh Khải nói lời khách khí, thế nhưng thực tế đối phương gọi điện thoại lại ép mình đến nhận văn kiện. Du Giang Vĩ đã nhiều lần thực hiện công tác này, hắn đặt điện thoại xuống rồi đơn giản thu dọn bàn làm việc của mình, sau đó đi về phía phòng làm việc của Hào Anh Khải. Chương 1413, nhiều người cùng nhấc kiệu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca chung. Đi từ văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy đến văn phòng tỉnh ủy căn bản chỉ mất 3 phút, trên đường đi liên tục có người chào hỏi Du Giang Vĩ. Lúc này hắn nhìn vào những gương mặt đang chào hỏi mình, cảm thấy không khác gì dĩ vãng. Nhưng Du Giang Vĩ lại cảm thấy ánh mắt của đám người này lại có chút khác biệt. Du Giang Vĩ là người đã thấy rõ quá nhiều nhân tình thế sự, hắn nhìn đám người và cảm thấy ý nghĩ của bọn họ là gì. Nhưng bây giờ hắn đi theo Vương Tử Quân, hắn đã tu dưỡng được tâm tính của mình, căn bản không quan tâm đến sự lạnh nhạt của người chung quanh. Sau khi đi vào phòng làm việc của Hào Anh Khải, bên trong có một cô gái đang lấy văn kiện. Cô gái này không quá xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương đáng yêu, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất đáng thưởng thức. Không tìm được sao em Triệu, xem ra hai người chúng ta thật sự có duyên phận, anh đến đây lấy văn kiện thì em đã chờ sẵn rồi. Du Giang Vĩ đứng trước mặt Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ trưởng thành, nhưng khi đứng trước những người bạn cùng lứa giống như mình, hắn căn bản có chút tiêu sái tự nhiên. Em Triệu chính là thư ký của trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi, người này vừa mới đi vào công tác, căn bản rất tôn trọng một vị thư ký có tư cách lão thành như Du Giang Vĩ. Triệu Lệ Na cầm văn kiện trong tay của Hào Anh Khải, nàng nghe Du Giang Vĩ nói như vậy thì cười, anh Du, anh nếu cứ tiếp tục nói lời chọc ghẹo ở chỗ này, cẩn thận em đi tố cáo với chị dâu. Em Triệu, em tha thứ cho anh một lần sau anh cũng không dám như vậy nữa. Du Giang Vĩ biết Triệu Lệ Na nói đùa, thế nhưng hắn cũng cố gắng làm ra động tác có hơi sợ hãi, căn bản ứng đối với câu nói của nàng. Hào Anh Khải ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên có hơi mập, nhìn qua có gương mặt tươi cười vô hại. Nhưng người này có thể là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy trong cơ quan tỉnh, tất nhiên cũng không phải người thường. Hào Anh Khải cũng cực kỳ tiếp nhận hai vị Du Giang Vĩ và Triệu Lệ Na là thư ký cho hai vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Lúc này nghe thấy hai người trêu chọc nhau thì khẽ cười nói, tôi nói cho hai vị biết rõ, muốn nói đến chuyện yêu đương thì đi chỗ khác, không cần coi tôi như không tồn tại như vậy làm gì. Đặc biệt là Du Giang Vĩ cậu đấy, cậu cũng không nhìn mà xem, chỗ này của tôi còn có 4 vị khách nữa, cũng không phải chỉ có mình em Triệu mà thôi. Sau khi nói vài lời vui đùa với Hào Anh Khải, Du Giang Vĩ đi đến ký tên nhận văn kiện. Khi hắn vừa mới cầm lấy văn kiện, Triệu Lệ Na chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp mở miệng thì Hào Anh Khải đã nói, em Triệu, chỗ này của tôi còn có chút cà phê gửi từ nước ngoài về, mọi người uống một ly rồi hãy đi. Cảm ơn chủ nhiệm Hào, nhưng uống cà phê thì nên để khi khác, trưởng phòng phải xuống tuyến dưới nghiên cứu công tác, tôi không uống được. Triệu Lệ Na nói rồi đi ra ngoài. Trưởng phòng Trương hôm nay đi đâu? Để xem tôi có quen biết gì hay không, nếu có quen thì mật báo một tiếng. Đỡ cho bọn họ không làm tốt công tác để trưởng phòng nổi giận. Hào Anh Khải cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Triệu Lệ Na đang đi ra đến cửa cũng không che giấu nói, chúng tôi đến thành phố Lâm Hồ, hai bên đã liên lạc khá tốt, cũng không sợ anh đâm thọc. Thành phố Lâm Hồ, 4 chữ này làm cho tâm tình của Du Giang Vĩ chợt run lên, nhưng hắn lại cảm thấy sự kiện này là quá bình thường. Gần đây Trương Thu Mi đi rất gần Trử Vận Phong, lúc này đi đến làm chỗ dựa cho Thích Phúc Lai. Căn bản là chuyện quá bình thường. Nhưng sự kiện mà Du Giang Vĩ cảm thấy bình thường lại càng ngày càng trở nên vi diệu. Các vị lãnh đạo ủy ban tỉnh đều đã đi đến thành phố Lâm Hồ, bây giờ Trương Thu Mi lại đi qua, có phải là mở đầu cho đám thường ủy tỉnh ủy hay không? Mỗi một vị thường ủy đến thành phố Lâm Hồ căn bản sẽ tăng thêm áp lực cho Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ là thư ký cho Vương Tử Quân,
hắn biết rõ bây giờ trưởng phòng Vương tỏ ra như không quan tâm, thế nhưng thực tế là đang nhận những áp lực không nhỏ. Khi Du Giang Vĩ đang thất thần thì Hào Anh Khải chợt dùng giọng cảm khái nói, cậu Du, vấn đề là như vậy, nên buông tay thì buông, đến khi sự việc náo loạn thì không ai có lợi. Hào Anh Khải nói những lời này trên cơ bản là cực kỳ có ý nghĩa, hơn nữa Du Giang Vĩ cảm thấy đối phương đang hướng về phía nào. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, chủ nhiệm Hào, tôi đi trước đây, tôi còn có rất nhiều chuyện. Cậu cứ bận rộn đi, tôi hiểu rõ công tác của cậu, căn bản là thân bất do kỷ, anh em chúng ta khi nào rảnh thì tụ hội trò chuyện một chút. Hào Anh Khải nói rồi tiễn Du Giang Vĩ đi đến tận cửa. Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của mình, hắn thấy không có ai bên trong, thế là có chút thất lạc. Trước kia có nhiều người đến phòng làm việc của hắn chờ báo cáo với trưởng phòng Vương, nhưng bây giờ sự kiện phát sinh biến hóa quá lớn. Cũng không phải nói không có ai đến báo cáo với trưởng phòng Vương, chỉ là số người đến báo cáo đang giảm bớt và không có ai dù sao cũng là một sự khác biệt không nhỏ. Trưởng phòng, đây là văn kiện văn phòng tỉnh ủy vừa đưa đến, mong ngài xem qua một chút. Du Giang Vĩ đưa văn kiện trong tay của mình cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân mỉm cười tiếp nhận văn kiện rồi cẩn thận xem xét. Trong mắt Du Giang Vĩ thì lúc này trưởng phòng Vương không khác gì trước kia, gương mặt căn bản cực kỳ bình tĩnh tự tin, cơ thể tràn đầy lực lượng và sức sống làm cho người ta hâm mộ. Sau khi do dự giây lát thì Du Giang Vĩ cuối cùng cả gan nói, trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi đi nhận văn kiện, vừa vặn gặp mặt thư ký của trưởng phòng Trương, cô ấy nói hôm nay trưởng phòng Trương sẽ đi đến nghiên cứu kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân khẽ dừng tay lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu cười nói, gần đây thành phố Lâm Hồ làm rất tốt công tác tuyên truyền, trưởng phòng Trương đi xuống kiểm tra công tác cũng là đúng đắn. Du Giang Vĩ không nói gì thêm, hắn đã nói rõ với trưởng phòng Vương, bây giờ trưởng phòng xem như đã biết, như vậy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi Du Giang Vĩ rót nước rồi rời đi, Vương Tử Quân cầm văn kiện lên xem. Dù Trương Thu Mi đi đến thành phố Lâm Hồ cũng nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng hắn vẫn có chút chấn động. Nhưng Trương Thu Mi chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Lúc này điều Vương Tử Quân nên chú ý chính là đám người đang hướng về phía Trử Vận Phong, ai cũng đi một vòng đến Lâm Hồ. Trử Vận Phong là thủ trưởng cũ của Thích Phúc Lai, tất nhiên sẽ không thể mặc kệ không quan tâm. Khi nào Trử Vận Phong sẽ đi? Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Điện thoại chợt đổ chuông vang dội. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, là một số điện thoại từ ngoài tỉnh, trước khi nghe máy hắn đã có suy đoán về chủ nhân của nó. Chào Bí Thư Trịnh, tôi là Vương Tử Quân. Chương 1414 một nhiều người cùng nhấc kiệu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca, hạ. Người gọi điện thoại đến chính là Trịnh Đông Phương, bây giờ lão đang là chủ tịch tỉnh, cũng là một trong những người cùng địa vị với Trử Vận Phong. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, tuy hai người đất Bắc trời Nam nhưng quan hệ giữa hai bên không vì thế mà phai nhạt. Tử Quân, gần đây cậu có bận rộn gì không? Diệp Thừa Dân lúc này vẫn dùng giọng cực kỳ thân mật nói, giọng điệu giống như không thay đổi gì so với năm xưa. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ đáp, lãnh đạo, tôi bận rộn có thể so sánh với ngài sao? Chỉ cần ngài cho ra lời mời. Dù tôi có bận rộn thế nào cũng phải nghiêm túc lắng nghe lời phân phó của ngài. Trịnh Đông Phương ở đầu dây bên kia chợt cười ha hả, lão biết rõ Vương Tử Quân nói những lời này là làm cho mình vui, nhưng dù là như vậy thì lão vẫn rất hưởng thụ, vì người lên tiếng chính là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không còn là một thuộc hạ nhỏ như năm xưa, bây giờ hầu như là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy ngồi ngang hàng với lão. Hơn nữa với tuổi thọ của Vương Tử Quân vào lúc này thì tương lai tiến lên cao là rất lớn. Tử Quân, cậu đừng chụp mũ tôi nói cho cậu biết, những lời tâm bốc kiểu như vậy thì cậu nên giữ lại cho chính mình thì hay hơn, tôi cũng không ăn canh ngọt của cậu đâu. Trịnh Đông Phương dùng giọng thân mật nói về vài chuyện khi hai người còn công tác ở Sơn Nam, sau đó chợt nói, Tử Quân, tôi nghe nói gần đây cậu có chút đau nhức gì thì phải. Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn đã hiểu được ý nghĩ cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương, nhưng hắn vẫn cười nói, Bí Thư Trịnh, ai nói lời bịa đặt như vậy? Tôi có thể đảm bảo với ngài là thời gian qua tôi rất khỏe mạnh và tốt đẹp. Được rồi, hai người chúng ta cũng không nên đi vòng quanh, tôi biết rõ cậu có xuất phát điểm tốt,
nhưng có một số việc nếu đi nhanh quá thì không đạt. Tôi thấy thế này, khi vào thời điểm thích hợp thì cậu nên lui bước một chút thì hay hơn, có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trịnh Đông Phương nói mang theo vài phần ý nghĩ khuyên bảo. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương có quan hệ không tầm thường, bây giờ Trịnh Đông Phương dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, vấn đề này không thể không làm cho Vương Tử Quân coi trọng. Hắn hiểu Trịnh Đông Phương là hạng người gì, đối phương có thể nói như vậy, căn bản cũng không coi trọng sự kiên trì của mình vào lúc này. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân nói ra những lời giống như nói với Đậu Minh Đường, cuối cùng hắn còn dùng giọng động tình nói, Bí thư Đông Phương, tuy chuyện này rất có thể sẽ bị người ta áp chế xuống, nhưng tôi còn phải kiên trì nguyên tắc của mình, cũng không vì cái gì khác, chỉ là muốn làm cho đám người kia một đòn cảnh cáo, cho bọn họ biết có nhiều khi không nên tùy ý làm bậy. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Trịnh Đông Phương mà không khỏi thở dài một hơi. Trước kia khi Trịnh Đông Phương chưa gọi điện thoại đến thì hắn còn áp chế tâm tư trong bụng mình. Bây giờ Trịnh Đông Phương gọi đến, hắn căn bản giải thoát tất cả những thứ gì mình đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân vốn không nghĩ rằng sẽ thắng, nếu không thắng thì căn bản là thua. Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân đứng lên, hắn tự pha cho mình một ly trà ngon, sau đó hưởng thụ hương vị của trà. Vương Tử Quân chậm rãi hưởng thụ mùi hương. Nhưng hắn cũng không có được cuộc sống nhàn nhã. Khi hắn đang pha trà, lúc này Trương Thu Mi đã đi đến địa giới của thành phố Lâm Hồ. Đường cao tốc từ thành phố Đông Hồng đến Lâm Hồ đã được xây dựng từ nhiều năm, thế cho nên Trương Thu Mi cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ sau 10 phút xe đã chạy đến đường cao tốc nối liền thành phố Lâm Hồ. Sau khi xe chạy ra khỏi đường cao tốc, Bí thư Thị ủy thành phố Lâm Hồ Thích Phúc Lai đưa theo Phó Bí thư chủ khảo công tác tuyên truyền và trưởng phòng tuyên truyền đã có mặt nghênh đón. Thích Phúc Lai có thể đi ra nghênh đón căn bản là đẩy cao quy cách tiếp đãi Trương Thu Mi, làm cho Trương Thu Mi cảm thấy cực kỳ có thể diện. Tuy Trương Thu Mi là trưởng phòng tuyên truyền thế nhưng độ nặng trong lòng Trử Vận Phong căn bản không bằng Thích Phúc Lai. Trước kia Thích Phúc Lai cũng chỉ có chút biểu hiện tôn trọng Trương Thu Mi mà thôi. Bây giờ Thích Phúc Lai đi ra nghênh đón không khỏi làm cho Trương Thu Mi có vài phần kích động. Xem ra người này thật sự làm cho Vương Tử Quân tổn thất không nhẹ. Lúc này liên tục có lãnh đạo từ bốn phương tám hướng đi tới, nhìn thì giống như trợ uy cho Thích Phúc Lai, thế nhưng lại làm cho uy vọng của Thích Phúc Lai ở thành phố Lâm Hồ đạt đến đỉnh phong. Nhưng sự kiên trì của Vương Tử Quân lại giống như một thanh kiếm sắc đặt trên đầu, thỉnh thoảng còn đâm vào trong lòng Thích Phúc Lai. Vì vậy dù là lãnh đạo nào đến thành phố Lâm Hồ, mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì, đều coi như cổ động cho Thích Phúc Lai, đều nhận được sự cảm kích cao độ của Thích Phúc Lai. Những người kia đến có thể nói là sự giúp đỡ to lớn với hắn, cũng chính vì sự giúp đỡ của những người này mà vị trí của hắn càng thêm ổn định. Hoan nghênh trưởng phòng Trương đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Khi hai bên bắt tay nhau thì Thích Phúc Lai dùng giọng cực kỳ nhiệt tình nói. Khi bắt tay Thích Phúc Lai thì Trương Thu Mi cảm thấy sự uy nghiêm của một vị thường ủy tỉnh ủy như mình được biểu hiện quá rõ ràng, và nàng cũng rất thích cảm giác này. Vì thế khi bắt tay với Thích Phúc Lai nàng dùng giọng nhìn từ trên cao xuống nói, Bí thư Thích, anh nhìn qua có vẻ tiểu tụy hơn trước, anh nên nhớ công tác đặt ở vị trí đệ nhất, thế nhưng ngoài công tác thì nên nghỉ ngơi một chút. Trương Thu Mi nói đến đây thì lại dùng giọng như lơ đãng nói, chưa đi đến mấu chốt thì chưa nên quyết định. Chưa leo núi thì chưa thấy gian nan, anh nói xem có đúng không? Cảm ơn trưởng phòng Trương đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời chỉ dạy của ngài. Nếu như trước kia Trương Thu Mi nói những lời này với Thích Phúc Lai, hắn căn bản sẽ ném ra sau đầu, thế nhưng bây giờ hắn cần người ta trợ giúp, thế nên cũng không quên chân thành đáp lại lời nói của đối phương. Hai người tuy có nhiều lời cần trao đổi với nhau nhưng nơi đây không phải địa phương trò chuyện. Hai người nói thêm vài câu rồi tự mình lên xe. Khác biệt với các vị lãnh đạo nam, Trương Thu Mi trước nay căn bản chưa từng mời những vị lãnh đạo nam khác lên xe của mình. Lần này Trương Thu Mi đến nghiên cứu công tác của thành phố Lâm Hồ, Thích Phúc Lai đi theo bên cạnh trong cả quá trình. Vì lần này tâm tư của Trương Thu Mi cũng không đặt trên phương diện kiểm tra công tác, hơn nữa phía thành phố Lâm Hồ cũng chuẩn bị rất tốt, thế cho nên chủ khách xem như đều vui vẻ. Buổi trưa toàn thể thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ đến đông đủ để mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trương Thu Mi. Lần này Trương Thu Mi phá lệ uống chút rượu vang, thật sự làm cho bầu không khí buổi tiệc thêm vui vẻ và kéo dài.
Chương 1414-2, nhiều người cùng nhấc kiệu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca, hạ. Khi tất cả mọi chuyện đều đã xong, Trương Thu Mi và Thích Phúc Lai ngồi trong một phòng khách sạn để uống trà. Không phải thật sự là uống trà, là một người uống trà một người uống cà phê. Trương Thu Mi là một người phụ nữ trang nhã, nàng căn bản lấy cà phê làm món đặc biệt cho mình. Trương Thu Mi ngửi mùi hương cà phê, nàng lười biếng chống tay lên eo nói, Bí thư Phúc Lai, những ngày qua anh thật sự rất bận rộn, một khoảng thời gian sau đó anh sẽ được nghỉ ngơi mà thôi. Lãnh đạo nữ có vài nhược điểm so với lãnh đạo nam, thế nhưng cũng có nhiều phương diện mạnh mẽ hơn. Ví dụ như lúc này Trương Thu Mi có thể nói ra những lời như vậy, nếu như đổi lại là Trử Vận Phong, những lời nói như thế sẽ làm cho Thích Phúc Lai khó thể ngủ yên. Nhưng bây giờ người nói ra là Trương Thu Mi, Thích Phúc Lai chỉ cảm thấy nó có chút quan tâm. Thích Phúc Lai căn bản xem thường Trương Thu Mi, hắn cảm thấy nếu mình là thường ủy tỉnh ủy, căn bản sẽ mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy Trương Thu Mi có thể có được vị trí như hiện tại, chủ yếu là vì đối phương là phụ nữ mà thôi. Đây là phương diện đề bạt nữ cán bộ. Có một câu chuyện vui đùa Thích Phúc Lai từng được nghe qua, hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ bên trong có một câu nói rất khó nghe, đó là, giang rộng hai chân chính trị nở hoa. Tất nhiên cũng có nhiều nữ lãnh đạo không phải là như thế. Thích Phúc Lai xuất hiện ý nghĩ như vậy mà cảm thấy hoảng sợ, sao hắn dám nói ra khỏi miệng cho được. Nhưng bây giờ Thích Phúc Lai cũng không dám bày ra vẻ kiêu ngạo của mình. Đối với hắn thì Trương Thu Mi bây giờ là một phiếu khá quan trọng của hội nghị thường ủy. Hắn cũng không nên vì chút vấn đề nhỏ nhặt của mình mà làm cho một người có thiên hướng về mình sẽ trượt sang phía Vương Tử Quân. Trưởng phòng Trương, cảm ơn sự quan tâm của ngài, nói thật thì tôi đã sớm muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng có người cứ bấu víu lấy tôi có thể không quan tâm, thế nhưng lại không dám làm cho lãnh đạo mất mặt. Thích Phúc Lai dùng giọng trịnh trọng nói, Trương Thu Mi căn bản hiểu rõ lãnh đạo trong miệng Thích Phúc Lai là ai, tuyệt đối không phải là nàng. Phải nói là hai từ lãnh đạo đó thuộc về chủ tịch tỉnh Trử Vận Phong. Trương Thu Mi nở nụ cười, hơn nữa nụ cười này là rất sáng lạn, Bí thư Phúc Lai, trắng sẽ trắng mà đen sẽ đen, tôi và anh công tác với nhau không phải ngày một ngày hai, tôi còn không biết Bí thư Phúc Lai là người thế nào sao. Trương Thu Mi nâng ly cà phê lên uống một ngụm, cũng không chờ Thích Phúc Lai lên tiếng mà cười nói, Bí thư Phúc Lai, tôi cảm thấy chuyện của anh không nên tiếp tục kéo dài. Phải nên xác định và xử lý rõ ràng. Xử lý rõ ràng, tất nhiên Thích Phúc Lai muốn nó rõ ràng, thế nhưng sự việc bây giờ không thay đổi theo ý nghĩ của hắn. Tuy hắn xem thường Trương Thu Mi thế nhưng lúc này vẫn dùng giọng có chút vội vàng nói, trưởng phòng Trương, chuyện này tôi cũng đã nghĩ kỹ, ngài là lãnh đạo của tôi, cũng nên cho ra vài lời khuyên bảo chỉ giáo. Khanh khách, Bí thư Phúc Lai quá khách khí rồi, chúng ta không phải là người ngoài. Anh nói như vậy mà được sao? Trương Thu Mi tuy nói Thích Phúc Lai quá khách khí nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm nhận được sự hưởng thụ lời nói như vậy. Sau khi uống một ngụm cà phê thì Trương Thu Mi nói tiếp, người ta sở dĩ nhằm vào anh, cũng vì anh là người thuộc dòng chính của Chủ tịch Trử. Tuy chúng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật tồn tại trước mắt, đó là lực ảnh hưởng của người ta cũng không bình thường, dù là Chủ tịch tỉnh cũng phải chú trọng điều này. Thích Phúc Lai khẽ gật đầu. Hắn tin những lời này của Trương Thu Mi, nếu như người đề xuất ý kiến nhận lỗi từ chức không phải là Vương Tử Quân mà là Trương Thu Mi, chỉ sợ sẽ không cần mất thời gian như vậy. Nhưng những lời này được Thích Phúc Lai che giấu trong lòng, không thể nào nói ra. Tuy Trương Thu Mi có mưu đồ gì thì hắn hiểu rõ ràng, thế nhưng ít nhất cũng có được nhiều sự trợ giúp từ nhiều vị thường ủy tỉnh ủy. Nếu muốn áp chế chuyện này, như vậy cần tạo nên ảnh hưởng lớn. Muốn làm cho cả Nam Giang thấy được anh ta không thể động vào anh. Chỉ như vậy dù người ta tiếp tục kiên trì thì cũng chỉ là người mù đốt đèn phí công vô ích, thậm chí còn làm giảm uy tín của đối phương. Trương Thu Mi nói làm cho Thích Phúc Lai càng nghe càng thấy hay. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Thu Mi, trong lòng lại có chút kích động, trưởng phòng Trương, ngài nói xem tôi nên làm thế nào đây. Anh nên cho ra một sự việc có lực ảnh hưởng lớn. Để làm cho Chủ tịch Trử mà tốt nhất là Bí thư Diệp đến cổ động cho mình. Chỉ cần hai vị lãnh đạo đến chỗ này của anh, như vậy tất cả không còn là vấn đề. Trương Thu Mi dù sao cũng là một vị lãnh đạo xuất thân từ công tác tuyên truyền, nàng căn bản cực kỳ quen thuộc với phương diện tạo nên những chuyện có lực ảnh hưởng. Tạo ra lực ảnh hưởng,
Thích Phúc Lai nghe mà có chút sững sốt, sau đó dùng giọng u buồn nói, thành phố chúng tôi gần đây trưởng phát triển khá tốt, thế nhưng nếu mời hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến thì cũng còn chưa đủ. Anh cảm thấy thành phố mình có hoạt động gì không? Đặc biệt là hoạt động gì phải lớn, vì có một số việc do con người chủ động làm ra. Trương Thu Mi nói đến đây thì phất tay nói, tôi tin bí thư Phúc Lai có biện pháp. Thích Phúc Lai cau mày suy tư vài phút, sau đó chợt nói, trưởng phòng Trương, chị xem nên làm thế nào. Thành phố chúng tôi và thành phố Ngân Bằng có góc bù về xây dựng sản nghiệp kinh tế, trước kia chúng tôi từng dùng cơm với lãnh đạo thành phố Ngân Bằng, lãnh đạo thành phố bên kia còn nhắc đến chuyện này. Ngài xem hai thành phố chúng tôi kết hợp tạo hành lang phát triển kinh tế, có nên cho ra một nghi thức lớn hay không? Trương Thu Mi căn bản không khỏi có thêm vài phần kính trọng với Thích Phúc Lai, nàng biết đây là hành vi một công đôi việc. Chẳng những làm cho Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đến với lý do chính đáng, thậm chí còn kéo bí thư thành phố Ngân Bằng đến bên mình. Hèn gì Trử Vận Phong luôn kỳ vọng vào Thích Phúc Lai, vì người này quả nhiên có ý nghĩ quá mạnh mẽ. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Trương Thu Mi cười ha hả nói, bí thư Thích, có ý tốt như vậy mà anh không chịu nói ra cho sớm, tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Gần đây tỉnh chúng ta chú trọng liên kết phát triển kinh tế, hơn nữa liên kết còn tăng cường khả năng cạnh tranh, anh dùng lý do này để phát ra lời mời, bí thư Diệp căn bản khó thể không đến. Thích Phúc Lai căn bản cảm thấy còn vui hơn cả Trương Thu Mi khi cất đi tảng đá trên đầu mình, hắn cười cười nói, trưởng phòng Trương, lần này thật sự cảm tạ ngài, nếu như không có ngài chỉ điểm, tôi còn căn bản đang ngồi dưới đáy giếng, không biết chui ra như thế nào. Trương Thu Mi khoát tay áo nói, bí thư Thích, anh nên chuẩn bị tốt nghi thức xây dựng hành lang kinh tế, tốt nhất nên liên hệ với phía thành phố Ngân Bằng, giữa hai ta không nên khách khí như vậy. Thích Phúc Lai chuẩn bị rời khỏi phòng của Trương Thu Mi, lúc này Trương Thu Mi lại dặn dò, chuyện này anh nên làm cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Thích Phúc Lai khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thu Mi. Chương 1415, một sau lưng có chỗ dự kiên cố, phía trước có đường lớn rộng mở. Vì có liên quan đến tương lai của bản thân, thế nên Thích Phúc Lai làm việc cực kỳ nhanh chóng. Sau khi xác định sự việc, hắn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để thúc đẩy sự việc này. Vấn đề lần này căn bản có khó khăn nhưng cũng không quá khó làm, Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ. Hắn lại nhận được sự giúp đỡ của bí thư thị ủy Ngân Bằng, nếu cố gắng thúc đẩy thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là 3 ngày thì tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy, phần lớn đã thỏa đáng. Thích Phúc Lai vì biểu hiện thành ý của mình mà tự mang theo thiệp mời đi về tỉnh. Vì sự việc có liên quan đến vận mệnh tương lai, thế cho nên Thích Phúc Lai cực kỳ coi trọng, sau khi có được thiệp mời thì phải xem xét chu đáo. Thiệp mời này được làm cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù nhìn qua có chút mộc mạc hào phóng, thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện nó không giống bình thường, tạo hình cũng rất sáng tạo, nhìn qua rất có khí thế. Bên dưới thiệp mời chính là con dấu của Ủy ban Nhân dân Lâm Hồ và Ngân Bằng, càng làm cho thiệp mời có thêm vài phần trang nghiêm. Thích Phúc Lai nở nụ cười hiểu ý, cảm thấy thỏa mãn vì người làm ra những tấm thiệp đẹp thế này. Phó Thư Ký trưởng Trần Kiến Dương đứng bên cạnh cũng thở dài một hơi. Dù sao thì lãnh đạo cũng thỏa mãn, điều này là lời khẳng định cho công tác của hắn. Hắn tuy có người chèo chống sau lưng, thế nhưng muốn ngồi vững ở vị trí thư ký trưởng, hắn cần phải có được sự giúp đỡ và chống lưng của Thích Phúc Lai. Nếu không có được sự tán thành của Thích Phúc Lai, như vậy Trần Kiến Dương đừng hòng làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Khi hắn chuẩn bị nhận lấy những tấm thiệp mời từ trong tay của Thích Phúc Lai, lúc này vẻ mặt Thích Phúc Lai chợt khẽ động. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thích Phúc Lai đã lấy thêm một tấm thiệp nữa. Bí thư Thích định làm gì? Khi Trần Kiến Dương cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì Thích Phúc Lai chợt nói, hình như thiếu một tấm thiệp thì phải. Ủa, sao mình không biết? Trần Kiến Dương có chút nghi hoặc, đây chính là hắn bỏ nửa ngày xem xét sổ thông tin, thậm chí còn bao quát cả lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chỉ chờ bí thư quyết định, sao bây giờ lại thiếu? Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Trần Kiến Dương trước khi tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của Thích Phúc Lai thì căn bản không dám tự tiện kết luận, hắn dùng giọng lập lờ nước đôi nói, bí thư Thích, tôi sẽ kiểm tra lại. À, còn thiếu một thiệp bên phía thường ủy tỉnh ủy. Thích Phúc Lai nhìn rồi chợt bừng tỉnh. Thích Phúc Lai nói như vậy thì Trần Kiến Dương thiếu chút nữa vã cả mồ hôi,
Thường ủy tỉnh ủy chính là vị khách quan trọng nhất, làm sao lại bỏ sót cho được. Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất ở phương diện hắn còn chưa làm tốt công tác. Trong đầu có chút hối hận, Trần Kiến Dương thừa nhận sai lầm, một loạt ý nghĩ chợt lóe lên. Khi hắn chuẩn bị đưa thiệp mời đến cho bí thư Thích, hắn phát hiện một tấm thiệp bị lỗi, thế là không khỏi mắng người phụ trách làm những tấm thiệp này một trận. Sau đó Trần Kiến Dương quyết đoán ném tấm thiệp kia vào thùng rác. Hắn nghĩ như vậy thì chợt hiểu rõ, nếu như tính toán thì rõ ràng là thiếu mất một người. Sau khi biết rõ ngọn nguồn thì Trần Kiến Dương cảm thấy an tâm hơn, cho dù làm như vậy là có chút dư thừa, thậm chí có thể bị dạy bảo, thế nhưng hắn cũng phải làm. Hắn nhanh chóng nói, bí thư, tôi cảm thấy chúng ta không mời phòng tổ chức tỉnh ủy cũng được. Vì sao không mời, như vậy là không đúng. Trần Kiến Dương nhìn gương mặt bình tĩnh của Thích Phúc Lai, lá gan của hắn càng lớn. Hắn dùng giọng hào hùng nói, dù sao chúng ta có mời hay không thì kết quả người ta cũng không đến, chúng ta cần gì phải phí thiệp mời. Bí thư, một tấm thiệp cũng đáng giá 10 đồng đấy. Trần Kiến Dương nói như vậy làm cho gương mặt Thích Phúc Lai có vài phần hưởng thụ. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Kiến Dương rồi nói, Kiến Dương, anh làm thư ký trưởng mà có chút keo kiệt, đường đường là thành phố Lâm Hồ mà coi trọng một tấm thiệp 10 đồng sao. Nói ra không phải làm trò cười cho người ta sao, hơn nữa anh cũng làm sao biết được người ta sẽ không đến. Biết đâu người ta cảm thấy thành phố Lâm Hồ xây dựng và phát triển tốt, thế nên chạy đến cổ động thì sao? Vâng, bí thư nói đúng, tôi đây sẽ bổ sung. Trần Kiến Dương vừa đồng ý vừa nhìn gương mặt bình tĩnh của Thích Phúc Lai, lúc này sao hắn không hiểu tâm tư của bí thư Thích. Hắn căn bản cực kỳ bội phục vị bí thư đã nắm công tác của thành phố Lâm Hồ bao nhiêu năm này. Thích Phúc Lai có thể nói là một tên cướp, không những kiên cường bất khuất, còn có gan phản kích khi đối mặt với đủ mọi khiêu khích đến từ bên ngoài. Chỉ cần nhìn từ góc độ này thì rõ ràng Thích Phúc Lai là tên cướp chính cống. Khi hắn phản kích thì vẫn còn đưa thiệp mời đến cho đối thủ của mình. Sau khi Trần Kiến Dương rời đi thì nụ cười trên mặt Thích Phúc Lai càng thêm nồng đậm. Sau vài ngày làm công tác chủ bị, hắn đã liên hệ với nhóm người Lý Thừa Uyên, tất nhiên nhóm người Lý Thừa Uyên tỏ ra ủng hộ công tác của hắn, còn ra sức giúp đỡ, điều này làm cho hắn cực kỳ tin tưởng vào kế hoạch của Trương Thu Mi. Tấm thiệp mời đầu tiên của thành phố Lâm Hồ cũng không xuất hiện trên bàn làm việc của vị lãnh đạo nào khác. Lại xuất hiện trên mặt bàn của Sa Tiểu Cường. Hắn là thư ký của Trử Vận Phong, Thích Phúc Lai cần phải đi qua cửa ải của hắn trước khi tiếp cận chủ tịch Trử Vận Phong. Tuy dựa vào mối quan hệ giữa Thích Phúc Lai và Trử Vận Phong, căn bản có thể trực tiếp đến nhà mời chủ tịch tỉnh đến tham gia, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì Thích Phúc Lai vẫn thích đi theo trình tự thường ngày để gặp mặt Trử Vận Phong. Cậu Tiểu Cường, đến khi đó cũng kính mong cậu có thể đại giá quang lâm. Thích Phúc Lai đặt thiệp mời lên bàn rồi dùng giọng cực kỳ tràn trề tình cảm nói. Sa Tiểu Cường nhìn tấm thiệp có vài phần mộc mạc nhưng không kém khí thế, hắn không khỏi hứng thú xem xét, sau đó cười nói, bí thư Thích, ngài đang cho ra một hành động rất lớn đấy. Thích Phúc Lai cười ha hả nói, lúc này kinh tế phát triển cao độ, tất cả đều đang đề xướng cùng liên hợp để phát triển, thành phố Lâm Hồ chúng tôi và Ngân Bằng có cơ sở phát triển khá tốt. Vì tăng sức cạnh tranh mà hai bên phải liên hợp với nhau. Thế nên chúng tôi quyết định sử dụng phương thức liên hợp xây dựng cùng nhau thắng lợi, cùng nhau xây dựng một hành lang kinh tế trong tỉnh. Đây cũng chính là muốn chứng thực ý nghĩ của Chủ tịch Trử, vì trước đó Chủ tịch có ra 3 điều 5 lệnh, cần phải đẩy mạnh các hạng mục trọng điểm, đồng thời cũng phải đẩy mạnh độ lớn các hạng mục liên hợp. Ha ha, bí thư Thích tự mình đến mời, tôi chắc chắn sẽ không thể không nể mặt ngài. Nhưng ngài cũng biết công tác của tôi rồi đấy, còn có chủ tịch ở bên kia, điều này còn cần ngài phải đi qua nói đôi lời. Sa Tiểu Cường là người thông minh, hắn biết rõ Thích Phúc Lai mời mình có ý nghĩa là gì, thế nên nói rõ ý nghĩ của mình. Thư ký chính là như vậy, vị trí có chút khách quan, cũng là nhân vật tiếp cận lãnh đạo, thế cho nên có địa thế địa lợi của riêng mình. Chỉ là thư ký luôn ở bên cạnh lãnh đạo, anh cần phải định giá đúng bản thân mình. Tiến hành khai phá lợi dụng đúng giới hạn phạm vi kinh doanh chính trị của bản thân, như vậy sau này anh sẽ là người sau lưng có chỗ dựa trước mặt có đường lớn, cực kỳ tốt đẹp. Thích Phúc Lai cười cười nói tất nhiên tôi sẽ tự mình đi mời chủ tịch tỉnh, nhưng có thể mời được lãnh đạo hay không còn nhờ vào sự trợ giúp của cậu. Chương 1415-2, sau lưng có chỗ dựa kiên cố,
phía trước có đường lớn rộng mở. Điều này là nhất định rồi, chỉ cần có việc gì cần, tiểu đệ sẽ ra tay nghiêm túc. Xa Tiểu Cường nói rất thân mật, hắn biết rõ Thích Phúc Lai sở dĩ gọi anh em với mình, nguyên nhân chủ yếu nhất là mình ở bên cạnh chủ tịch Trử, tất nhiên hắn cũng không muốn đắc tội với một người là thủ hạ cũ của lãnh đạo mình. Vì sao vị bộ hạ cũ này cũng không phải người thường, chẳng những là tâm phúc của Trử Vận Phong, quan trọng là đối phương biết đâu sẽ tiến thêm một bước. Lý Thừa Huyên và Kim Hành Thuấn chính là những tiền lệ thấy ngay trước mắt, nói thế nào đi nữa thì sau này Xà Tiểu Cường cũng phải đi xuống nhận công tác cơ sở, nếu hắn có thể có quan hệ tốt với một người thực quyền mạnh như Thích Phúc Lai, căn bản là cầu còn không được. Quan trường lúc nào cũng là một ngọn tháp vàng, đỉnh tháp là một viên minh châu chói mắt, những thứ khác bên dưới chỉ là đá kê chân mà thôi. Tuy mỗi một viên đá kê chân có vị trí bất đồng, thế nhưng nó đều có tác dụng, căn bản cũng không thể thiếu. Vì vậy trong quan trường phải nhận thức rõ sự thật này, cần phải xác định tốt và định vị tốt cho mình. Bản thân cần làm tốt công tác, là ra thành tích, kéo quan hệ, như vậy mới chuẩn bị sẵn sàng cho một bước tiến lên. Hơn nữa Thích Phúc Lai đến đưa thiệp mời thì Xà Tiểu Cường cũng đoán được lý do của nó. Nhưng đây là việc mà thần tiên đánh nhau, tai họa cũng không lên đầu đám nhân vật nhỏ như Xà Tiểu Cường, mình sao không thuận nước đẩy thuyền. Dưới sự dẫn đường của Xà Tiểu Cường, Thích Phúc Lai đi vào phòng làm việc của Trử Vận Phong. Tuy hắn căn bản không ngại gì Xà Tiểu Cường, thế nhưng sau khi đi vào phòng làm việc của Trử Vận Phong thì không khỏi run lên. Dù sao thì Trử Vận Phong cũng có lực ảnh hưởng quá lớn với hắn, dù sau này thế nào thì hắn cũng khó thể nào bình tĩnh tự nhiên trước mặt Trử Vận Phong cho được. Anh không chịu khó công tác ở thành phố Lâm Hồ, chạy đến nơi này làm gì? Sau khi Thích Phúc Lai đi vào thì Trử Vận Phong nghiêm mặt nói. Thích Phúc Lai căn bản sợ hãi từ nội tâm với Trử Vận Phong, lúc này thấy Trử Vận Phong cho ra đòn cảnh cáo thì vẻ mặt càng thêm thận trọng, thưa chủ tịch, hôm nay tôi đến để báo cáo công tác với ngài. Trử Vận Phong gật đầu nói, mời anh ngồi. Xà Tiểu Cường biết mình không thích hợp ở lại, thế là giúp Thích Phúc Lai rót nước, sau đó cũng rời khỏi phòng. Chủ tịch, hai thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng có rất nhiều điểm bù đắp cho nhau ở phương diện phát triển kinh tế, thế cho nên hai bên vì muốn tăng cường sự phát triển mà quyết định đoàn kết hợp tác, cùng chung lợi ích. Trải qua nhiều lần hiệp thương, chúng tôi quyết định dùng phương thức liên hợp, hai bên cùng tạo nên hành lang phát triển kinh tế chung. Đây là quy hoạch cho hành lang phát triển kinh tế, mong ngài nhìn qua một chút. Thích Phúc Lai biết rõ Trử Vận Phong thích nhất là nói về công tác, thế cho nên hắn cũng xem như nắm bắt tốt, vừa tiến vào đã đặt một bản tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn làm việc của Trử Vận Phong. Trử Vận Phong là người cực kỳ coi trọng số liệu phát triển kinh tế, lúc này thấy Thích Phúc Lai đưa văn kiện liên quan đến kinh tế đặt lên bàn làm việc của mình, thế là vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút. Trử Vận Phong xem qua văn kiện một lượt, gương mặt có vài phần chuyển biến. Lão buông văn kiện ra rồi nói, tôi cảm thấy hành lang này có tiềm lực phát triển, thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng có nhiều ưu thế ở phương diện khí hậu và địa thế, bây giờ hai bên liên hợp thì căn bản sẽ tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm, ý nghĩ này là nhìn xa trông rộng, tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu như có thể xây dựng tốt hành lang phát triển kinh tế, như vậy sẽ có thêm điểm tăng trưởng cho tỉnh Nam Giang. Chủ tịch, chúng tôi đã suy xét như vậy cũng không phải vì ngài cho ra chỉ thị chú trọng liên hợp phát triển kinh tế sao? Thành phố chúng tôi không có đủ lực như các thành phố lớn khác, nhưng hai thành phố liên hợp lại thì căn bản có thêm chút tư chất để ganh đua. Thích Phúc Lai tuy dùng hành lang phát triển kinh tế làm lời dẫn, thế nhưng không tê hề không nói hắn bỏ ra khá nhiều tâm huyết. Vì vậy khi nhắc đến phương diện này thì nội dung báo cáo của hắn càng thêm phong phú hơn. Khi thấy Trử Vận Phong nghe rất chuyên chú thì Thích Phúc Lai không bỏ qua cơ hội này, hắn nhanh chóng nói ra những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Chủ tịch, lần này chúng tôi tiến hành nghi thức khởi động liên hợp kinh tế giữa hai thành phố, kính mong ngài đến trợ uy cho chúng tôi, ngài đi qua sẽ làm niềm tin của chúng tôi tăng lên gấp bội. Trử Vận Phong cảm thấy sự kiện hành lang kinh tế này không đơn giản, bây giờ thấy Thích Phúc Lai giao thiệp mời cho mình, lão xem như hoàn toàn hiểu rõ tính toán của Thích Phúc Lai. Lão tiếp nhận thiệp mời, cũng không mở ra xem mà nhìn chằm chằm vào Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai cảm thấy giống như mình bị lột trần dưới ánh mắt của Chủ tịch Trử Vận Phong, thế là gương mặt có vài phần quẫn bách. Hắn cố gắng ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Ngoài tôi ra thì anh còn mời ai?
Chử Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai hơn nửa phút rồi trầm giọng nói. Sau khi nghe Chử Vận Phong hỏi như vậy thì Thích Phúc Lai xem như thả lỏng hơn một chút, hắn cung kính nói, Chủ tịch, ngoài ngài ra, chúng tôi còn chuẩn bị mời các vị thường ủy tỉnh ủy. Thích Phúc Lai tuy nói không lớn nhưng lại kiên định, hắn thông qua phương thức này để biểu đạt quyết tâm của mình. Hắn là người hiểu rõ tính cách của Chử Vận Phong, người này ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần mình kiên trì thì Chử Vận Phong sẽ cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của mình. À, cứ thực hiện theo ý của anh. Chử Vận Phong trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Thích Phúc Lai còn nói về vài con số liên quan đến quy hoạch hành lang phát triển kinh tế, sau đó mới lưu luyến rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Chử Vận Phong mới mở thiệp ra xem. Khi nhìn tấm thiệp được chế tác rất đẹp, lão khẽ cảm khái một tiếng rồi thì thào nói, hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để sự việc. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Chử Vận Phong, Thích Phúc Lai hội hợp với Chủ tịch Lưu Chính Cương đang đi mời các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Hắn nhìn gương mặt của Lưu Chính Cương, cảm thấy đối phương làm việc rất thuận lợi, mà lúc này Lưu Chính Cương nhanh chóng mở miệng báo cáo, Bí thư Thích, tôi đã làm xong công tác của mình, nhóm Chủ tịch Lý đều tỏ vẻ nếu như không có việc gì khó thoát thân thì nhất định sẽ đi đến tham gia nghi thức khởi công. Vậy thì tốt rồi, Thích Phúc Lai nhìn thoáng qua Lưu Chính Cương rồi thản nhiên nói, Chủ tịch tỉnh cũng giúp đỡ chúng ta. Tuy chỉ là vài chữ thoát ra khỏi miệng Thích Phúc Lai thế nhưng vẫn làm cho vẻ mặt Lưu Chính Cương chấn động, ngay sau đó có chút hưng phấn. Bí thư, bây giờ chúng ta đi đến mời Bí thư Diệp sao? Lưu Chính Cương xoa xoa hai bàn tay dùng giọng không chờ đợi được nữa nói. Bí thư Diệp bên kia chúng ta khẳng định phải qua mời, thế nhưng tôi vừa mới liên hệ với chủ nhiệm Triệu của văn phòng tỉnh ủy, một giờ sau Bí thư Diệp đến phòng tài chính, thế nên chúng ta không nên đến vào lúc này. Bây giờ chúng ta nên đi phát thiệp cho các vị lãnh đạo khác. Chủ tịch Lưu, chút nữa anh đến phát thiệp cho Bí thư Đậu. Thích Phúc Lai nói rồi cắn răng nói, lát nữa cũng nên đi qua mời phòng tổ chức tỉnh ủy. Lưu Chính Cương vốn nghe thấy Thích Phúc Lai sắp xếp như vậy có chút bực mình, thế nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.